Chương 2216, tình cờ gặp mặt. Nếu như cô ta đã chọn Diệp Phàm rồi thì sau này chúng ta cũng không cần phải khách khí với cô ta làm gì. Đào Cư Lễ nói xong, liếc mắt nhìn Cao Thành một cái. Bởi vì, y cũng hiểu rằng, Cao Thành cũng đang âm thầm mơ ước có được Mễ Nguyệt. Hơn nữa, y cũng từng thử qua vài lần. Tuy nhiên Mễ Nguyệt chẳng hề khuất phục chiếc đại bổng của chủ tịch thành phố tí nào. Lần này, Cao Thành từng có ý định để Mễ Nguyệt lên vị trí trưởng ban thư ký thành ủy, tuy nhiên Mễ Nguyệt vẫn khéo léo từ chối. Cái này, Hồng Nhan là nguồn gốc của tai họa rồi. Hiện tại Mễ Nguyệt rõ ràng muốn đứng về phía Diệp Phàm, tự nhiên là đã chạm vào, vảy ngược của Cao Thành. Nghe nói, mấy hôm trước Mễ Nguyệt và Diệp Phàm cặp kè đến Phong Vân Lầu. Kết quả là gặp phải chủ tịch tập đoàn Thiên Mộc Phượng Thảo Thiên. Phượng Thảo Thiên cũng thích Mễ Nguyệt, và tuyên bố rằng nội trong 3 tháng y sẽ khiến cho Mễ Nguyệt trở thành vợ bé của hắn. Lúc ấy, Diệp Phàm vô cùng tức giận, không ngờ còn đụng quyền với Hách Thanh. Hình như Hách Thanh phải chịu thiệt thì phải. Xem ra, nắm đấm của bí thư Diệp nhà chúng ta không mềm đâu. Phượng Thủy Linh hừ nói. Thực ra, trong lòng Phượng Thủy Linh cũng có chút ghen ghét mà. Người phụ nữ này thích Cao Thành, vẫn luôn nháy mắt, khiêu khích Cao Thành, chỉ có điều Phượng Thủy Linh trông không được xinh đẹp cho lắm. Thậm chí còn xấu nữa là đằng khác. Đương nhiên, chủ tịch thành phố Cao không ưa gì cô ta rồi. Tuy nhiên, Cao Thành tuy chẳng có cảm tình gì với diện mạo của cô ta. Nhưng với thân phận là trưởng ban tuyên giáo, Phượng Thủy Linh vẫn luôn ủng hộ công tác của Cao Thành, đây chính là điểm mà ông ta thích nhất ở cô. Cho nên, từ trước tới nay, Cao Thành không muốn đóng đôi với Phượng Thủy Linh, nhưng luôn mịt mờ ám chỉ rằng hai chúng ta có thể sẽ thành một đôi. Như vậy thì trong lòng Phượng Thủy Linh sẽ còn có ảo tưởng rằng một ngày nào đó được trở thành người nâng khăn sửa túi cho Cao Thành. Cho nên, Phượng Thủy Linh trở thành nhân vật cốt cán bên phía Cao Thành. Phụ nữ một khi đã mắc vào lưới tình thì đều trở nên như vậy. Chỉ bằng chúng ta mời trưởng ban Phượng ra tay, giúp Diệp Phàm tuyên truyền một chút. Người ta vừa đến đã đưa Mễ Nguyệt đi hết chỗ này đến chỗ khác để quan sát dân tình này nọ rồi. Liệu chúng ta có nên tuyên truyền một chút không? Bằng không, ngành tuyên truyền của đảng chúng ta đưa ra không tuyên truyền cho lãnh đạo thành ủy thì tuyên truyền cho ai? Còn về sự bất hòa đối với Phượng Thảo Thiên, có thể trở thành một tin đồn, đến lúc đó, Diệp Phàm, Mễ Nguyệt và Phượng Thảo Thiên sẽ mắc vào nhau. Đây chính là tình tay ba phiên bản thời hiện đại rồi. Đào Cư Lễ nói. Chút nữa thì mặt mày hớn hở. Tuy nhiên, y mịt mờ quan sát biểu hiện của Cao Thành. Phát hiện sắc mặt của tên này càng lúc càng trùng xuống. Đúng vậy, thương nhân và bí thư thành ủy tranh giành một người con gái, có cái để xem rồi. Phượng Thủy Linh đương nhiên hy vọng Cao Thành sẽ bôi xấu Mễ Nguyệt, chỉ lo rằng ông ta không nỡ mà thôi. Vì vậy, liền đứng bên cạnh tương trợ Cư Lễ. Ha ha, việc này, không cần chúng ta nói thì người khác cũng hiểu. Cao Thành thản nhiên cười nói, Đào Cư Lễ hiểu rằng ông ta đã hết hy vọng rồi. Nếu đã không ăn được rồi thì chẳng ngại gì mà không đạp đổ cả. Phượng Thủy Linh âm thầm vui mừng, trong lòng sớm đã dơ, dao mổ, lên rồi. Không ngờ, cũng đúng lúc đó Diệp Phàm đang ngồi uống trà với Mễ Nguyệt. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm liền đi đến tháp liệt sĩ. Nơi này cây cối mọc san sát, nếu như không sợ bị đen đủi. Thì đó thực sự là nơi lý tưởng để tản bộ sau khi ăn xong. Một thềm đá nhỏ rộng chừng 1 mét dẫn lên đến tận đỉnh núi. Diệp Phàm nhìn thềm đá uốn lượn như con rồng này, trong lòng tự nhủ đây là một nơi tốt để tập thể dục. Phát hiện người đang đi trên thềm đá khá nhiều, có lẽ họ cũng đến đây để tản bộ. Hơn nữa, cũng có một số học sinh chạy thể dục ở đây. Diệp Phàm cũng hứng chí, liền chậm rãi bước lên. Vừa mới leo được chừng trăm bậc thì nhìn thấy một cô gái mặc bộ quần áo thể thao màu trắng xanh cũng đang tập thể dục ở đây. Cảm thấy cô gái này quen quen, đi đến gần, quả nhiên là Mễ Nguyệt. Đồng chí Mễ Nguyệt chịu khó nhỉ, ra đây tập thể dục cơ à? Diệp Phàm cười chào hỏi một tiếng. Thỉnh thoảng ra ngoài dạo thì mặc bộ thể thao này, lúc muốn chạy cũng có thể chạy một chút. Cảnh sắc quanh tháp liệt sĩ này thật đẹp, hơn nữa, chạy lên đỉnh núi kia. Không khí rất trong lành, dễ chịu lắm. Mễ Nguyệt nói, thảo nào mà trưởng ban thư ký Mễ lại giữ được dáng vóc giống như người mẫu đến thế, liệu có liên quan đến việc chạy bộ này không? Diệp Phàm cười nói, sau đó cùng với Mễ Nguyệt vừa đi vừa tán chuyện. Điểm này thì bí thư Diệp sai rồi.
Không ngờ Mễ Nguyệt lắc đầu phủ định. Sai ư? Diệp Phàm quay đầu nhìn Mễ Nguyệt. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lại học nghệ thuật, cũng từng nhận lời đi làm người mẫu rồi. Tuy nhiên làm vài tháng thì tôi bỏ, về sau nhờ mối quan hệ mà vào được ủy ban thành phố công tác cho đến tận bây giờ. Mễ Nguyệt chớp chớp đôi mi dài, nói. Diệp Phàm không khỏi hứng chí, chỉ vào đỉnh núi nói. Chúng ta thì đi, nếu ai thua thì tối nay phải mời đi ăn điểm tâm. Anh cũng có thể sao? Ánh mắt của Mễ Nguyệt không khỏi nghi ngờ nhìn Diệp Phàm. Có thể hay không thì cứ thử đi rồi sẽ biết ngay mà. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Được. Mễ Nguyệt gật đầu nói. Như thế này đi, bí thư Diệp, tôi cho anh chạy trước 50 bậc. Bởi vì bậc thang này tôi chạy quen rồi, cùng một xuất phát điểm sẽ không công bằng đối với anh. Biết Mễ Nguyệt muốn giữ sĩ diện cho mình, nhưng Diệp Phàm thản nhiên lắc đầu, nói. Phía trên còn bao nhiêu bậc thang nữa? Bậc thang này kéo dài đến tận đỉnh núi, phỏng chừng còn 400-500 bậc nữa. Mễ Nguyệt đắc ý nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Vậy thì tốt, cô chạy trước đến khúc quanh kia đi, chắc khoảng 100 bậc gì đó, tôi sẽ chạy sau. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh, cười nói. Hừ, bí thư Diệp đang giễu cợt Mễ Nguyệt sao? Mễ Nguyệt có chút tức giận, cảm thấy Diệp Phàm đang coi thường mình. Nói thật đấy, bắt đầu đi. Diệp Phàm nói như hạ mệnh lệnh. Tôi không khách khí đâu đấy, chạy đây. Mễ Nguyệt chơi thật rồi, nói xong liền chạy như bay lên phía trước. Tuy nhiên, khi Mễ Nguyệt quay lại phát hiện khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên một cách coi thường, cô càng tức giận hơn. Vốn cũng định để cho bí thư thành ủy một chút sĩ diện, nhưng hỏa bốc lên rồi, liền toàn lực chạy về phía trước. Mễ Nguyệt có đôi chân thon dài, cộng thêm việc thường xuyên luyện tập, cho nên chạy cũng không chậm chút nào. Tuy nhiên, khi Mễ Nguyệt chạy đến khúc quanh đó, liền truyền đến giọng nói của Diệp Phàm. Tôi bắt đầu đây. Anh mà cũng đòi chạy thi với tôi ư, kiếp sau nhé. Mễ Nguyệt trong lòng khinh thường nghĩ, và tuyệt đối sẽ không có chuyện nhường nhịn Diệp Phàm nữa. Đột nhiên cô cảm thấy trước mắt có gì đó lướt qua, hình như là người. Bóng người đó lướt qua Mễ Nguyệt còn giơ tay nhéo cô một cái, sau đó ngông cuồng cười nói. Tô vượt qua cô rồi, đồng chí Mễ Nguyệt của tôi ạ. Mễ Nguyệt lập tức cảm thấy hoảng sợ, đây chính là bí thư Diệp. Cô tức giận, mặt đỏ bừng bừng xông về phía trước, tuy nhiên, cô kinh hãi phát hiện. Diệp Phàm lại đi không nhanh không chậm, Mễ Nguyệt dùng lực thế nào thì vẫn thua Diệp Phàm nửa nhịp. Hơn nữa, người ta dường như chẳng buồn xuất lực. Miệng còn mỉm cười chạy lên đến đỉnh. Rất xin lỗi Mễ Nguyệt, tôi chỉ nhanh hơn cô nửa nhịp. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh quay mặt lại mỉm cười nhìn cô, trên trán chẳng có chút mồ hôi nào. Còn Mễ Nguyệt thì ngược lại, mồ hôi đầm đìa như tắm. Anh làm sao có thể? Mễ Nguyệt thở hổn hển nói, tuy nhiên trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ khâm phục rồi. Ha ha, hồi bé nhà nghèo, từ nhỏ đã phải lên núi đốn củi rồi. Giờ tuy không phải đi đốn củi nữa, nhưng cái gốc trước đây vẫn còn, bây giờ kém đi nhiều rồi đấy. Diệp Phàm nói dối mà không hề đỏ mặt. Mễ Nguyệt nháy mắt một cái, cũng có chút tin lời hắn. Hai người ngồi nghỉ một chút, một lát sau đã xuống đến lưng chừng núi rồi. Bí thư Diệp, nếu khát nước thì chúng ta vào phòng quản lý uống chén trà. Chủ nhiệm Mễ Tu Lâm của phòng quản lý tháp liệt sĩ này là chú út nhà tôi. Mễ Nguyệt chỉ vào góc mái hiên thấp thoáng giữa sườn núi nói. Vậy cũng được, tôi cũng đang khát đây. Diệp Phàm gật đầu, hai người đi thẳng đến chỗ phòng quản lý. Nói là phòng quản lý, nhưng thật ra chỗ này khá cũ nát. Đó là một nhà hai tầng, bên ngoài là gạch xanh, trên lợp ngói xám. Tuy nhiên, trông lại rất hợp với phong cảnh bên ngoài. Phòng này xây dựng từ những năm 70 đấy. Bao nhiêu năm nay? Chú tôi đều tự kiếm chút tiền để sửa lại con đường, chứ phòng quản lý này không có tiền đâu. Mễ Nguyệt chỉ vào căn phòng cũ kỹ nói. Hai, có tiền thì phải cấp để sửa sang lại. Tháp liệt sĩ này là nơi giáo dục tốt, phía dưới xây một nhà lưu niệm không phải sẽ tốt lắm sao? Diệp Phàm nói. Mễ Nguyệt, sao cháu lại đến đây? Lúc này, một người trung niên từ trong phòng đi ra. Trên người mặc một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, chân còn dính đầy bùn. Tay cầm một cái xẻng. Chú à, cháu gặp lãnh đạo, sau đó chạy lên đỉnh núi, giờ khát nước quá, nên muốn vào đây uống hớp trà. Mễ Nguyệt chỉ vào Diệp Phàm nói. Lãnh đạo, mời vào mời vào.
Mễ Tu Lầm vội vàng bỏ chiếc sẻng xuống, nói. Ông định đưa tay ra thì thấy tay mình còn dính chút bùn, cho nên vội rụt tay lại. Tuy nhiên, ông nhìn Diệp Phàm, cảm thấy có chút khó tin. Mễ Nguyệt đã là phó trưởng ban thư ký thành ủy rồi, lãnh đạo của cô ấy không phải là trưởng ban thư ký thành ủy sao? Vậy người thanh niên này cũng thật đáng sợ. Diệp Phàm phát hiện, Mễ Tu Lâm bước đi có chút tập tễnh. Ha ha, đồng chí Tu Lâm, ông vất vả rồi. Diệp Phàm đưa tay ra. Mễ Tu Lâm tuy đã rụt tay lại rồi nhưng thấy vậy lại đưa tay ra. Hai người bắt tay chào hỏi nhau. Sau đó cùng bước vào nhà. Bên trong có bày biện vài cái ghế trúc, trên tường có treo mấy vật dụng của liệt sĩ cách mạng. Chú à, không phải chú muốn làm nhà lưu niệm từ lâu rồi sao? Mễ Nguyệt nhìn Mễ Tu Lâm một cái, nói. Diệp Phàm trong lòng cảm thấy buồn cười, biết là cô nàng này đánh chủ ý lên người mình rồi đây. Xem ra, hôm nay không để lại chút huyết thì không được rồi. Đúng vậy, muốn làm từ lâu rồi. Mấy hôm trước chú vừa đi tìm Tiểu Lã. Người này hiện giờ đã là tư lệnh rồi nhưng vẫn keo kiệt lắm. Chú nói bão bọt mép rồi mới chi cho 30 ngàn. 30 ngàn thì làm được cái gì chứ? Chú còn dự định xây mấy cái đỉnh ở hai bên thềm đá nữa. Mễ Tu Lâm nói. Chương 2217, Bí thư Diệp là người như thế nào? Diệp Phàm bỗng giật mình, thuận miệng hỏi. Tiểu Lã là ai vậy? Làm tư lệnh ở địa phương nào? Chính là Lã Lâm đó. Mễ Tu Lâm thuận miệng đáp, rất tự nhiên, Diệp Phàm có thể khẳng định, y không phải là đang làm ra vẻ. Đúng là tư lệnh viên Lã của phân quân khu, trước kia hắn ta với chú út nhà tôi là cùng một chiến hào đi ra đấy. Hơn nữa, chú út nhà tôi lúc ấy còn là lãnh đạo của tư lệnh Lã. Chú út là liên trưởng, tư lệnh Lã là chỉ đạo viên. Tuy nhiên, sau này chú út nhà tôi vì cứu một chiến hữu mà bị mất đi một chân. Sau tuy nói là đã chữa khỏi. Tuy nhiên, không thể làm việc quá nặng hao tốn thể lực, hiện tại cái chân đó cũng có chút cà thọt rồi. Tuy nhiên, tư lệnh viên Lã rất tôn trọng chú út nhà tôi. Hắn cũng thường xuyên qua chơi cờ. Anh xem, bàn cờ cũ nát này thường xuyên được lôi ra. Tư lệnh viên Lã gần đây rất máu chiến. Tuy nhiên, chú út nhà tôi mỗi một lần đều đánh cho tư lệnh Lã thua liểng xiểng. Mễ Nguyệt giải thích một chút, thật cũng không hề giấu giếm chút gì. Diệp Phàm vừa nghe, trong lòng nhất thời vui mừng hẳn lên. Đang muốn cùng Lã Lâm cấu kết một chút, Mễ Tu Lâm đây không phải là cây cầu hữu nghị sao? Ha ha ha, người ta giờ là tư lệnh rồi, tôi chỉ là một ông phỗng đứng xem. Về mặt khác không có cách nào so với y, tuy nhiên, có thể chiếm thế thượng phong ở trên bàn cờ cũng khiến tôi rất cao hứng. Mễ Tu Lâm sang sảng cười, trên mặt cũng lộ ra chút đắc chí. Anh Mễ, anh lại đi nói xấu tôi rồi. Đừng khoác lác nữa, lần này tới tôi bảo đảm không cho anh đắc chí lâu đâu. Bộ anh không biết là tôi gần đây đang nghiên cứu nghệ thuật chơi cờ sao? Ha ha ha! Lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng cười vang dội. Chú Lã, chú cũng tới rồi sao? Mễ Nguyệt cười tủm tỉm định đi ra đón. Tuy nhiên, vừa mới dịch bước liền phát hiện tư lệnh viên Lã đã sớm vào đến nơi. Tuy nhiên, khi thấy Diệp Phàm đang ngồi trên ghế trúc uống trà thì lập tức sửng sốt. Vội đi lên trước duỗi hai tay nói. Ai dè bí thư Diệp cũng ở đây, đúng là khách quý. Bí thư Diệp sao, Mễ Nguyệt sao không nói anh này là lãnh đạo chớ? Mễ Tu Lâm thốt lên. Ha ha, bí thư Diệp không riêng gì là lãnh đạo của Mễ Nguyệt mà cũng là lãnh đạo của Lã Lâm tôi. Lã Lâm cười nói, nhìn vẻ sững sờ trên mặt Mễ Tu Lâm, Lã Lâm hiểu được người này đã nghĩ sai, đoạn nói. Bí thư Diệp là bí thư thành ủy mới đến, anh Mễ, anh đoán chừng đang nghĩ là. Tôi còn tưởng rằng là trưởng ban thư ký thành ủy. Ai dè bí thư Diệp lại trẻ trung như thế, tôi cũng cảm giác mình thật sự là già rồi. Mễ Tu Lâm thở dài, ánh mắt lướt qua người trên mặt Diệp Phàm và Mễ Nguyệt hai người, trong lòng phỏng chừng không khỏi có ý gì đó. Anh Mễ, anh có chuyện gì thì cứ nói ra, bí thư Diệp đang ở đây, quá hay rồi còn gì. Tư lệnh viên Lã cũng thúc giục. Lão già keo kiệt này muốn tôi nghĩ bí thư Diệp khẳng định là hào phóng hơn so với lão nhiều lắm chứ gì. Mễ Tu Lâm tuy già nhưng chưa có lẫn, trước tiên là rào đón Diệp Phàm cái đã. Để hôm nay hắn không ra sức cũng không xong. Vừa rồi Mễ Tu Lâm đã có nói, tư lệnh Lã cho 30 ngàn lão còn nói là keo kiệt, vậy Diệp Phàm thế nào cũng phải đưa ra con số hơn 30 ngàn. Đúng vậy,
chuyện đồng chí Tu Lâm muốn xây dựng nhà lưu niệm, tôi ủng hộ. Non sông chúng ta đều là do các tiền bối cách mạng gây dựng. Không có bọn họ sao có thể có nước Cộng hòa chúng ta hôm nay. Việc này ta thấy cứ như vậy đi, đồng chí cứ làm một báo cáo tường trình tỉ mỉ, rồi bảo Mễ Nguyệt đưa qua. Nhiều không dám nói, trong vòng 300.000 tệ thì vẫn là làm được. Đồng chí Tu Lâm có thể ngàn vạn lần đừng nói tôi keo kiệt là được. Diệp Phàm cười nói, ném đi 30 vạn, đương nhiên là để lấy thêm cảm tình, có thể lôi kéo Tư lệnh Lã thì tốt. 30 vạn, cảm ơn, cảm ơn. Mễ Tu Lâm vui đến toét miệng, trừng mắt liếc nhìn Tư lệnh Lã một cái, hừ nói. Thấy chưa, bí thư Diệp người ta đúng là hào phóng. Vừa ra tay đã gấp 10 lần của lão cho. Đồng chí Tiểu Lã, dù lão có nói thế nào cũng phải thua thôi. Anh Mễ, tôi sao có thể so với bí thư Diệp? Người ta là bí thư, là đại bí thư của mấy triệu nhân khẩu Đồng Lĩnh ta. Phân quân khu bên tôi chỉ là một đơn vị nghèo, ôi, gần đây tôi còn vì chuyện xây trụ sở huấn luyện dân binh mà phát sầu đâu này. Tư lệnh viên Lã kia ra mặt thật đúng là không mỏng, vẫn kiên quyết không hề cho thêm tiền. Tuy nhiên, Diệp Phàm hiểu được, Tư lệnh Lã phỏng chừng cũng nhìn chằm chằm vào chính hắn như đường tăng rồi. Tự nhiên cũng muốn cắt một miếng thịt đi. Tuy nhiên, Diệp Phàm không thể mắc mưu, hắn cứ ngồi một bên thưởng trà chứ không dại gì lên tiếng. Cũng phải, tôi cũng biết ông không giàu có gì, bằng không, có 30.000 mà cũng ném cho tôi. Mễ Tu Lâm nói, đoạn liếc nhìn Mễ Nguyệt một cái rồi tiếp. Tuy nhiên, chuyện trụ sở huấn luyện dân binh hình như cũng thuộc phạm vi địa phương. Theo lý mà nói thì bên tài chính thành phố cũng có thể cấp một khoản tiền có phải hay không? Đừng nói chuyện này nữa, tôi đã sớm đến tìm cục trưởng Vạn bên cục tài chính thành phố. Người này so với tôi còn keo kiệt, tôi còn chưa mở miệng, hắn ta thật ra đã khóc than trước rồi. Cuối cùng tôi khuyên can mãi mới cho 100.000, 100.000 thì lấy làm gì, ngay cả tu sửa sân tập cũng còn khó khăn. Tôi trong cơn tức giận đành bỏ đi, trực tiếp tìm phó chủ tịch thành phố tất cho xong. Ôi, lại cho thêm 100.000. Vẫn là vô dụng, cuối cùng tôi thực nóng nảy, mới tìm đến Cao Thành. Hắn ta cứ chối đầy đẩy, cái gì mà ở thành phố có cái khó của thành phố. Cái gì vân vân và vân vân, dù sao cũng là bày ra một đống lớn khó khăn, giống như hẳn là bảo tôi nên cho hắn ta mấy trăm vạn mới đúng. Kết quả, bảo tôi lên quân khu tỉnh tranh thủ thêm một ít. Bên kia tiền là một xu cũng không thể bỏ thêm, thực con mẹ nó nghẹn uất thật sự. Tư lệnh Lã cào nhau. Lạ thật, cục trưởng Vạn Phú Tài trước kia hình như cũng không hề qua lại với chủ tịch thành phố Cao. Có khi chính là chủ tịch thành phố Cao phê duyệt chút tiền mà Vạn Phú Tài vẫn tìm cách bày đặt chuyện này nọ. Nhưng thật ra nếu là của phó chủ tịch thành phố tất phê chuẩn thì trước mặt hắn dễ dùng rồi. Ngoại trừ là của phó chủ tịch thành phố, những người khác muốn đòi tiền đều phải xem sắc mặt hắn ta. Mễ Nguyệt nói xong, Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu ngay huyền cơ trong đó. Phỏng chừng cục trưởng cục tài chính thành phố Vạn Phú Tài này là thuộc phe tất phân lý. Mễ Nguyệt đây là đang mịt mờ nhắc nhở chính hắn về mạng lưới quan hệ nơi đây. Không thể nào, cục tài chính thành phố là vị ủy ban nhân dân thành phố mà phục vụ. Chủ tịch thành phố Cao là nhân vật số một trong ủy ban nhân dân thành phố, y phê chuẩn còn không dùng được thì cục trưởng Vạn còn có quả ngon để ăn sao? Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Ha ha, tất phân lý và Khổng Đoan là bạn học đó thôi. Khổng Đoan ở thành phố vẫn là tương đối có phân lược, hơn nữa còn có tất phân lý, Vạn Phú Tài dựa vào hai tòa núi lớn, đương nhiên là không phải lo lắng rồi. Có nhiều lần Cao Thành đã muốn tìm một cơ hội trị Vạn Phú Tài, hoặc có thể nói là nắm thóp hắn. Tuy nhiên, đều bị đám người Khổng Đoan và tất phân lý liên kết ngăn cản. Phe cánh quyền lực như vậy, ngay cả cựu bí thư thành ủy đồng chí Trương Hoành Đông lúc trước cũng phải dè chừng có phải hay không. Bỗng dưng Tư lệnh Lã ra vẻ vô tình xen vào một câu. Những lời này thật ra càng thêm phần rõ ràng vẽ ra hệ phe cánh của tất phân lý. Hóa ra cả Khổng Đoan vẫn là cùng một hội đấy. Hơn nữa ban đầu theo Mễ Nguyệt biết được thì bí thư đảng ủy công an Trì Hạo Cường cũng là người của phe này, phe cánh của Khổng Đoan quả nhiên thực lực tương đối không tầm thường rồi. Xem ra, mọi chuyện với Cao Thành cũng không phải là khả quan. Mặc dù là có Khổng Đoan cùng tất phân lý chống lưng, Vạn Phú Tài cũng không thể kiêu ngạo như thế chứ. Túi tiền của chủ tịch thành phố bị ghim chặt rồi, còn làm ăn thế nào được nữa? Một cục trưởng, nhiều nhất cũng chỉ là cấp cục trưởng, so với chủ tịch thành phố cấp giám đốc sở. Thực lực là kém rất xa.
Mễ Tu Lâm đã hỏi ngay điều Diệp Phàm muốn hỏi mà ngượng ngùng không dám. Dù sao hắn cũng là bí thư thành ủy mới tới, quan hệ với tư lệnh viên Lã Lâm cũng không có gì đặc biệt, những lời này không nên mạo muội nói ra. Hơn nữa, Mễ Tu Lâm có vẻ như là vô ý. Diệp Phàm cảm giác lão già này cũng không hề đơn giản, không chừng còn là cố ý muốn trả nợ cho hắn. Ha ha, đương nhiên, chỉ dựa vào nhiêu đó còn chưa đủ. Điều người ta lo lắng chủ yếu là do hắn ta được trên tỉnh ủng hộ. Phó Giám đốc Thường vụ Sở Tài chính tỉnh Vạn Hữu Lương là anh ruột của Vạn Phú Tài. Có thần tài lớn như vậy ở tỉnh chống lưng, thì mặc dù Cao Thành là chủ tịch thành phố cũng không dám vọng động can qua. Nói cách khác, đồng lĩnh mất đi sự ủng hộ của Sở Tài chính tỉnh thì còn triển khai công việc thế nào nữa? Tư lệnh viên Lã quả là biết không ít. Diệp Phàm tự nhiên là mừng rỡ ở một bên mà ghi nhớ, phân tích, lưu giữ những thông tin quý giá về mạng lưới quan hệ này rồi. Kỳ thật, cán bộ trong thể chế rất trọng thị vấn đề này. Không coi trọng thì có khi làm lung tung ra tay đắc tội với cao nhân mà bản thân đều không hề hay biết. Ha ha ha, cục trưởng Vạn thật ra là tựa đại thụ mà hóng gió rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, nhìn tư lệnh viên Lã, nói. Dân binh là tổ chức vũ trang quần chúng mà nhà nước ta không thể bỏ bê. Là bộ phận quan trọng cấu thành lực lượng vũ trang quốc gia, trợ thủ cho quân chính quy thường trực và là lực lượng dự bị. Có thì lại là kết hợp cùng quân dự bị. Đã là bộ phận cấu thành lực lượng vũ trang, lại là một loại hình tổ chức của quân dự bị. Vừa rồi nghe tư lệnh Lã nói muốn xây trụ sở huấn luyện dân binh, hẳn là có bao gồm quân dự bị bộ đội chứ? Đúng vậy. Vừa rồi tôi có nói là đã có chút đất rồi. Trên thực tế là hai bên cùng kết hợp, phân quân khu chúng tôi phải chịu trách nhiệm huấn luyện công tác, không có sân bãi, không có thiết bị, không có cái gì cả mà phải triển khai công tác thì quả có chút trở ngại. Nhưng cũng không có cách gì khác, phân quân khu bị vây vào một hoàn cảnh không thuận lợi, so với quân chính quy thì người ta lấy chúng ta đối đãi như hạng lính quèn. Cho nên, quân phí trên rót xuống không thể so sánh với các ban ngành chính quy. Còn bộ phận còn thiếu chủ yếu là phải bổ sung từ nguồn tài chính địa phương. Tình hình thành phố ta tôi cũng biết, nếu muốn bên tài chính xuất ra tiền để xây dựng trụ sở huấn luyện này cũng không phải là không thực tế. Tuy nhiên, đồng chí Cao Thành là hơi hà khắc thái quá. Lã Lâm sắc mặt có chút nghiêm túc. Đúng vậy, phân quân khu là tổ chức cấp 1 hoặc khu quân sự nằm trong phạm vi quân khu tỉnh, do quân khu tỉnh lập ra. Đồng thời lại là đơn vị binh dịch của Ủy ban Công tác Quân sự địa phương thành phố trực thuộc tỉnh, khu tự trị và Ủy ban Nhân dân địa phương thành phố trực thuộc tỉnh, chính quyền khu tự trị chịu song trùng lãnh đạo của quân khu tỉnh và địa phương. Lãnh đạo ban chỉ huy quân sự huyện hoặc quận còn có số lượng nhất định bộ đội, phân đội. Còn quân dự bị, tổ chức dân binh chính là phạm vi công tác của các anh. Phạm vi lớn, nhân mã nhiều, nhưng tài lực lại hữu hạn. Tuy nhiên, mặc kệ ở thành phố có bao nhiêu khó khăn, vẫn cần phải ủng hộ phân quân khu công tác. Như vậy đi, tư lệnh Lã có rảnh thì hãy đến phòng làm việc của tôi nói chuyện, chúng ta cùng nghiên cứu thảo luận một chút vấn đề trụ sở huấn luyện. Diệp Phàm giơ ra cành ô liu ve vãn. Lã Lâm vừa nghe tự nhiên mừng rỡ, vội gật đầu nói. Sáng mai tôi sẽ mang theo phương án ghé qua. Kỳ thật, Diệp Phàm đang thử dò xét. Mà Lã Lâm ngược lại cũng không khỏi đang thử dò xét vị bí thư thành ủy mới tới này. Thấy thời gian cũng không còn nhiều, Diệp Phàm cáo từ đi trước một bước. Tiểu Lã, ông thấy vị bí thư thành ủy mới tới này thế nào? Mễ Tu Lâm nhìn bóng Diệp Phàm đã khuất dưới chân núi, vừa hỏi vừa xách bàn cờ ra. Chương 2218, Tề Thiên khoe khoang. Ha ha, cứ hỏi đứa cháu gái cưng của ông trước rồi nói sau. Tư lệnh viên Lã nhìn Mễ Nguyệt một cái. Có quyết đoán, sáng hôm nay mở hội nghị thường vụ thành ủy lần đầu tiên đã đề cập đến phương án điều chỉnh phố Tân Long. Anh ta tuy nói còn trẻ, nhưng rất cơ trí, giỏi nắm bắt lấy quan hệ khắp nơi để đem vào ứng dụng. Cuối cùng, khiến cho người ta không thể không theo ý đồ của anh ta mà đi thi hành. Tuy nhiên, thời gian quá ngắn, lập tức đã muốn nắm trong tay toàn bộ đồng lĩnh cũng là không thực tế. Bộ máy thành ủy đồng lĩnh ta hơn 3 phần thiên hạ vẫn còn lưu lại bóng dáng của nguyên bí thư thành ủy Trương Hoành Đông. Trương Hoành Đông tuy nói đã lùi về tuyến 2 đảm nhiệm chủ tịch mặt trận Tổ quốc, nhưng dù sao ông ấy vẫn còn ở thành phố. Các thành viên tổ chức của ông ấy vẫn còn đương nhiệm, tuy nói đã yếu đi không ít, nhưng ông ta đối với đồng lĩnh vẫn còn có thực lực tương đối lớn.
Bí thư Diệp kẹt giữa lực lượng bốn phía, thực sự là rất khó xoay sở. Chú Lã, chú phải ủng hộ công tác của anh ta mới đúng. Cháu thấy người ta cũng không tệ, chú xem, thứ nhất là giải quyết xong vấn đề của chú út nhà cháu. Chuyên trụ sở huấn luyện các chú hắn cũng có vẻ là cảm thấy hứng thú. Không chừng sáng mai chú vừa đi đã có thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Mễ Nguyệt nói tốt cho Diệp Phàm nhưng thật ra lại làm cho Lã Lâm và Mễ Tu Lâm đều có chút quái dị mà nhìn chằm chằm cô. Hai chú nhìn gì mà nhìn, cháu đang bàn công việc mà. Hai người đều là bậc cha chú nên con mới nói thật. Mễ Nguyệt trừng mắt nhìn cả hai lão già có chút ý tưởng bất lương này liếc mắt một cái, hừ nói. Ha ha ha. Lã Lâm và Mễ Tu Lâm đồng thanh lớn tiếng cười ngất như hai con vịt đang gọi mùa xuân vậy. Này này khuê nữ, cháu có phải là động xuân tâm rồi hay không hả? Lã Lâm khả đùa trêu. Không có, người ta so với cháu còn kém mấy tuổi lận, cháu nào dám có ý đó. Hơn nữa, nghe nói Bí thư Diệp là từ văn phòng trung ương xuống đây, khẳng định là đã có bạn gái. Mễ Nguyệt sắc mặt trở nên đỏ ửng, khẩn trương lắc đầu phủ nhận. Ha ha, từ từ cũng được. Lã Lâm cười cười, liếc nhìn Mễ Nguyệt một cái, nói. Gần đây biểu hiện của cháu rất ngoạn mục, phỏng chừng đã lọt vào tầm mắt của Bí thư Diệp rồi. Có phải là cháu đang nhắm vào cái ghế trưởng ban thư ký thành ủy? Nếu có Bí thư Diệp mạnh mẽ ủng hộ thì thật ra cũng là một trợ lực tương đối lớn. Đáng tiếc là chú Lã làm bên quân đội, trên tỉnh cũng không thể quan hệ được bao nhiêu. Tiểu Lã, lời này của ông cũng là có ý muốn né trước đây mà. Mễ Tu Lâm bất mãn trừng mắt liếc nhìn ông bạn cấp dưới năm nào một cái. Tôi tránh né gì chứ, Mễ Nguyệt là cháu gái ông, chẳng lẽ không phải là cháu gái của Lã Lâm? Tôi còn gọi ông là ông anh đấy. Lã Lâm vẻ mặt nghiêm chỉnh mà nói. Ít nhất trên quân khu tỉnh còn có Tư lệnh Trương là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Tuy nói Tư lệnh Trương về cơ bản là không đi họp, nhưng nếu Mễ Nguyệt đề đạt lên, Tư lệnh Trương còn có thể ra chút sức có phải hay không? Mễ Tu Lâm nói. Tìm ông ta hả, ông đi thì thích hợp hơn. Lã Lâm lắc lắc đầu nói. Ta đi ích quái gì, phỏng chừng ngay cả cửa chính của quân khu tỉnh còn không thể nào vào được. Mễ Tu Lâm cũng lắc đầu. Có ích đó. Lã Lâm hơi lắc đầu sau đó liếc nhìn Mễ Tu Lâm một cái nói. Tư lệnh Trương rất trọng tình cảm. Năm đó cái chân này của anh đã lưu lại ấn tượng với ông ấy rất sâu, nếu không như vậy. Tôi thấy Mễ Nguyệt cũng không thể nắm bắt cơ hội lần này. Nếu Bí thư Diệp có thể tương trợ, hai chúng ta lại cùng đi tìm Tư lệnh Trương. Không chừng còn có thể nói mấy câu có phải hay không. Ôi! Mễ Tu Lâm thở dài. Nhìn Mễ Nguyệt, nói. Việc này, ta không giúp được bao nhiêu, trong lòng quả có chút khó chịu. Mễ Nguyệt đến bây giờ vẫn còn chưa kết hôn, một đứa con gái mà phải tự mình lăn lộn, thật là làm khó cho nó. Thời buổi này muốn leo lên thì nữ nhân dựa vào cái gì chứ? Mễ Nguyệt lại khá ưa nhìn, hiện tại có một số lãnh đạo là ưa khoản này lắm. Trước kia Mễ Nguyệt có mẹ nuôi che chở mới ngồi được lên vị trí phó trưởng ban thư ký này. Hiện tại thì không được, người vừa lui thì trà liền nguội lạnh. Đây là sự thật, khi Phó Chủ tịch tỉnh Lưu Ái Cúc còn tại vị thì vẫn còn có sức ảnh hưởng đấy. Tuy nhiên, Mễ Nguyệt cũng chỉ được đề bạt lên Phó trưởng Ban Thư ký. Lưu Phó Chủ tịch ra mặt, lãnh đạo đồng lĩnh dù sao cũng phải nể mặt đôi chút mà. Hiện tại không giống với lúc trước, bà ấy đã lui về rồi. Hơn nữa, chủ yếu là tầng quan hệ lên tỉnh. Trưởng ban thư ký thành ủy là cán bộ cấp phó giám đốc sở, do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy khảo hạch. Mà quyền quyết định ở tỉnh ủy, mặc dù là phó chủ tịch tỉnh Lưu lúc trước không lui về thì sức ảnh hưởng của bà ấy với bộ máy tỉnh ủy cũng là có hạn. Lã Lâm nói, Mễ Nguyệt, thái độ của Bí thư Diệp thế nào, cháu có thăm dò hay không? Mễ Tu Lâm hỏi, việc này, mới đến vài ngày, hôm nay ở hội nghị thường vụ anh ấy sắp xếp cho cháu ghi biên bản. Tuy nói ở hội nghị thường vụ thái độ của cháu rất kiên quyết ủng hộ. Tuy nhiên, phỏng chừng còn cần có thời gian mới kiên định được ấn tượng ở trong lòng anh ta. Nếu như có thể lo xong chuyện phố Tân Long thì có lẽ là ổn. Mễ Nguyệt nói. Vậy thì tốt, tuy nhiên, việc bên này không thể bỏ quên. Tiểu Lã, chúng ta bớt thời giờ đi quân khu tỉnh một chuyến. Mặc kệ có, ít hay không, còn nước còn tát là được. Mễ Tu Lâm nói. Đi. Tranh thủ luôn mấy ngày này, chờ mai gặp Bí thư Diệp, tôi cũng sẽ thử anh ta một chút.
Nếu anh ta để lộ ra một chút ý đồ thì chúng ta liền hành động. Bằng không, chỉ dựa vào hai chúng ta chạy lên chạy xuống thì tác dụng không lớn lắm. Bí thư Diệp ngồi trên cái ghế số một đồng lĩnh, trên tỉnh khẳng định là có quan hệ. Nghe nói lúc ấy người đề bạt là Chủ tịch Tề. Nếu Bí thư Diệp chịu ra tay, Chủ tịch Tề tất cũng sẽ ra tay. Có Chủ tịch Tề tương trợ, lại có Tư lệnh Trương giúp, việc này, ít nhất đã thành công một nửa. Lã Lâm gật gật đầu nói. Mễ Nguyệt cũng không nói lời cảm ơn, người trong nhà nói những câu như vậy thì khách khí quá. Tối hôm đó, Diệp Phàm lái xe đến sư đoàn Hưởng Hổ. Nơi dừng chân của sư đoàn Hưởng Hổ hơi kỳ lạ, cách đồng lĩnh cũng không xa. Diệp Phàm lái phun mã lực mất 2 tiếng là đến. Mà sư đoàn Hưởng Hổ cũng không phải là chỉ ở trong phạm vi đồng lĩnh, mà một nửa ở đồng lĩnh, một nửa là ở Lan Chơ Bế Ơ khu tự trị Nội Mông gần đó. Theo vị trí địa lý thì cũng khá gần Bắc Kinh, đi đường cao tốc mấy tiếng liền là có thể đến thủ đô. Thật ra, vai trò của sư đoàn Hưởng Hổ chính là lá chắn tuyến đầu bảo vệ thủ đô. Cho nên, sư đoàn Hưởng Hổ tuy nói vừa mới lập ra không lâu, nhưng nó cũng là quân khu chủ lực nổi tiếng của Bắc Kinh. Nhân mã có hơn 2 vạn, đủ một sư đoàn. Hơn nữa, vũ khí trang bị đều là tiên tiến nhất. Sư đoàn Hưởng Hổ có diện tích đóng quân tương đối lớn. Quanh nơi dừng chân đâu đâu cũng là cây cối rậm rạp che phủ toàn bộ sư đoàn thấp thoáng ở giữa. Ngay cả vệ tinh trinh sát cũng khá khó phát hiện cụ thể sư đoàn Hưởng Hổ ở đâu. Thế nào đại ca, địa bàn của tôi cũng không tệ lắm phải không? Diệp Phàm vừa mới đặt kính viễn vọng xuống, Tề Thiên đã hơi có vẻ đắc chí cười nói. Tiểu tử cậu cứ đắc chí đi. Diệp Phàm vừa tức giận hừ một tiếng, đoạn cũng là cười nói. Địa bàn sư đoàn các cậu lớn như thế. Lúc trước quân khu Bắc Kinh dựng lên chắc là tốn không ít tiền nhỉ. Đó là lẽ đương nhiên, lúc ấy Triệu Quát tướng quân của quân khu xuống dưới thị sát công tác. Chép miệng nói với tôi, chi phí cho sư đoàn này trong một năm đã bằng cả hai quân đoàn bên đó. Hơn nữa, lúc trước lập nên là tốn rất nhiều chi phí khác, toàn bộ tài lực của quân khu có gần 4 phần là dồn vào sư đoàn Hưởng Hổ. Tề Thiên vẻ mặt khẽ cười nói, tiểu tử này đương nhiên là có ý khoe khoang. Chúng tôi là con át chủ bài, các quân khu lớn đều lập nên những sư đoàn như vậy. Nghe nói tình hình chẳng khác nhau là mấy. Mấy tư lệnh viên quân khu lớn đều đang ngầm so tài. Lúc này, một tham mưu trưởng sư đoàn là Thượng tá Ngọc Đông đứng cạnh chen vào cười nói. Ngầm phân cao thấp là sự thật, tuy nhiên, chúng tôi là gần quan được ban lộc. Cái quân khu lớn khác xây dựng sư đoàn hỗn hợp so với chúng tôi vẫn là kém một bậc nhỏ đấy. Không cần xét những mặt khác. Chỉ riêng về tài lực một khối bọn họ đã không thể so bì. Dù sao, chúng ta có Bắc Kinh làm chỗ dựa, nhóm lãnh đạo chóp bu ở trên đều chú ý nhìn vào. Tự nhiên, dòng tiền kia cũng là cuồn cuộn mà đến thôi. Tiểu đoàn trưởng đặc chiến Câu Tượng Thủy cũng là vẻ mặt rạng rỡ góp lời. Xem ra, các người có tiền đấy nhỉ? Diệp Phàm thuận miệng nói xong, đi theo Tề Thiên vào một phòng ngăn riêng ra của căn tin sư đoàn. Phát hiện trên bàn sớm đã kê một nồi sắt cỡ vừa, phía dưới còn đốt hừng hực lửa than. Bên trong đang sôi thứ thịt gì đó, thơm ngào ngạt làm người ta chảy cả nước miếng. Tiền, chúng tôi không thiếu. Tề Thiên cười cười, chỉ vào nồi sắt lớn mà rằng. Đây là tôi cho người đặc biệt đến vùng hoang dã phương Bắc đánh về đấy, khá là may mắn, bắn được liền một lúc mấy con hươu. Hơn nữa, còn săn được một con lợn rừng to, đáng tiếc là không gặp sói. Bằng không, đại ca đã có thể có lộc ăn rồi. Tề Thiên vẫn còn có chút tiếc nuối lắc đầu. Mấy người ngồi xuống vây quanh. Tề Thiên đứng lên tự mình trước tiên rót cho Diệp Phàm một bát to đầy. Sao lại bảo là một bát to, bởi vì, cái ở đây gọi là chén lớn căn bản chính là một cái bồn sắt. Anh nếm thử đi, tuyệt đối chính tông hương vị súp hươu, đây chính là phương pháp cách thủy chính tông của quân đội bọn tôi, gọi là hầm nồi sắt. Tề Thiên còn cười ba hoa thêm. Có thịt không rượu sao được có phải hay không sư trưởng? Lúc này, một người tên là Thái Đồng Khánh liếc nhìn Tề Thiên một cái, khóe môi nhếch lên một cười quỷ dị. Diệp Phàm phát hiện, Thái Đồng Khánh nháy mắt với Ngọc Đông một cái, phỏng chừng hai người này đang muốn giở trò gì với lão Tề rồi. Sao lại không có rượu hử, đại ca của tôi đến đây, không có rượu uống thì chẳng phải nực cười sao? Tề Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, quát. Mang một chùm ngũ lương dịch lên đây, chúng ta tối nay không say không thôi. Thời buổi này, có tiền thật là tốt, chúng ta vất vả như vậy,
ăn uống chút cũng có sao. Hượm đã. Lúc này, Ngọc Đông hơi hơi giật giật tay. Ý gì hử, không để cho đại ca của ta uống rượu có phải hay không? Tiểu tử ngươi thích đánh nhau có phải hay không? Này, đêm hôm khuya khoắt rồi đấy, tham mưu sư đoàn sẽ không đáng giận như đào cổ bản thế chứ. Tề Thiên trừng mắt hừ bảo Ngọc Đông. Ở đây, Tề Thiên vẫn là lão đại, vẫn có khí phách nhất đám. Đào cổ bản, trên thực tế là ngoại hiệu một số đồng chí trong sư đoàn đặt cho chính ủy Đào Tiên. Bởi vì, chính ủy Đào làm việc nói chuyện nhất nhất đều tương đối nguyên tắc. Như giờ cơm trưa sư đoàn đã có quy định, mặc kệ là thủ trưởng nào đến đều không cho uống rượu. Có lần một vị thủ trưởng của quân khu Bắc Kinh đến thị sát, lúc ấy Tề Thiên đề nghị uống một chút cho có hứng thân quen. Mà vị kia thủ trưởng kia cũng không tỏ vẻ phản đối, ai dè Đào cổ bản đứng ra không cho lấy rượu. Lúc ấy Tề Thiên phát hỏa, Đào cổ bản không ngờ lại đem điều lệ sư đoàn ra. Tề Thiên đành phải phẫn nộ đem cơn giận nén vào trong bụng. Cho nên, những người này sau lưng thường gọi chính ủy Đào là Đào cổ bản. Đương nhiên, uống rượu là chuyện uống rượu. Bình thường Tề Thiên vẫn là rất tôn kính lão chính ủy Đào Tiền này. Chính là bởi vì có ông ta quản, sư đoàn hưởng hổ mới có thể ngay ngắn trật tự như thế. Tôi nào dám, bí thư Diệp còn không đem tôi đuổi ra khỏi đồng lĩnh không chừng. Nhà chúng ta vẫn ở đồng lĩnh đấy. Ngọc Đông nháy mắt cười nói. Chương 2219, khoác lác cũng phải nộp thuế. Tôi cũng đâu có quyền đuổi các anh đi. Hoan nghênh các anh đến còn không kịp nữa là, có đúng không nào? Diệp Phàm hớp ngụm nước. Sau khi tán thưởng, hắn nhoẻn miệng cười. Vậy anh có ý gì mà cứ ngăn không cho rót rượu? Thái độ của Tề Thiên đã dịu đi một chút. Ha ha, sư đoàn trưởng ngồi xuống đi. Là như thế này, ban nãy anh em trông thấy anh đi phía sau bí thư Diệp, ôm một chiếc hòm. Rượu này là tôi đem đến phòng của anh. Lúc đó chỉ cần liếc mắt một cái tuy là không nhìn ra được là loại gì nhưng rượu bí thư Diệp tặng thì chắc chắn là không tệ. Chỉ bằng như thế này, hôm nay rượu ngũ lương này để lại biếu bí thư Diệp. Chúng ta thử rượu bí thư mang đến, như vậy có được không? Thái Đồng Khánh vừa cười vừa nói. Đúng thế, thử rượu đi. Ngọc Đông, Câu Tượng Thủy và các đồng chí khác cùng nói, không khí bỗng chốc trở nên rất náo nhiệt. Các cậu, cái đám tiểu tử này, chỉ được cái là có ý kiến hay. Tề Thiên chỉ vào đám thanh niên cấp dưới. Họ thật đúng là không còn gì để nói. Thế nào ạ, trước giờ sư đoàn trưởng luôn tự nhận là tiểu mạnh thường. Mạnh thường quân rất hiếu khách. Hơn nữa, bí thư Diệp tặng hàng tốt, sư đoàn trưởng nhất định phải cho chúng tôi nếm thử rượu chứ, có đúng không nào? Nếu không đêm về làm sao chợp mắt được? Ngọc Đông cùng vào hùa nói thêm. Đây là đại ca tặng riêng cho tôi. Đừng nhìn thùng mà tưởng nhiều, thật ra rất ít. Hơn nữa đại ca tôi cũng là người kẹt lắm. Tôi phải xin từ lâu lắm rồi anh ấy mới cho một thùng. Mà thùng thì cũng chỉ có 6 bình thôi. Tề Thiên có chút hoảng hốt, vội vàng nói. Thôi, rốt cuộc là có rượu ngon. Tôi muốn thử. Đúng lúc đó, cửa bị đẩy ra, tiếng của đồng chí Đào cổ bản vọng lại khiến mọi người nghe được, cảm thấy rất bất ngờ. Nghe nói bí thư Diệp Phàm đã đến. Đào cổ bản tôi đến muộn, xin được lượng thứ. Không ngờ Đào cổ bản lại ôm quyền thực hiện động tác tạ lỗi của một võ sư. Hơn nữa, Diệp Phàm còn ngạc nhiên phát hiện ra cách hành lễ của đại tá Đào cổ bản tuy không rõ ràng nhưng cách giơ ngón tay cái và các ngón khác ra là nghi lễ cấp dưới chào cấp trên của tổ đặc nhiệm A. Lễ nghi này chỉ có các thành viên chính thức của tổ A mới hiểu được. Diệp Phàm cũng đáp lại lễ, trong lòng vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Không lẽ ủy viên thường vụ thành ủy Đào cổ bản chính là thành viên đặc biệt được cung khai Hà đặc phái xuống sư đoàn hưởng hổ? Hình như có gì đó kỳ lạ. Sư đoàn hưởng hổ không đủ tư cách để được giám hộ bí mật bởi một thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm. Hơn nữa tổ A lấy đâu ra nhiều thành viên chính thức như vậy để mà đặc phái. Một quân khu lớn được phái xuống một người là quá tuyệt rồi. Được rồi, sư đoàn trưởng, mau đem rượu ra để anh em cùng hưởng thụ nào. Hay là để tôi đi lấy nhé? Ngọc Đông hí hửng đứng bật dậy. Tên tiểu tử này. Tề Thiên liếc nhìn ủy viên thường vụ thành ủy một cái, đành gật đầu đồng ý nói. Ngọc Đông, cậu mang rượu lại đây nhưng chỉ được phép lấy 3 bình thôi, 3 bình còn lại để cho tôi. Nửa đêm khuya khoắt mà thèm uống rượu thì cũng nóng người lắm. Vợ con không bên cạnh, không rượu sao được. Ngọc Đông dạ vâng đáp lại rồi nhanh như chớp chạy đi, một lát sau đã mang về 3 bình rượu.
Lúc đó, Đào Cố Bản ngồi ở phía bên phải Diệp Phàm. Ông ta ghé sát vào tai Diệp Phàm nói. Trước đây tôi là thuộc hạ của tổ trưởng Nghiêm. Trong trận chiến Sahara lần trước tôi bị thương nên rút ra khỏi đội. Hồi trước tôi làm việc trong quân đội nhưng không để lộ thân phận của mình. Tôi thực chất chính là thành viên chính thức của tổ A. Lần này thì thực sự đã về làm bộ đội. Hai, tôi rất nhớ anh em trong tổ. Tiếc là tôi không quay lại được nữa. Hơn nữa tổ trưởng Nghiêm. Đào Tiền nghẹn ngào nói. Đi thì cũng đã đi rồi. Chúng ta sống và phải luôn ghi nhớ lời của tổ trưởng Nghiêm. Tổ A không bao giờ thất bại. Chúng ta phải vì tổ trưởng Nghiêm mà đấu tranh. Anh cứ yên tâm làm việc trong quân đội. Nhiệm vụ cách mạng thì ngày ngày vẫn phải làm. Ở đâu cũng vậy cả thôi. Tất cả đều vì tổ quốc. Diệp Phàm giơ cánh tay vỗ nhẹ vào Đào Tiền an ủi. Không lâu sau, Ngọc Đông đã quay trở lại. Anh ta dương đôi mắt ra nhìn mọi người, hí hửng mở nắp chai rượu Mao Đài. Lòng Tề Thiên thì đang rỉ máu. Quả nhiên là rượu ngon, rất thơm. Ngọc Đông hít lấy hít để hương rượu rồi lại thở dài nói. Loại rượu này chắc chắn chưa từng được nếm qua. Loại rượu Mao Đài này có nguồn gốc thế nào? Nếm cái đầu các anh, đây là chủ nhiệm Điền Giang đã đặc biệt tặng cho anh Diệp lúc anh ấy đến thăm. Người ta là lãnh đạo cấp cao mới có tư cách hưởng đãi ngộ đó. Các cậu cho rằng Tề Thiên tôi kém cỏi như vậy sao? Loại này chắc là tuyệt phẩm. Tề Thiên có chút tức giận đáp lại. Thực ra, Tề Thiên đang cố ý tâng bốc Diệp Phàm. Nói xong anh ta còn liếc sang nhìn Ngọc Đông như thể ám chỉ rằng Diệp ca của tôi có bệ đỡ rất chắc. Anh còn không mau bảo ông chú Ngọc Xuân Phong của anh đi theo anh tôi. Đãi ngộ cấp quốc gia đó, chả trách. Chúng ta hôm nay có phúc rồi, xin mời các anh em một ly. Uống thôi, uống thôi. Thái Đồng Khánh nhịn không được. Ngọc Đông, Câu Tượng Thủy và đến cả ủy viên thường vụ thành ủy Đào Cố Bản cũng đều rất hứng thú. Bọn họ lần lượt cầm chiếc ly lớn để chờ được rót rượu. Để lại cho tôi một chút, đừng có chất đầy các ly to như thế. Ly này của anh ít nhất cũng phải nửa cân. Lượt đầu tất cả chỉ rót nửa ly thôi, chậm lại, ít đi, ít đi. Tề Thiên đang thiếc nứt ruột từng ly rượu quý. Thôi đi. Tên tiểu tử nhà cậu thật đúng là, keo kiệt đến mức độ ấy. Lần sau có cơ hội mang tiếp cho cậu mấy bình nữa. Diệp Phàm thấy ngứa mắt nên khoát tay nói. Đại ca, anh nói có thật không, chúng ta không nói suông nhé. Hôm nay tất cả các anh em ở đây đều nghe thấy rõ. Ủy viên thường vụ chính ủy Đào làm chứng nhé. Tề Thiên ngay lập tức cười tủm tỉm. Anh ta không còn sót ba bình rượu này nữa. Ba bình này mang lại lợi như thế thì còn tiếc cái gì nữa. Không phải chỉ mấy bình rượu, nhà cậu này còn không tin lời tôi sao? Diệp Phàm giận dữ nói. Tin chứ ạ, tin chứ ạ, lời của đại ca là thánh chỉ, em đâu dám không tin. Tề Thiên vừa cười liên hồi vừa đáp lại. Đúng rồi Ngọc Đông, cậu chạy ra chỗ cái hòm của tôi. Ở đấy còn 4 bình rượu, 2 bình để biếu đồng chí Đào Cố Bản, 2 bình còn lại anh em uống với nhau. Loại rượu này tôi không uống nữa. Hôm nay tôi uống ngũ lương dịch của các cậu. Diệp Phàm đẩy ly rượu được chất đầy trên bàn về phía Tề Thiên. Tề Thiên không nghĩ ngợi gì nhấc ngay ly rượu nói. Vậy cũng phải, rượu này anh Diệp uống ngán rồi, chúng ta thay anh Diệp hưởng chút khổ này vậy. Sư đoàn trưởng, tôi cũng muốn thay bí thư Diệp chịu khổ một phen. Ngọc Đông căng mắt nhìn ly rượu Mao Đài 5 sao, thèm chảy cả nước miếng. Đúng vậy, chút khổ này chúng ta nhất định phải chịu thay cho bí thư Diệp. Hay là như thế này, chúng ta chịu khổ thay luôn cho sư tọa, anh em thấy thế nào? Thái Đồng Khánh lại chọc cười, mắt anh ta cũng nhìn chằm chằm vào ly rượu Mao Đài mà Diệp Phàm vừa đẩy sang phía Tề Thiên. Dẹp ngay sang một bên, lại còn tranh rượu với tôi nữa hả, các cậu mù mắt hết rồi hay sao? Nếu đã là cái khổ của tôi thì tôi phải cố mà gánh lấy chứ. Anh em đều là đồng nghiệp, thậm chí là anh em của tôi. Tề Thiên này sao dám để anh em chịu khổ? Tề Thiên văng ngay ra những lời thô thiển, đoạn đuổi Ngọc Đông đi, lấy rượu về. Cảm ơn bí thư Diệp, chút rượu này tôi xin nhận. Ủy viên thường vụ thành ủy Đào giơ hai tay ra đón rượu. Khuôn mặt ông ta nhìn Diệp Phàm vừa cung kính lại vừa xúc động khiến cho tất cả mọi người ngồi ở đó đều cảm thấy kỳ lạ. Đào Cố Bản có lúc còn không nể cả mặt sư đoàn trưởng Tề Thiên vậy mà ông ta lại tỏ vẻ cung kính như vậy với bí thư Diệp Phàm. Hình như Đào Cố Bản vẫn còn khá xúc động. Cho dù là được đặc cách tặng thì cũng không cần xúc động đến mức như vậy.
Đến cả việc điều chỉnh cảm xúc mà ông ta cũng không làm được thì đâu có được. Rút cuộc lý do là gì? Tất nhiên có đến vạn cái đầu thì mọi người cũng không thể luận ra được nguyên nhân thực sự là gì. Uống được nửa bình, bụng cũng đã căng. Diệp Phàm bộ dạng thỏa mãn dựa lưng vào chiếc ghế, vuốt cằm cười nói. Tề Thiên, sư đoàn Hưởng Hổ của các cậu đúng là con cưng của quân khu Bắc Kinh đó. Cũng chẳng khác gì lắm so với mối quan hệ giữa sư đoàn báo săn và quân khu lĩnh Nam. Tôi sao dám so với sư đoàn báo săn? Tề Thiên nghĩ thầm như vậy trong bụng nhưng miệng vẫn tươi cười nói. Cũng gần gần như thế. Chỉ có điều lãnh đạo quân khu khá là coi trọng chúng tôi. Cần người cắt cử ngay người, cần vật gì cho vật đấy, cần tiền cho tiền. Tuy nhiên gánh nặng trên vai thì vẫn không nhẹ đi. Các quân khu lớn đều quan sát rất kỹ, chúng tôi đều bị so sánh ngầm chẳng hạn như sư đoàn A của quân khu lĩnh Nam cũng là một đối thủ đáng gờm. Lại còn sư đoàn Hồng Kiếm của quân khu Việt Châu, đối thủ nào cũng không dễ chơi. Không theo kịp thì chắc chắn lạc hậu. Lãnh đạo quân khu lại nhìn vào chúng tôi. Tiền thì tất nhiên là có rồi. Đó là thứ chúng ta dùng mồ hôi xương máu để có được. Sư đoàn trưởng, chúng ta dùng tiền không thấy hổ thẹn. Ngọc Đông khẳng khái lên tiếng. Cậu ta sơ suất trong lúc xúc động đã uống cạn rượu trong ly. Bỗng nhiên cậu ta tỉnh ra, khóe miệng giật giật, hai mắt dán chặt vào nửa bình rượu trong tay Tề Thiên, chép chép miệng. Cậu ta ngượng không dám xin thêm rượu. Ha ha, sư đoàn Hưởng Hổ giàu có như vậy thì coi như hôm nay tôi phải nói thêm chuyện này. Diệp Phàm vừa cười vừa nói tiếp. Tề Thiên thực sự muốn tự vả vào miệng mình. Anh ta hiểu nụ cười kia của Diệp Phàm có gì đó không bình thường. Chắc chắc có điều gì không hay lại sắp xảy đến với anh ta. Hơn nữa chuyện đó chắc chắc có liên quan đến tiền bạc. Diệp Phàm còn có biệt danh là Hóa Duyên Đại Sư. Vì thế Tề Thiên cố tình giả bộ không nghe thấy để thoát khỏi cảnh này nhưng không ngờ Đào Cố Bản lại lên tiếng trước. Mời Bí Thư Diệp nói. Tề Thiên suýt chút nữa đập bàn chửi tục nhưng có Diệp Phàm ở đó anh ta không dám lên tiếng. Là như thế này, nghe Tư lệnh viên Lã Lâm nói gần đây có xây dựng một thao trường luyện tập dự bị cho việc luyện tập chung với dân quân, nâng cao năng lực an ninh quốc phòng. Thế nhưng dân quân dự bị của nước ta đều thuộc tính chất quân đội quần chúng, chứ không phải quân đội chính quy. Mà xây dựng một thao trường luyện tập khá lớn nhưng đơn giản thì ước chừng cũng phải tốn vài chục triệu. Điều đó chúng ta không làm được. Gần đây Lã Tư lệnh rất đau đầu về việc này. Ông ấy cũng nắm được tình hình tài chính của thành phố Đồng Lĩnh. Lấy đâu ra vài chục triệu để xây dựng cái thao trường chứ? Là một bí thư như tôi đây cũng thật xấu hổ vì không làm được gì. Tề Thiên, đều là quân nhân với nhau, cậu nên giúp đỡ người ta một chút. Cuối cùng Tề Thiên cũng hiểu ra rượu đãi ngộ đặc biệt cấp nhà nước của Diệp Phàm không hề dễ uống. Đã gọi đến tên rồi, Tề Thiên không có cách nào, đành nói. Điều này thì, quyên một chục triệu thì chúng tôi cũng không lấy đâu ra. Tiền thì có nhưng chúng tôi còn nhiều việc khác để làm. Nếu hỗ trợ vài trăm nghìn thì chúng tôi có thể, coi như là cống hiến chút cho việc xây dựng quân đội địa phương. Nếu không các vị lãnh đạo các cơ quan bộ đội khác của quân khu Bắc Kinh sẽ giết chết tôi. Không chừng lãnh đạo quân khu lại nổi giận, nói tôi mang tiền cho người khác rồi cắt bớt hỗ trợ thì bọn tôi thiệt thòi lớn rồi. Mấy trăm nghìn, cậu là ăn mày chắc. Việc này không cần phải bàn cãi thêm nữa, hỗ trợ bên họ 2 triệu. Diệp Phàm nghiêm mặt lại giáo huấn Tề Thiên. Đối với Tề Thiên, thì coi như Diệp Phàm không hề giữ chút thể diện nào cho anh ta nữa rồi. Chương 2220, được không một thứ? Anh Diệp, 2 triệu liền, cái này. Tề Thiên còn muốn chống chế để xem có gỡ lại được mấy trăm nghìn không. Cứ hỗ trợ 2 triệu đi, cũng không nhiều lắm đâu. Dù người ở đơn vị bộ đội khác có nói gì chúng ta thì chúng ta cũng có lý do để mà nêu ra, có đúng không? Sư đoàn trưởng Tề Thiên, anh xem, chúng ta xây dựng tòa nhà cho người nhà các cán bộ quân đội cho quân khu thành phố Đồng Lĩnh, lãnh đạo bên đó đều rất xem trọng. Mảnh đất trống đó người ta cũng chẳng cần bao nhiêu tiền cả, nói là dùng cho bên quân đội rồi. Chúng ta cũng không thể keo kiệt quá được, có đúng không ạ? Không ngờ Đào Cố Bản lại như uống phải nhầm thuốc. Vậy được rồi, chính ủy đã nói vậy, anh Diệp lại cũng đã mở lời, tôi mà không đồng ý thì anh Diệp lại không vả cho vào miệng ý chứ. Tề Thiên đáp lại với vẻ mặt rất ấm ức, anh ta nhìn mọi người xung quanh thì phát hiện ra bọn họ đều có vẻ vui mừng trước tình cảnh trớ trêu của anh ta. Bởi vì lúc bình thường Tề Thiên thường yêu cầu rất nghiêm khắc.
Đây thực chất cũng vì không có cách nào khác, nếu chỉ đạo sư Đoàn Hưởng Hổ không tốt, lãnh đạo quân khu sẽ tước cái ghế anh ta đang ngồi đầu tiên. Cái ghế ấy Diệp Phàm đã phải mất rất nhiều công sức mới giành được. Tề Thiên cũng phải ngậm tức lại, tuyệt đối không được để người khác coi thường nhà họ Tề. Vì thế bình thường nghiêm khắc quá, chuyện các đồng chí cấp dưới Ngọc Đông hay Thái Đồng Khánh không ít lần bị giáo huấn, thậm chí còn bị mắng, là chuyện thường xuyên. Bỗng dưng hôm nay lại có cơ hội thấy Tề Thiên bị giáo huấn, thử hỏi có anh em nào không thấy mừng thầm chứ? Mẹ kiếp, các cậu đang làm cái trò gì thế? Đang cười tôi có đúng không? Tôi thích được anh tôi giáo huấn đó. Anh tôi giáo huấn tôi tức là còn coi trọng tôi. Các cậu có thấy không hả? Anh tôi có thèm dạy dỗ gì các cậu không? Tề Thiên chỉ thẳng vào mấy người bọn họ, trợn mắt lên giận dữ nói. Bí thư Diệp, tôi có một ý kiến nho nhỏ này, không biết anh có muốn nghe hay không? Một đại tá khuôn mặt lỗ chỗ, từ đầu chưa nói câu nào bỗng lên tiếng. Anh nói đi. Diệp Phàm rất khách khí đáp lại. Thực ra hỗ trợ tiền không bằng hỗ trợ thao trường cho họ luyện tập. Vị đại tá nói. Đoàn trưởng Tống, đầu óc ông có bị lẫn lộn không thế? Xây dựng thao trường tốn kém biết bao tiền của, thế mà việc cho đi ông cũng mở mồm nói ra được. Lãnh đạo quân khu lại không đập chết chúng ta ý chứ. Thái Đồng Khánh hét lên. Thao trường của chúng ta tất nhiên là không cho đi được rồi. Thế nhưng trước đây khi chúng ta mới chuyển đến chẳng phải có một cái thao trường bỏ không đó sao? Đoàn trưởng Tống cười giải thích. Đúng thế, sao lại quên mất nó nhỉ? Tôi còn nhớ toàn bộ thao trường Hồng Khẩu đó đều hoang tàn. Lúc đó chúng ta mới chuyển về không có thao trường nên có thể dùng tạm. Bây giờ chúng ta có thao trường mới rồi, cái thao trường Hồng Khẩu đó quá bé, thiết bị lại không tốt thì còn dùng đến việc gì nữa. Thái Đồng Khánh cũng nói thêm vào. Nó rộng chừng bao nhiêu? Ở đâu? Diệp Phàm cũng có hứng thú hỏi lại. Nếu có một cái thao trường hẳn hoi thì chắc chắn là tốt hơn 2 triệu tệ rồi. Chính là chỉ với 2 triệu tệ cũng không xây được thao trường, mà làm như thế kia thì Tề Thiên cũng không cần phải móc tiền ra. Một công đôi việc, tội gì mà không làm. Cái thao trường đó tên là Hồng Khẩu nhưng mà cách địa phận Đồng Lĩnh khá xa, phải đến 1 giờ đồng hồ đi xe. Với chúng tôi thì nó không lớn lắm nhưng đường kính cũng đến 3-4 dặm. Hơn nữa vì nó là thao trường nên các khu hộ dân xung quanh đó đều đã chuyển đi. Chỉ có điều cái thao trường đó rất thô sơ, không thích hợp cho chúng tôi. Ngọc Đông trả lời. Nếu đã không xa thì thử đi xem sao. Diệp Phàm bỗng đề nghị. Dù sao tận mắt thấy mới là thật còn nghe thôi thì chưa đủ. Vài người họ liền lên xe đi thẳng đến thao trường Hồng Khẩu. Từ đại bản doanh của sư đoàn Hưởng Hổ đến thao trường Hồng Khẩu cũng mất gần đến 1 tiếng đi xe. Không lâu sau, xe đã đến nơi. Tuy nhiên khi Diệp Phàm và mấy người đó xuống xe bước vào thao trường thì tất cả bọn họ đều ngây người ra. Đây đâu phải là cái thao trường, là một cái trại vịt thì đúng hơn. Bên trong mùi hôi thối bốc lên, tiếng các cạc vịt đuổi nhau ầm ĩ. Chỗ nào cũng thấy vịt, ước chừng có đến không dưới mấy trăm nghìn con. Mẹ kiếp, gọi ngay tên quản lý đến đây. Một tiếng nữa mà không có mặt thì tôi bắn chết nó. Tề Thiên tức giận nói, tay trung tá quản lý là người phụ trách hậu cần của sư đoàn. Ngọc Đông vội vàng đi gọi điện thoại, 40 phút sau, tay trung tá quản lý mặt vã mồ hôi chạy đến. Tay này mặt trắng bệch ra, vội hỏi. Sư đoàn trưởng, chỗ này hoang tàn hết rồi thật là đáng tiếc. Sư đoàn mới thành lập, kinh phí khá ngặt nghèo. Năm ngoái lãnh đạo quân khu ra chỉ thị chúng ta phải tự lực cánh sinh, phấn đấu trong gian khổ. Học tập tinh thần của Nam Nê Loan, tiết kiệm tiền đầu tư cho việc huấn luyện quân đội. Tôi nghĩ nơi này hoang phế thì cũng đã hoang phế rồi. Thật là đáng tiếc, mà hơn 20.000 binh sĩ của cả sư đoàn chúng ta ngày nào cũng phải ăn cơm. Rau tự trồng thì lại ít quá, chúng tôi không tìm được chỗ nào khác nên đành lấy chỗ này để nuôi lợn chăn vịt. Sư đoàn trưởng, anh không phát hiện ra sao? Năm nay bữa ăn của anh em đã được cải thiện đáng kể. Hơn nữa lại không cần đi chợ, tiết kiệm được không ít tiền. Đây là thao trường, là khu vực quân sự cấm. Trên còn chưa bỏ thì nó vẫn cứ là thao trường. Thôi được rồi, chuyện này anh lập tức giải quyết êm cho tôi. Tất cả lũ vịt này thịt hết, coi như cho anh em trong sư đoàn một bữa ngon. Ngày mai tôi lại đến tiếp, nếu còn chưa thu dọn xong thì tôi sẽ xử lý anh đó. Tề Thiên hùng hổ nói, đoạn quay lưng bước đi ngay. Ngồi trong xe, anh ta nói với Diệp Phàm. Anh Diệp,
tôi thấy thao trường này vẫn dùng được. Bây giờ tuy còn lộn xộn một chút nhưng chỉ cần thu dọn lại hoàn toàn có thể giống như trước kia. Hơn nữa thiết bị huấn luyện hầu như cũng không có gì thay đổi. Buổi tối tôi đã cho vài binh sĩ đến giúp, sáng ngày mai chắc là sẽ ổn. Chỉ có điều mùi thối kia thì không thể trừ ngay được. Tôi cho người tiệt trùng, xịt nước hoa đã khá hơn chút rồi. Ừ, coi như tạm ổn. Thế này đi, cậu hỗ trợ quân khu thêm 1 triệu để họ tự bố trí thêm thiết bị là được rồi. Diệp Phàm nói, 1 triệu thì không có vấn đề gì cả nhưng khi nãy tôi nghe các đồng chí bên ban quản lý tài sản nói thao trường này có chút rắc rối. Tề Thiên Châu mày đáp lời. Rắc rối, rắc rối gì đây, không lẽ cái thao trường này còn chưa được chuyển giao lại? Tôi nghĩ chắc nó là của người khác. Trong chốc lát Diệp Phàm đã nghĩ đến rắc rối đó. Anh lại đoán đúng nữa rồi. Trước đây khi sư đoàn hưởng hổ bọn tôi chưa thành lập, thì trực thuộc sư đoàn 3 của quân khu Bắc Kinh. Tất nhiên khi đó chưa có sư đoàn hưởng hổ, đóng quân ở đây cũng không phải là sư đoàn bọn tôi mà là sư đoàn XX. Sau đó bọn tôi chuyển đến, họ chuyển đi, cái thao trường này là của bọn họ, giờ họ chuyển đi nên trực tiếp giao lại cho chúng tôi. Thế nhưng thủ tục chuyển giao lại vẫn chưa tiến hành, nếu như chúng tôi cứ dùng thì không cần phải làm mấy cái thủ tục chuyển nhượng tài sản rắc rối đó. Bây giờ thì khác rồi, nếu cho phân khu quân sự ở địa phương dùng thì được còn nếu tặng cho bên khác thì phải làm chứng nhận tài sản. Nếu không e rằng sẽ không rõ ràng. Việc này lại phải liên hệ với lãnh đạo quân đoàn 3. Nếu họ không đồng ý thì thao trường này không làm theo ý mình được. Anh Diệp, anh thấy thế nào? Tề Thiên hỏi. Mượn thao trường của người ta, nếu mà thay lãnh đạo, người ta đòi lại thì cậu bó tay. Tốt nhất là trực tiếp lấy về, nếu không cậu đầu tư tiền vào cải thiện môi trường, nâng cấp thiết bị để sau này thiệt thòi à? Mà lãnh đạo quân đoàn 3, tôi nhớ trước kia là tướng quân Đặng Vân Khải, không biết bây giờ đã thay chưa? Diệp Phàm ngây người ra nghĩ ngợi một chút rồi hỏi. Vẫn là ông ta, anh có quen biết không? Tề Thiên hỏi. Ha ha, nếu vẫn là ông ta thì cái mặt này của tôi còn có chút tác dụng. Trong lòng Diệp Phàm đã dám chắc điều ấy. Hắn ta cười nhạt một tiếng. Vậy thì tốt rồi, anh ra mặt một chút còn thủ tục cụ thể thì để tôi lo. Tề Thiên nói. Tôi không khách khí gì với cậu cả. Cậu cố mà hoàn thành tốt các thủ tục không thì ăn đòn là chắc. Diệp Phàm lên tiếng. Yes, Diệp tướng quân. Tề Thiên đáp lại rồi hành lễ theo nghi thức chính thức của quân đội. Sáng ngày hôm sau, không ngờ chưa đến 8 giờ sáng, Diệp Phàm vừa đến văn phòng làm việc thì thấy Mễ Nguyệt bước đến, nói. Bí thư Diệp, tư lệnh Lã đến đã được nửa tiếng rồi. Tôi nói gọi điện cho anh thì ông ấy ngăn lại, nói không được làm phiền anh gì gì đó. Diệp Phàm nghe đến đây thì hiểu ngay Tư Lệnh Lã đang nóng lòng nên hắn vội bước vào văn phòng. Tư Lệnh Lã, sớm vậy. Diệp Phàm vừa đặt mông xuống chiếc ghế sofa ở phòng tiếp khách nhỏ phía bên ngoài vừa cười chào Tư Lệnh Lã. Dậy sớm quen rồi, cũng là tiện đường qua đây. Bí thư Diệp, đây là phương án làm thao trường của chúng tôi, anh xem đi. Lã Lâm cũng không vòng vo, lập tức đưa cho Diệp Phàm túi tài liệu trên bàn. Diệp Phàm mở túi tài liệu ra đọc lướt. Các anh định là nếu có được 10 triệu thì xây dựng thao trường thuộc loại dân quân có thể dùng chung. Như vậy vừa có thể dùng làm dự phòng mà trong trường hợp cấp bách lại có thể dùng cho quân đội chính quy luôn. Diệp Phàm xem xong tập tài liệu trên bàn thì hỏi lại. Đúng vậy, 10 triệu là yêu cầu thấp nhất rồi. Theo tính toán thì mua đất và san phẳng cả khu đó thì cũng mất gần tầm ấy rồi. Giải quyết các việc phát sinh nữa. Không có 20 triệu thì không êm thấm được. Tư Lệnh Lã nói, ông ta chau mày lại. Thực ra Lã Lâm cũng không còn cách nào khác, trong giới quân sự ông ta cũng không có chỗ chống lưng to nào cả. Trước đây dựa vào năng lực tốt của bản thân phải khó khăn lắm mới leo lên được vị trí này. Thế nhưng sau khi lãnh đạo cũ đi, bây giờ ông ta chẳng khác gì trẻ không cha mẹ. Lã Lâm năm nay mới hơn 40 tuổi, chưa đến 50, tất nhiên còn muốn leo lên một bậc nữa. Chỉ có điều bên quân đội cũng giống bên chính quyền địa phương. Càng lên cao càng khó, mà không có bệ đỡ thì đừng nghĩ đến chuyện leo lên. Thời đại hòa bình không có chiến tranh muốn lập công, lập thành tích cũng khó. Cho nên thời gian này Lã Lâm luôn cân nhắc, sau cùng ông ta muốn làm một việc gì đó hoành tráng một chút để làm đẹp thêm cho hồ sơ của mình. Thế nhưng muốn làm nên chuyện đã khó, làm nên chuyện hoành tráng lại càng khó hơn.
Bên các anh đã có bao nhiêu tiền rồi? Diệp Phàm hỏi. Hơn 3 triệu, vẫn còn thiếu rất nhiều. Lã Lâm lắc đầu trả lời. Giọng điệu ông ta có chút bất đắc dĩ. Ha ha, anh xem cái này đi. Diệp Phàm vào phòng làm việc lấy tài liệu Tề Thiên đã nộp đưa cho Lã Lâm. Lã Lâm nhận tệp tài liệu, xem qua một lượt. Cuối cùng ông ta nhìn Diệp Phàm, hỏi lại bằng giọng điệu rất mơ hồ. Bí thư Diệp, đây là thao trường của sư đoàn Hưởng Hổ, không có chút liên quan nào đến chúng tôi cả. Ha ha, anh có muốn có được cái thao trường đó không? Diệp Phàm nhìn Lã Lâm, cười một cách thần bí. Mễ Nguyệt đứng ở một bên cũng nghe lỏm. Bí thư Diệp đã không đi vào phòng làm việc để bàn chuyện thì tức là anh ta đã cho phép nghe lỏm. Không hiểu thì không nghe mà. Chương 2221, gặp đằng tướng quân. Tất nhiên là muốn rồi. Nhưng điều này không thể xảy ra được. Sư đoàn Hưởng Hổ là một sư đoàn hợp nhất mới được thành lập, là thương hiệu nổi tiếng của cả quân khu Bắc Kinh này. Không cần nói đến chuyện bọn họ cùng một cấp với quân khu của chúng tôi. Nếu đem so sánh thì chúng tôi đúng là ăn mày, còn họ là đại gia. Hơn nữa, chúng tôi là cái gì, chỉ làm việc vặt trong quân đội. Tên thì nghe hay quân phân khu, được địa phương và quân đội phối hợp quản lý nhưng thực tế thì cả hai bên đều không đáng tin cậy. Cuối cùng lại biến thành đứa trẻ tội nghiệp bà ngoại không thương, cha mẹ không sót. Tư lệnh Lã cười chua chát nói. Ha ha ha, nếu việc này tôi mà giải quyết được thì Lã tư lệnh định thưởng cái gì? Diệp Phàm nói như đang đùa. Thì từ nay về sau tôi sẽ lăn lộn chiến đấu cùng bí thư Diệp. Lã Lâm nghiêm túc nói. Giọng điệu rất khí phách, tuy nhiên có chút sỗ sàng. Mễ Nguyệt đang nghe trộm chừng mắt ngây người ra. Diệp Phàm thì lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn. Hắn ta không ngờ Lã Lâm lại xem trọng chuyện này đến vậy. Dường như ông ta đánh cược cả tiền đồ sau này vậy. Được. Diệp Phàm đột nhiên đập bàn. Hắn lập tức gọi điện cho Đằng Vân Khải, cười nói. Đằng tướng quân, tôi là Diệp Phàm, anh vẫn khỏe chứ? Cũng tạm ổn. Đằng Khải Vân cười đáp lại, rồi hỏi tiếp. Chủ nhiệm Diệp dạo này chẳng phải rất tốt sao? Cả hai chúng ta tuy đều nói là tạm ổn nhưng cái tạm ổn của tôi không thể so sánh với chủ nhiệm được. Tôi bây giờ làm ở thành phố Đồng Lĩnh Tấn Lĩnh rồi, không làm việc ở Bắc Kinh nữa. Diệp Phàm cười nói, hắn phát hiện ra Lã Lâm đã đứng dậy vểnh tai lên nghe lén điện thoại. Vậy à, vậy tôi phải chúc mừng chủ nhiệm Diệp rồi. Anh thăng chức lớn rồi. Đằng Vân Khải ngây người ra một chút rồi vội chúc mừng Diệp Phàm. Ông ta cũng hiểu rõ được tầm quan trọng của vị trí bí thư thành ủy thành phố, hơn nữa Đồng Lĩnh lại là một thành phố lớn của tỉnh Tấn Lĩnh. Tấn Lĩnh cách Bắc Kinh không xa lắm, Đằng Vân Khải cũng hiểu khu vực đó. Bước tiến tiếp theo của Diệp Phàm chắc chắn là ngồi lên cái ghế cán bộ cấp cao của tỉnh. Một bí thư thành ủy trẻ tuổi như vậy, Đằng Vân Khải phải kinh sợ năng lực và bệ đỡ của Diệp Phàm. Tất nhiên với những người như vậy thì Đằng Khải Vân không dám lơ là một chút nào. Cảm ơn. Diệp Phàm nói rồi tiếp tục đi vào chuyện chính. Có một việc phải làm phiền đằng tướng quân một chút đây. Cái gì mà phiền với không phiền chứ? Chiêm Hùng cũng là người anh em tốt của tôi. Hơn nữa Chiêm Hùng lại là anh của anh. Chúng ta sao phải khách sáo với nhau vậy? Giọng nói của Đằng Vân Khải có chút hiềm nghi. Đúng đúng đúng. Diệp Phàm cười. Anh Đằng nói đúng, đúng là tôi có chút khách sáo rồi. Rồi hắn nói thẳng việc định nhờ. Một thao trường đã vứt đi, chúng tôi vốn đã định giao nó lại cho sư đoàn Hưởng Hổ. Hơn nữa sư đoàn Hưởng Hổ cũng đã là một sư đoàn độc lập, được quân khu Bắc Kinh trực tiếp quản lý. Quân đoàn trưởng của quân đoàn chúng tôi cũng không có quyền can thiệp bọn họ. Nếu sư đoàn trưởng Tề đồng ý cho bọn họ thì chúng tôi còn nói gì được nữa. Như thế này đi, bí thư Diệp, anh xem lúc nào thích hợp, tôi sẽ cử người xuống giao lại giấy tờ chuyển nhượng tài sản cho quân khu thành phố. Hơn nữa ủng hộ bộ đội ở địa phương cũng là việc chúng tôi nên làm. Quân phân khu cũng thuộc hệ thống quân đội mà. Đằng Vân Khải không nghĩ ngợi gì đồng ý ngay. Một việc hợp tình hợp lý như vậy mà không đồng ý thì đúng là ngu ngốc. Được được, càng nhanh càng tối, tư lệnh Lã ở bên này đã sốt sắng rồi. Diệp Phàm nói. Vậy thì ngày mai đi, bên tôi chuẩn bị một chút đã. Đến khi đó, gọi Tề Thiên chuẩn bị vài khẩu súng. Chúng ta ra khu bỏ hoang Bắc Đại săn thú. Như vậy có được không? Đằng Khải Vân cười nói. Ông ta đã tự hạ mình xuống. Tất nhiên đi săn chỉ là cái cớ. Thực chất là muốn thân thiết hơn với Diệp Phàm. Được,
Tôi sẽ dặn Tề Thiên ngay. Ngày mai chúng ta gặp lại nhé. Diệp Phàm cười đáp lại. Buổi tối tôi sẽ đến, bảo tư lệnh Lã chuẩn bị vài món đặc biệt đãi tôi. Ông ta lấy không một cái thao trường mà không thiết đãi tôi chút gì thì tôi thấy không công bằng. Đăng Khải Vân bắt đầu nói đùa. Vậy thì càng tốt, nếu tư lệnh Lã mà không chuẩn bị tốt thì tôi sẽ cầm cờ của bí thư lên quất ông ta. Diệp Phàm cười rồi gác điện thoại xuống. Hắn biết hắn lại vừa mắc nợ người ta một món nợ tình nghĩa. Diệp Phàm kể lại toàn bộ với Lã Lâm. Ông ta rất xúc động, lập tức đứng lên, chào Diệp Phàm theo nghi thức quân đội rồi nói. Báo cáo thủ trưởng, tối nay Lã Lâm tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đằng tướng quân không vừa ý thì thủ trưởng cứ đuổi tôi. Tôi không có quyền đuổi ông, tuy nhiên, bữa cơm này dù sao cũng đáng giá hơn chục triệu. Ông đi chuẩn bị cho tốt đi. Diệp Phàm thản nhiên nhận lễ theo nghi thức quân đội của Lã Lâm. Trong lòng hắn nghĩ, hắn là tướng quân thì tất nhiên là đáng nhận được chào như thế. Mễ Nguyệt đang nghe lỏm bên cạnh, vẻ mặt đầy thán phục. Ánh mắt cô ta chợt sáng lên, năng lực của Diệp Phàm khiến cô ta nhìn thấy được hy vọng. Thật ra người có lợi nhất trong chuyện này là Diệp Phàm. Thái độ ban nãy của Lã Lâm tức là sẽ đứng về phía hắn. 13 phiếu trong ủy ban thường vụ thì hắn đã nắm tới 3 phiếu rồi. Về phía Ngọc Xuân Phong thì Tề Thiên cũng đang bóng gió với cháu ông ta là Ngọc Đông. Nếu lôi kéo thêm được Ngọc Xuân Phong, có được 4 trong số 13 ghế, coi như Diệp Phàm có thể tạm thời thở phào được rồi. 5 giờ chiều, Đặng Vân Khải và một đoàn người quả nhiên có mặt tại thành phố Đồng Lĩnh. Tất nhiên tư lệnh viên Lã Lâm rất nhiệt tình đón tiếp họ. Vào giờ ăn tối, xe Diệp Phàm dừng lại trước tòa nhà văn phòng của quân phân khu thì thấy Đặng Vân Khải, Lã Lâm và một số người khác đã đứng ở bãi tập phía trước có giải đá, nói chuyện phiếm. Đặng Vân Khải đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên vai rộng. Lã Lâm đứng bên cạnh, vẻ mặt rất cung kính. Nghe thấy tiếng Diệp Phàm đỗ xe lại, Lã Lâm bước vài bước lớn đã ra đến cửa lớn. Điều này cũng khiến vài đồng chí ở quân phân khu được mở rộng tầm mắt. Diệp Phàm là bí thư thành ủy thành phố, cũng coi như là lãnh đạo của Lã Lâm. Thế nhưng bình thường thì quân phân khu căn bản cũng không phải là chính quyền địa phương. Lã Lâm đã biểu hiện hơi thái quá. Bí thư Diệp, anh đến muộn 10 phút rồi đấy. Đặng Khải Vân vừa cười vừa bước về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng bước lên phía trước, hai bên bắt tay nhau thân mật. Anh xem, tôi đã gọi cả tư lệnh viên Trương Quả của quân khu tỉnh đi săn cùng chúng ta rồi. Đặng Vân Khải cười tủm tỉm, tay chỉ vào người đàn ông trung niên vai rộng vừa nói chuyện cùng anh ta. Ôi, tư lệnh viên Trương Quả, thật thất lễ quá. Diệp Phàm vội bước lên phía trước giơ hai tay ra. Không ngờ Đặng Khải Vân quả là biết quan hệ. Có vẻ như Đặng Vân Khải chẳng làm gì cả. Thực tế người ta cũng đang tự vẽ lối vẽ đường cho mình thôi. Trương Quả dù gì cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, là tư lệnh viên của quân khu tỉnh. Ở tỉnh, dù gì cũng nói được dăm ba câu. Ha ha, nghe Đặng quân trưởng nói về anh mà tôi rất khâm phục. Tôi tò mò về bí thư thành ủy trẻ tuổi nhất của tỉnh Tấn Lĩnh quá. Ở vào tuổi của cậu tôi chỉ là anh đại đội trưởng quèn thôi. Trương Quả không ngờ cũng giơ hai tay ra bắt tay với Diệp Phàm, cười nói. Điều này thì Diệp Phàm cũng hiểu. Trương Quả đang giữ thể diện cho Đặng tướng quân. Đặng tướng quân giơ hai tay ra bắt thì Trương Quả sao có thể chỉ dùng một tay. Như vậy chẳng phải sẽ làm Đặng tướng quân thấy khó chịu sao. Điều này lại không có nghĩa rằng Trương Quả tự kiêu. Chỉ thích giao du với những người ngang hàng mình sao? Hai bên hàn huyên một chút rồi vào phòng riêng. Quả thực là Lã Lâm đã tốn không ít công sức. Trên bàn bày toàn những đặc sản núi rừng mà bình thường rất khó kiếm. Đến cả mấy loài động vật nhà nước nghiêm cấm săn bắn, ông ta cũng đưa hết lên bàn tiệc. Chuyện như thế này, mọi người cũng thấy mãi rồi nên không ai phê bình Lã Lâm làm gì cả. Tất nhiên Lã Lâm thì lại nói rằng tất cả đều do người ta tự nuôi chứ không phải hoang dã gì cả. Đặng tướng quân, thay mặt quân phân khu thành phố Đồng Lĩnh, tôi xin được cảm ơn sự ủng hộ to lớn của đồng chí. Tư lệnh viên phân khu quân sự tỉnh Trương Quả nhấc chén rượu lên, cười nói. Tiện tay nên làm thôi, không có gì cả. Đặng tướng quân khoát tay cười nói. Nếu ông muốn cảm ơn thì phải cảm ơn Bí Thư Diệp, bởi những chuyện này đều do Bí Thư Diệp khởi xướng. Nếu không thì tôi làm sao biết được quân phân khu thành phố Đồng Lĩnh cần thao trường. Không có Bí Thư Diệp dẫn dắt thì tôi và tư lệnh Lã cũng đâu có biết nhau, có đúng không nào?
thật không ngờ Đằng tướng quân đã mở đường giúp Diệp Phàm. Không không, không thể nói như vậy được. Chuyện này dù có do tôi khởi xướng nhưng nếu Đằng tướng quân không đồng ý thì tôi cũng đâu có cách nào khác, có đúng vậy không? Vì thế phải cảm ơn Đằng tướng quân. Hơn nữa tôi là một thành viên trong bộ máy chính trị của thành phố Đồng Lĩnh. Việc của Đồng Lĩnh cũng là việc của tôi. Tôi thay mặt cho người dân Đồng Lĩnh cảm ơn Đằng tướng quân đã ủng hộ cho công việc của quân phân khu thành phố. Diệp Phàm nhấc chén rượu lên rồi lại cười nói tiếp. Tôi xin kính hai vị tướng quân một chén. Được được được, vậy ba người chúng ta cùng làm một chén nào. Đằng tướng quân hào hứng nói. Ba chén rượu loảng xoảng kẹt vào nhau. Sau đó tư lệnh viên Trương cười nói với Lã Lâm. Đồng chí Lã Lâm, bí thư Diệp đã nhiệt tình ủng hộ công việc của quân phân khu như vậy. Tôi hy vọng là trên những phương diện khác ông cũng sẽ ủng hộ công việc của bí thư Diệp. Tư lệnh Trương, tôi đã nói từ trước rồi. Tôi là lính dưới tay bí thư Diệp. Bí thư Diệp chỉ tay hướng nào tôi theo về hướng ấy. Lã Lâm lại mượn những lời ấy để thể hiện thái độ quyết tâm ủng hộ công việc của Diệp Phàm. Ha ha ha, chúng ta đều là đồng nghiệp, là thành viên của bộ máy thành ủy, cùng làm việc với nhau, cùng tạo phúc cho nhân dân. Diệp Phàm cười nói đoạn lại cụng chén với Lã Lâm. Tư lệnh Trương có còn nhớ Mễ Tu Lâm không? Lã Lâm sốt sắng như ngồi trên đống lửa, vội mượn cớ chuyển sang đề tài khác. Hôm nay có Diệp Phàm ở đây, chuyện của Mễ Nguyệt, Lã Lâm cũng đã tham khảo ý của Diệp Phàm. Có phải chính là tiểu Mễ hiện nay đang quản lý tháp liệt sĩ không? Tư lệnh Trương nhìn Lã Lâm rồi hỏi lại. Không phải ông ta thì còn là ai nữa? Lã Lâm đáp lại. Ồ, chuyện năm đó thật là trùng hợp. Chân của tiểu Mễ bị thương chứ nếu không bây giờ ông ta cũng lên chức ngang bằng ông rồi. Tư lệnh Trương thở dài nói. Bởi vì năm đó chuyện cái chân của Mễ Tu Lâm bị thương cũng có liên quan một chút đến ông ta. Mễ Tu Lâm không làm sao cả. Ông ta rất bằng lòng với hiện tại. Hơn nữa ông ta còn có một cô cháu gái hiếu thảo bên cạnh chăm sóc. Cuộc sống cũng rất vui vẻ. Lã Lâm cười nói, ông ta quả nhiên rất lợi hại đã mượn cớ lái câu chuyện sang Mễ Nguyệt. Diệp Phàm nghe đến đây thì đã hiểu ra, nhân cơ hội ấy cũng hỏi luôn. Cháu gái của Mễ Tu Lâm chẳng phải là phó ban thư ký thành ủy Mễ Nguyệt sao? Trước kia hình như cũng có nghe Mễ Nguyệt nói có người chú đang làm quản lý tháp liệt sĩ. Đúng vậy, bí thư Diệp cũng biết cô ta. Lã Lâm nói, tất nhiên là có biết, tôi đến thành phố Đồng Lĩnh chưa lâu, chưa tìm được thư ký nào thích hợp. Những ngày vừa qua, việc chỉnh lý các tài liệu, văn kiện đều do thư ký Mễ đảm đương. Thư ký Mễ làm việc rất có trách nhiệm, cẩn thận hơn nữa lại rất linh hoạt. Tôi đã giao việc cải tạo mở rộng đường Tân Long cho cô ấy phụ trách rồi. Diệp Phàm không quên khen ngợi Mễ Nguyệt, tất nhiên là để thả con săn sắt, bắt con cá rô. Chương 2222, giới thiệu một được hai. Ồ, bên thành ủy vẫn chưa tìm được, quản gia. Mọi công việc bên thành ủy đều do cô Mễ Nguyệt lo liệu, thực ra cũng đã khiến cô ấy rất mệt. Bí thư Diệp cũng không thể khiến Mễ Nguyệt mệt mãi như vậy được. Lời của tư lệnh Lã đã lộ rõ mục đích, có ai ngồi đó mà không nhận ra được. Đúng vậy, thư ký Mễ làm việc rất xuất sắc, không thể cứ khiến cô ấy mệt nhọc mãi, phải cử một trợ lý cho cô ấy. Diệp Phàm cười nói, những lời nói ấy ẩn đầy ngụ ý. Cái gì mà tìm cho Mễ Nguyệt một trợ lý? Đó chẳng phải chính là ý Diệp Phàm đề bạt Mễ Nguyệt ngồi lên cái ghế trưởng ban thư ký thành ủy, còn trợ lý chính là chỉ phó trưởng ban thư ký. Ha ha ha, bí thư Diệp nghĩ chu đáo quá. Tư lệnh Trương cười nói, câu nói ấy vừa buột ra Lã Lâm đã hiểu rõ rồi. Tư lệnh Trương tỏ ý bằng lòng với ý của Diệp Phàm rồi. Thoáng một cái đã đến tháng 11, những ngày này Diệp Phàm đi đến các huyện thuộc thành phố Đồng Lĩnh một lượt. Dù các đồng chí cấp dưới có bận bịu việc gì nhưng biết được thông tin họ đều chuẩn bị từ sớm. Diệp Phàm phát hiện ra vấn đề ô nhiễm thực sự đã nghiêm trọng đến mức không thể giải quyết được. Các phế quặng sau khai thác rất nhiều, ở đâu cũng thấy. Còn về vấn đề nhân sự, Cao Thành cũng đã nhắc nhở. Diệp Phàm vẫn giả vờ ngu ngơ, thế nên chưa có vị trí nào bị thay đổi. Lúc này mà bàn về vấn đề nhân sự thì khác nào dâng thức ăn cho Cao Thành và Khổng Đoan. Dù trong tay đã nắm chắc 3 phiếu nhưng so với 13 ghế của ủy ban thường vụ thì còn lâu mới đủ để trở thành nhân vật số 1 trong thành ủy. Diệp Phàm vốn định đem chuyện về Mễ Nguyệt ra thảo luận ở thành ủy nhưng trong lòng hắn đã tính trước, cùng lắm cũng chỉ được 4 phiếu.
hơn nữa muốn thông qua nhưng nếu Cao Thành và Khổng Đoan hợp tác với nhau thì không thể thông qua được. Vì thế Diệp Phàm dứt khoát không đem việc này ra Ủy ban Thường vụ Thành ủy. Sáng ngày mùng 2 tháng 11, Diệp Phàm lặng lẽ đưa Mễ Nguyệt đến tỉnh thành. Hắn làm như vậy tất nhiên là cao kế rồi. Toàn quyền quyết định cái ghế trưởng ban thư ký là ở tỉnh ủy, thành phố chỉ giới thiệu thôi, có cũng được mà không có cũng được. Tất nhiên nếu thành phố giới thiệu thì sức cạnh tranh với các đối thủ khác trong tỉnh sẽ cao hơn. Nếu không thì chẳng phải là vô cớ xuất binh à. Chiều tối, Diệp Phàm đến thăm Tề Chấn Đào. Hắn mang theo hai bình rượu rắn vào ngôi nhà số 2 của ủy viên thường vụ tỉnh ủy Tề Chấn Đào. Mới có vài ngày anh lại đến rồi. Lại cần giúp đỡ gì đúng không? Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Tề Chấn Đào đã bực bội vừa chỉ vào cái ghế bên cạnh vừa nói. Tôi có còn cách nào nữa đâu. Tôi không phải thần tiên, gần đây rất nóng ruột. Số phiếu có trong ủy ban thường vụ ít quá, không làm chủ được. Vậy thì cái ghế bí thư thành ủy của tôi còn có tác dụng gì? Tôi muốn nắm được quyền chủ động sớm một chút để làm một số việc thiết thực cho nhân dân. Hơn nữa có nói thế nào thì cũng không thể đánh mất thể diện của Tề Thúc được, có đúng không ạ? Diệp Phàm nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Làm thế nào để khống chế được cục diện đồng lĩnh đó là việc của cậu. Muốn tháo gỡ cục diện thì gấp cũng không được, ở đâu cũng vậy thôi, một người tay không thì phải nhẫn nại đợi mới được. Tất nhiên người nào có quan điểm của người nấy nhưng nếu cậu muốn chen ngang vào thì phải tìm điểm lợi ích chung mới được. Nếu không, lợi ích mà không hơn những người có liên quan thì người ta mạo hiểm lăn lộn với cậu làm gì? Tề Chấn Đào đã nói trắng ra tất cả. Tôi vẫn đang cố gắng tìm. Diệp Phàm đáp, có phải cậu đã nhắm cái vị trí trưởng ban thư ký thành ủy rồi không? Tề Chấn Đào nhìn Diệp Phàm lạnh lùng hỏi, ông ta nhíu mày lại một chút. Diệp Phàm hiểu chuyện này có đến 8 phần là không thành được rồi. Thế nhưng Diệp Phàm vẫn thành thật gật đầu nói. Đúng vậy, tôi thấy phó ban thư ký thành ủy Trương Mễ Nguyệt là một đồng chí rất có năng lực, hoàn toàn có thể đảm đương tốt vị trí trợ tá của thành ủy. Mễ Nguyệt, Tề Chấn Đào lẩm bẩm trong miệng, nhắm mắt lại nghĩ ngợi rồi ông ta đột nhiên trừng mắt lên, nghiêm khắc nhìn Diệp Phàm. Đầu óc cậu rối tung lên rồi hả? Lời của Tề Thúc, tôi không hiểu. Diệp Phàm cũng nghiêm nghị hỏi lại. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô gái đó rất xinh đẹp, đặc biệt là thân hình có thể làm người mẫu được. Tề Chấn Đào thản nhiên nói. Vâng, sau khi tốt nghiệp đại học cô ta đã đi làm người mẫu 3 tháng nhưng chịu không nổi những quy tắc ngầm trong làng giải trí thế nên đã rời khỏi đó. Điều đó cho thấy cô gái này biết giữ gìn tư cách của chính mình. Diệp Phàm nói. Được, có chí khí, đúng là một bông hoa của thành ủy đồng lĩnh. Mà nếu cô ta trong sáng như vậy thì sẽ không phù hợp với cái ghế trưởng ban thư ký thành ủy. Diệp Phàm ạ, cậu phải chú ý một chút rồi. Đừng làm cho lời ong tiếng ve ảnh hưởng đến những bước đi tiếp theo. Chúng ta là cán bộ của đảng, đều phải chú ý không ngã ngựa bởi những vấn đề liên quan đến nữ giới. Lời nói của Tề Chấn Đào có chứa đầy ẩn ý. Tề Thúc, tôi không thể hồ đồ đến như vậy được. Mễ Nguyệt xinh đẹp nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi giới thiệu cô ta là vì nhìn ra được năng lực của cô ta. Tất nhiên thứ tôi xem trọng nhất là cô ta một mực thể hiện sẽ ủng hộ công việc của tôi. Hơn nữa cô ta cũng có họ hàng với tư lệnh viên Lã Lâm của phân khu quân sự thành phố. Hiện nay tôi có một số việc đang không có ai giúp đỡ, tôi hy vọng có thể giới thiệu một người mà lại được hai. Diệp Phàm nghiêm túc đáp lại. Giới thiệu một mà lại được hai. Có phải cậu muốn lôi kéo tư lệnh viên Lã Lâm của phân khu quân sự thành phố về phía mình bằng việc giới thiệu Mễ Nguyệt không? Tề Chấn Đào bỗng sững người. Đúng vậy, đúng là tôi có ý này. Hơn nữa Lã Lâm và chú của Mễ Nguyệt từng là bạn chiến đấu. Tư lệnh Lã cũng có ý đó. Tôi nghĩ nếu có thể để cho Mễ Nguyệt ngồi lên cái ghế ấy thì có đến 60% hy vọng là Lã Lâm sẽ về phe tôi. Tôi chắc chắn có được 3 vé ở thành phố Đồng Lĩnh. Diệp Phàm nói. Liếc nhìn Tề Chấn Đào rồi lại tiếp. Hơn nữa mấy ngày nay Tề Thiên cũng không có tin gì. Cậu cháu Ngọc Đông của Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thành phố Ngọc Xuân Phong, đang làm tham mưu trưởng ở Sư đoàn Hưởng Hổ. Tôi có đến Đồng Lĩnh họp hội nghị thường vụ một lần rồi. Trong hội nghị Phó Chủ tịch Thành phố Ngọc Xuân Phong vẫn ngầm ủng hộ công việc của tôi. Hơn nữa, tôi cũng đã thăm dò rồi. Trước đây... Mối quan hệ giữa Ngọc Xuân Phong và nguyên bí thư thành ủy Trương Hồng Đông rất tốt. Tuy nhiên Trương Hồng Đông cũng chỉ là đồng minh thôi chứ chưa phải người cùng hội cùng thuyền với chúng ta.
tên tiểu tử này lại làm mấy chuyện ngu xuẩn. Tề Chấn Đào tức giận nói, tất nhiên là ông ta đang nói về đứa con trai Tề Thiên của mình. Nghĩ ngợi một lát ông ta lại nói tiếp, cậu cũng không cần phải giấu giếm trước mặt tôi nữa, có những con bài ẩn nào rồi thì nói hết ra đi. Con bài ẩn, tôi không hiểu Tề Thúc có ý gì. Diệp Phàm giả bộ ngu ngốc. Cạch, tiếng Tề Chấn Đào đặt mạnh tách trà xuống bàn. Đến bây giờ mà cậu còn không thành thật hơn chút à? Vương Long Đông có chuyện gì? Đừng nghĩ rằng tôi không biết gì nhé. Ông ta đã từ Hải Đông đến đây mà lại còn đến trước khi cậu qua. Không lẽ mọi chuyện lại trùng khớp như vậy? Diệp Phàm cậu vừa đến Đồng Lĩnh thì người ta cũng được trao đổi từ Hải Đông đến Đồng Lĩnh. Tỉnh Tấn Lĩnh và tỉnh Nam Phúc cách nhau mấy tỉnh. Hơn nữa Vương Ngọc Đông cũng chỉ là một bí thư thành ủy đương chức ở thành phố Hải Đông. Sang bên này cũng vào đến ủy ban thường vụ, mượn cớ là trao đổi nên được đề bạt lên đến cấp phó giám đốc sở. Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm, chút khôn vặt này người khác đâu có dám nghĩ đến. Tôi còn không hiểu rõ sao, Kiều gia muốn cho người đến giúp cậu, ấy chẳng phải chỉ là vấn đề một câu nói thôi sao. Nếu là người khác, việc trao đổi thì cũng có thể, nhưng trao đổi giữa các tỉnh khác nhau thì rất khó. Tề Chấn Đào nói bằng giọng điệu có chút mỉa mai. Ôi! Đúng là không có chuyện gì qua được mắt của Tề Thúc. Nhưng chuyện này có nói ra thì cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa lần này điều động Vương Long Đông đến đây tôi đã có ý muốn ông ta nỗ lực giúp tôi. Thế nhưng việc này không phải là do Kiều gia giúp. Có chút chuyện nhỏ lần trước tôi đã đắc tội với nhạc phụ, giờ nhạc phụ còn tìm cớ trị tôi đây này, chứ giúp gì. Diệp Phàm nói. Tôi lại quên mất, còn một đồng chí Ninh Chí Hòa gì nữa cơ mà. Tề Chấn Đào lại nói tiếp. Chẳng phải Bộ trưởng Ninh sắp xuống rồi sao? Trước khi nghỉ giúp tôi chút chuyện vặt này chắc người ta cũng không so đo nhiều làm gì. Diệp Phàm thừa nhận luôn. Nói thực với cậu, chuyện cái ghế trưởng ban thư ký thành ủy thành phố Đồng Lĩnh của các cậu, tỉnh cũng đã thảo luận qua một lần rồi. Thế nhưng vẫn chưa thông qua. Chuyện lần này tôi không những không giúp được gì cho cậu mà lại còn phải giúp người khác nữa. Tề Chấn Đào nói thẳng luôn. Diệp Phàm nghe đến đây chút nữa thì hét lên. Như vậy sao được, rốt cuộc là có chuyện gì? Cái này cậu không hiểu mà cậu cũng không cần hiểu. Tuy nhiên tôi nói để cậu biết cậu cho rằng cái ghế bí thư thành ủy này của cậu dễ có lắm sao? Tề Chấn Đào nói, trong nháy mắt Diệp Phàm đã hiểu ra. Có lẽ là lần trước để hắn ngồi lên cái ghế bí thư thành ủy, Tề Chấn Đào đã phải trao đổi với ai đó ở tỉnh ủy vì thế cái ghế trưởng ban thư ký thành ủy lần này phải để lại cho người ta. Sắc mặt Diệp Phàm bỗng chốc trở nên khó coi. Không ngờ bận bịu bao nhiêu lâu vậy mà lại mất công toi. Hơn nữa có khi nào chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự ủng hộ của Mễ Nguyệt dành cho hắn không? Không dễ dàng gì mới tìm được một đồng chí có thể đồng hành cùng mình. Chuyện như thế này lại không ổn định rồi. Ứng viên kia là ai vậy? Diệp Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định của mình nên hỏi lại. Tôi sẽ cho cậu biết à, tránh sang một bên đi. Tề Chấn Đào nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn nói. Anh ta sẽ ủng hộ công việc của tôi chứ? Nếu đã là người Tề Thúc giúp thì nếu anh ta ngồi lên cái ghế đó cũng nên biết rằng tôi là người bên này của Tề Thúc. Diệp Phàm chuyển hướng câu chuyện. Người ta có chịu giúp cậu hay không thì tôi không rõ. Mà cậu cũng đừng hy vọng nhiều quá. Tôi giúp đỡ người ta là việc giữa người có quan hệ với người ta và tôi, chứ bản thân người đó cũng không có quan hệ gì cả. Cậu có hiểu ý tôi không? Tề Chấn Đào nói, giọng điệu đã bình tĩnh hơn chút. Tôi hiểu rồi. Diệp Phàm tức giận trả lời rất to. Được, vậy cậu về đi, hay là cậu thử mở rộng các mối quan hệ từ chính trong bộ máy thành ủy xem sao. Hơn nữa cậu cũng phải suy xét nhiều hơn nữa. Dù toàn bộ máy thành ủy thành phố Đồng Lĩnh không thể thống nhất nhưng giữa các tập đoàn lợi ích chắc chắn có dây dưa đến nhau. Giỏi trong việc lợi dụng cái mối dây dưa giữa bọn họ mới là một cao thủ. Tề Chấn Đào lại bắt đầu giáo huấn Diệp Phàm. Diệp Phàm bước ra khỏi nhà họ Tề với vẻ mặt buồn bực. Trong lòng hắn không cảm thấy thoải mái. Hắn lái xe rất chậm, lái đi trên đường mà không có mục đích bởi vì hắn không muốn trở về đối mặt với Mễ Nguyệt. Thế nhưng khi đi qua một ngã tư lớn, chiếc Grand Cherokee của hắn vừa tới thì chợt thấy một bóng người quen thuộc. Hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Đó chẳng phải là một chi đội phó thuộc sở giao thông tỉnh sao? Sao lại ở đây cầm dùi cui chỉ đạo giao thông? Chương 2223, một phần lương chi.
không lẽ đó là hậu quả của lần trước mình và ba thanh niên khác đua xe trên đường cao tốc? Khi đó thấy ba tên thanh niên kia có vẻ càn rỡ lắm. Nhìn thấy đội phó Bao Nghị mặt đầm đìa mồ hôi điều khiển luồng giao thông, lòng Diệp Phàm không khỏi đồng cảm. Bởi vì chính Diệp Phàm cũng từng bị phạt hạ chức đến thành phố Đông Cống, trước đó còn bị phạt làm nhân viên tuần tra ở Thủy Điện. Một tiếng két vang lên, Diệp Phàm mải nghĩ ngợi, xe bỗng dừng lại bên đường. Đi nhanh, chỗ này không cho phép đỗ xe. Không ngờ Bao Nghị cầm dùi cui chỉ về phía xe Diệp Phàm hét. Thế nhưng Diệp Phàm không hề nhúc nhích. Quả nhiên Bao Nghị nổi giận, anh ta hùng hổ chạy đến gõ vào cửa kính xe Diệp Phàm, miệng hét. Giấy chứng nhận, anh đã vi phạm luật giao thông, chiếc xe này bị tạm giữ. Đội trưởng Bao, đứng chơi trên phố như thế này từ bao giờ vậy? Diệp Phàm bấm nút kéo cửa kính xe xuống, thản nhiên cười nói. Anh là... Bao Nghị chau mày một chút, hình như đã nhớ ra, anh ta lập tức đứng nghiêm nói. Thủ trưởng, tôi Bao Nghị đội phó đội điều khiển giao thông phố Lan số 1 thuộc chi đội 1 của Tổng đội Cảnh sát Giao thông xin chào thủ trưởng. Nhưng nếu không có nhiệm vụ gì ở đây, xin thủ trưởng đi trước. Ở đây giao thông tắc nghẽn quá. Đội phó đội điều khiển giao thông, nghe oai phong quá. Diệp Phàm lên tiếng châm biếm rồi lại tiếp. Lên xe, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Báo cáo thủ trưởng, tôi đang chỉ huy giao thông. Bao Nghị lắc đầu chỉ vào luồng xe trước mặt. Gọi bọn họ đến chỉ huy thay anh. Diệp Phàm nói như hạ lệnh, miệng hắn trách về phía mấy đồng chí cảnh sát giao thông đang ngồi. Không còn cách nào khác, Bao Nghị đành thương lượng với mấy đồng nghiệp. Anh ta sửa lại cảnh phục rồi lên xe ngồi cạnh Diệp Phàm. Anh ta nhìn qua giấy xác nhận của Diệp Phàm, hình như là phó giám sát phòng đốc tra thuộc Bộ Công an. Đừng nói đến anh ta mà ngay cả đội trưởng cũng không dám động đến nhân vật lớn thế này trong giới cảnh sát. Diệp Phàm tìm được một quán trà thanh tịnh. Diệp Phàm yêu cầu một phòng riêng nhỏ, hai người bước vào phía trong ngồi. Diệp Phàm uống vài chén trà. Nhìn anh ta rồi hỏi. Có chuyện gì vậy, chẳng phải anh ở đội cảnh sát giao thông của tỉnh sao? Mà lại còn là đội phó nữa, sao bây giờ lại đến đây? Nói ra còn không bằng chẳng nói. Bao Nghị lắc đầu bất đắc dĩ đáp lại. Tại sao? Diệp Phàm hỏi. Nói rồi thủ trưởng có dám can thiệp không? Giọng Bao Nghị có chút kích động. Trên đời này không có việc Diệp Phàm tôi không dám can thiệp vào. Diệp Phàm cũng tức giận. Hắn cảm thấy con người này rất ức chế, trước mặt một phó giám sát mà còn ăn nói như vậy. Thủ trưởng can thiệp thật sao? Bao Nghị hỏi lại, giọng anh ta rất nghiêm túc. Chắc chắn rồi. Diệp Phàm đập tay xuống bàn, nói. Hai bên như hai con gà trọi trừng mắt lên nhìn nhau. Được. Bao Nghị đột nhiên đứng lên, hướng về phía Diệp Phàm theo nghi thức của cảnh sát rồi nói. Thưa đồng chí phó giám sát, Bao Nghị tôi có nỗi oan xin được khiếu nại. Có oan thì kể oan, có việc gì nói việc ấy. Diệp Phàm nói. Thủ trưởng, việc này có phạm trù liên quan rất rộng, có dính dáng đến tập đoàn khai thác mỏ xếp thứ 6 trong tỉnh chúng ta. Ngoài ra còn có một số đồng chí lãnh đạo có chức quyền. Tôi vốn đã làm đến cấp đội trưởng của một chi đội thuộc Tổng đội Cảnh sát Hình sự của tỉnh. Chính vì chuyện này nên tôi đã bị trả đũa, bị điều từ Tổng đội Cảnh sát Hình sự đến Tổng đội Giao thông. Hơn nữa lại còn làm đội phó của một chi đội, hưởng đãi ngộ cấp cục. Bao Nghị nói, vậy có phải bây giờ cậu vẫn tiếp tục bị trả đũa, bị điều sang đứng ở trạm gác này? Diệp Phàm nói, hắn biết Bao Nghị nói ra tính chất nghiêm trọng của việc này là để cảnh báo mình không nên nhúng tay vào. Đúng vậy, vì lần trước thủ trưởng và ba người, Trần Tiểu Mãn, Hồ Thuyết và Thẩm Quát đua xe mới nên cơ sự như vậy. Thủ trưởng thi hành nhiệm vụ bí mật. Cái này tôi không có gì để nói cả. Bao Nghị nói, giọng điệu có chút bất mãn. Ba người bọn họ đúng là cũng có thân thế. Hôm đó tôi thấy bọn họ đúng là kiêu ngạo, mà lại ở cùng với đồng chí PK lãnh đạo cảnh sát giao thông bên anh. Diệp Phàm nói, tất nhiên là có thân thế rồi. Một người là Trần Tiểu Manh cân trai của thủ trưởng Trần Húc, một người là Hồ Thuyết con trai phó giám đốc sở Hồ Quý Thiên. Người còn lại là Thẩm Quát con trai của đại gia Thẩm Nhất Thiên ở cái tỉnh Tấn Lĩnh này. Người trong ngành đều gọi bọn họ là ba con hổ của Tấn Lĩnh. Việc lần trước của tôi vẫn còn đấy lại thêm chuyện này nữa. Người ta đem chuyện này ra mà nói vì thế tôi bị điều đến trạm gác này. Bao Nghị kể lại. Ba con hổ của Tấn Lĩnh. Bao Nghị cậu muốn thành anh hùng đả hổ sao?
ở cái tỉnh Tấn Lĩnh này hình như có khá nhiều người có biệt danh rõ ràng. Ví dụ như nhà ăn ở phía tây phố Tân Long gần ủy ban thành phố Đồng Lĩnh gọi Lầu Phong Vân. Cái từ này là do một người thanh niên tên là Ngọa Long viết đấy. Diệp Phàm bắt đầu tung ra mồi câu. Bởi vì vừa rồi Bao Nghị nói trước đây anh ta làm đội trưởng của một chi đội thuộc Tổng đội Cảnh sát Hình sự của tỉnh, chắc là đắc tội người có quyền thế nên mới thành ra thế này. Chuyện này chắc có khuất tất gì đó. Diệp Phàm muốn tìm hiểu xem sao. Một trong ngũ vương của Tấn Lĩnh là Khổng Đông Phong, là chủ nhân của Lầu Phong Vân. Bố ông ta là Khổng Chính Húc, phó trưởng ban thường trực đương nhiệm của Bộ Xây dựng, quan to cấp bộ trưởng. Có ông bố đỡ lưng thế thì Lầu Phong Vân không làm ăn được mới lạ. Bao Nghị nói, hình như đến Lầu Phong Vân hạng người nào cũng có. Tôi có đến đó một lần, phát hiện ra các đại gia ở đó khá nhiều, hơn nữa người nào đến cũng mang theo nhiều trợ thủ, cái khí thế hung hãn của người có tiền khiến người khác thấy sợ. Trong đó có một người tên là Phượng Thảo Thiên, hình như là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc. Diệp Phàm dẫn dắt câu chuyện đến Phượng Thảo Thiên. Bởi vì Phượng Thảo Thiên từng tuyên bố trong vòng 3 tháng sẽ lấy Mễ Nguyệt về làm vợ bé. Trước mặt Diệp Phàm mà hoành hoang như vậy tất nhiên Diệp Phàm sẽ không để cho cái thứ cỏ danh ấy tiếp tục tồn tại. Có phải là cái tên mặt to tròn, để một chòm râu xồm xỉa không? Mà người thì toát lên mùi tiền, cổ đeo một sợi xích vàng, tay đeo cái đồng hồ Rolex. Ngón tay còn mang một cái nhẫn đính viên ngọc lục bảo rất lớn. Cái miệng ông ta chỉ toàn mấy từ ngữ tục tĩu trợ búa. Bao Nghị có vẻ cũng biết người này. Đôi mắt tinh tường của Diệp Phàm cũng phát hiện ra Bao Nghị dường như khá là căm phẫn người này. Chính là ông ta, không ngờ anh ở tỉnh mà cũng biết ông ta. Điều đó cho thấy ông ta rất nổi tiếng. Diệp Phàm nói. Ông ta có biến thành cho tôi cũng nhận ra. Khuôn mặt Bao Nghị đã lộ rõ sự phẫn nộ. Vậy là có trò rồi đây. Diệp Phàm nghĩ thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ có chút nghi ngờ. Hắn nhìn Bao Nghị hỏi lại. Hai người có liên quan gì tới nhau sao? Chính vì điều tra tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc nên mới bị trả đũa đây. Bao Nghị nói thẳng luôn. Anh nói cụ thể hơn đi. Diệp Phàm sốt sắng đề nghị. Thế lực của bọn họ rất lớn. Thủ trưởng Diệp Phàm, mặc dù anh là phó giám sát trong bộ, nhưng anh ở Bắc Kinh, tốt nhất là không nên nhúng tay vào việc này. Bao Nghị nói. Tên này còn định kích mình sao? Diệp Phàm cười thầm trong bụng. Miệng hắn thản nhiên nói. Tôi giờ làm việc ở thành phố Đồng Lĩnh rồi. Thành phố Đồng Lĩnh, không lẽ anh là... Bao Nghị trợn mắt lên nhưng trong chốc lát anh ta đã hiểu ra điều gì đó. Anh ta lại nhìn Diệp Phàm ấp úng nói. Thật không ngờ thủ trưởng lại là bí thư thành ủy của thành phố Đồng Lĩnh. Bao Nghị tôi đúng là có mắt như mù, đã hồ đồ rồi. Thế nào, giờ anh đã tin tưởng kể lại mọi chuyện cho tôi chưa? Diệp Phàm hỏi. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Bao Nghị. Bí thư Diệp mà không sợ thì tôi còn sợ cái gì nữa? Đằng nào cũng là đường cùng cả. Bao Nghị bỗng dưng nói bằng giọng rất bất cần. Anh nói đi, tôi đang nghe. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Tỉnh Tấn Lĩnh chúng ta là một tỉnh sản xuất than đá lớn. Than đá lại là nguồn khoáng sản quý, được gọi là vàng đen dưới lòng đất. Thế nhưng vì mỏ vàng đen ấy mà hàng loạt vấn đề cũng nảy sinh. Ví dụ như an toàn trong khai thác than, trong con mắt của các chủ mỏ than ấy chỉ có theo đuổi nguồn lợi nhuận cao nhất. Họ không quan tâm đến sự sống chết của những người khai thác than. Nếu chẳng may bị chết thì cho chút tiền để giải quyết riêng. Nếu gia đình nạn nhân không muốn giải quyết nội bộ thì họ đe dọa dùng vũ lực. Nếu anh mà vẫn không chịu thì họ sẽ dùng nắm đấm thật. Đánh cho thành tàn phế là chuyện nhỏ chứ giết người là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngày mùng 5 tháng 1 năm nay, mỏ than Hải Sơn thuộc tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc xảy ra sự cố sập hầm, hơn 20 người bị thiệt mạng. Thế mà bọn họ bưng bít thông tin, chuyện vừa xảy ra họ đã chặn tất cả các nguồn tin rồi. Hơn nữa Thiên Mộc lại đứng thứ 6 trong giới khai thác mỏ ở tỉnh ta nên bọn họ cũng có rất nhiều tay sai. Lúc đó bảo vệ ở khu mỏ đã vây kín toàn bộ khu mỏ. Tuy nhiên dù có bưng bít thế nào thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cơ quan công an ở địa phương chắc chắn là biết, lúc đó tôi vẫn còn là đội trưởng một chi một thuộc Tổng đội Cảnh sát Hình sự của tỉnh. Chuyện xảy ra ở một nơi xa như vậy lẽ ra thì tôi cũng không biết nhưng một người bà con tên là Bao Lâm Căn làm chỉ đạo ở đồn công an thị trấn Hoa Lâm huyện Nam Đường thành phố Trương Hà thuộc sở công an thành phố Đồng Lĩnh.
Người bà con này của tôi thấy ngứa mắt với mấy chuyện này bởi vì bao nhiêu người thân của các nạn nhân đều khóc lóc thảm thiết mà chủ mỏ lại bồi thường cho quá ít. Bao Lâm Căn đi tìm người quản lý mỏ than đó để thương lượng, tất nhiên người bà con này của tôi cũng rất sợ chuyện này rồi. Thế nhưng anh ta vẫn còn có lương tâm, anh ta đi không phải để yêu cầu họ thêm tiền bồi thường cho gia đình các nạn nhân mà hy vọng chủ mỏ sẽ áp dụng nhiều biện pháp cứu người. Chủ mỏ muốn che giấu sự thật nên đã đóng cửa hầm nơi xảy ra sự cố. Thế nhưng chẳng có đàm phán gì hết, ngày hôm sau Bao Lâm Căn đã không trở về nữa. Vợ anh ta đã đi tìm tôi. Tôi lập tức đem theo vài anh em thân tín xuống đó bí mật điều tra. Thì phát hiện ra Bao Lâm Căn đã chết rất thảm trong một khu rừng. Toàn thân anh ta bị thương. Tôi tức giận quá, lập tức về tỉnh triệu tập toàn đội rồi xuất phát. Thế nhưng cả đội chưa kịp xuất phát thì đã bị lãnh đạo cấp trên yêu cầu dẫn đội đi xử lý chuyện khác. Tôi không chịu, kết quả là một giờ sau tôi bị cắt chức hơn nữa còn có người cảnh báo tôi đừng nhiều chuyện nữa. Mấy anh em thân tín đã bí mật đi điều tra cùng tôi trước đó cũng bị điều đi làm việc ở các nơi khác nhau. Tôi thấy không phục vẫn tiếp tục điều tra ngầm thì phát hiện ra lỗ hổng ngày càng lớn. Tiếp tục điều tra lại càng thấy kinh sợ. Tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc này quả là có liên quan đến nhiều thứ. Nói đến đây Bao Nghị dừng lại một chút nhìn Diệp Phàm. Chương 2224, bước ngoặt ở đường cùng. Anh cứ nói tiếp đi. Diệp Phàm ra hiệu cho Bao Nghị tiếp tục với vẻ mặt rất nghiêm túc. Nếu lấy tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc làm đầu mối thì đó chẳng khác gì một tấm lưới trời. Các mối quan hệ và quyền lực đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới vô hình. Tấm lưới đó quá lớn, những con cá trong tấm lưới ấy là người từ thị trấn Hoa Lâm đến huyện Nam Đường đến thành phố Trương Hà rồi cho đến cả đồng lĩnh, đến tỉnh. Các lãnh đạo cấp bậc nào cũng có, mà một trong số những người bảo vệ cả mạng lưới ấy là Giám đốc Sở Công an thành phố Đồng Lĩnh, Đồng Quân Phong. Hơn nữa, để văn phòng tỉnh có thể nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy thì việc này ắt hẳn có liên quan đến một vài đồng chí lãnh đạo của sở tỉnh và lãnh đạo trong tỉnh. Không giấu gì bí thư Diệp. Tôi từng ba lần bị bọn họ ám sát. Một lần có người cài bẫy vào xe của tôi. Tất nhiên là họ ra tay âm thầm để mình nhất thời không phát hiện ra được. Một lần thì trực tiếp hơn, dùng súng bắn tỉa tôi, cũng may mà tính cảnh giác của tôi cao nên chỉ bị trầy xước ở bắp chân thôi. Lần thứ ba bọn họ mạnh bạo đến nhà tôi tính sổ. May mà tôi chưa vợ chưa con gì. Bố mẹ tôi vốn ở cùng tôi đã phải gấp gáp đưa họ đến trú ở nhà người bạn tốt nhất. Tôi chết đi thì cũng chẳng hề hấn gì chỉ lo hai bậc song thân đau lòng. Có điều họ cũng sợ tôi bị ép quá sẽ gửi tài liệu lên cấp trên, vì thế mấy tháng nay tình hình đỡ căng hơn một chút. Họ chỉ điều tôi làm việc này. Dù sao cũng chỉ còn một đường chết, nếu bí thư Diệp dứt khoát muốn điều tra chuyện này, Bao Nghị tôi quyết làm tay sai cho bí thư. Những chuyện nguy hiểm cứ giao cho tôi. Mẹ kiếp, một đám người cặn bã. Bao Nghị hung hãn nói. Đột nhiên anh ta quỳ gối xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ánh mắt ấy chứa đầy lửa phẫn nộ. Diệp Phàm có thể cảm nhận được sự căm phẫn trong lòng Bao Nghị. Chắc hồi nhỏ anh cũng luyện qua võ nghệ, bản lĩnh thực không tồi. Diệp Phàm đỡ anh ta dậy rồi nói. Tôi cũng có luyện qua chút ít nhưng còn chưa được lợi hại. Bao Nghị khiêm tốn đáp lại. Anh có lòng tin làm việc cho tôi không? Diệp Phàm nghiêm túc hỏi. Tôi đã nói rồi. Chỉ cần làm rõ việc này thì tôi nguyện làm tay sai cho bí thư. Bao Nghị lại nhắc lại câu ban nãy. Tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc ngoài chuyện lớn lần này ra thì còn vụ việc nào nghiêm trọng nữa không? Diệp Phàm hỏi. Thế là đủ rồi, ví dụ ép giá mua đất chiếm nhà người ta, hoặc lúc thiếu công nhân bọn họ dùng mấy biện pháp lôi kéo người ta đến mỏ làm việc. Sau đó không cho họ về, có người tìm cách về thì bị họ đánh cho tàn phế một bên chân. Người ta muốn về là vì điều kiện công việc khổ quá, mà độ nguy hiểm lại cao. Thứ hai là lương thấp quá, tiền xương máu mồ hôi của công nhân bọn họ đều ăn chặn cả. Con người Phượng Thảo Thiên cũng đầu gấu, giang hồ. Ở công ty không ít người bị ông ta cho ăn tát. Hơn nữa ông ta lại rất háo sắc, thấy gái đẹp là mê ngay, đầu tiên dùng tiền mê hoặc, nếu không được thì âm thầm làm bừa. Bao Nghị kể, những gì anh nói có chứng cứ không? Diệp Phàm hỏi, tôi có một ít chứng cứ, cái này không phải là do tôi không nỗ lực mà do năng lực bản thân có hạn. Hơn nữa lại phải bí mật điều tra. Sắc mặt Bao Nghị có chút khó coi. Bằng chứng đâu?
Diệp Phàm hỏi. Nếu bí thư Diệp có thể cầm chắc được lưu hoan của thành phố Đồng Lĩnh thì tôi sẽ giao lại hết toàn bộ tài liệu tôi nắm giữ cho chủ tịch. Bao Nghị bỗng nhiên đưa ra điều kiện. Xem ra anh vẫn còn chưa tin tưởng tôi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Bao Nghị, giọng nói có chút bực bội. Không phải là tôi không muốn tin anh, nhưng vì bọn họ cũng đoán là trong tay tôi có tài liệu nên trước giờ luôn tìm nhiều cách gài bẫy hỏng lấy được tài liệu trong tay tôi. Nào là mỹ nhân kế, nào là cho tiền cho quyền, tặng vật, cách nào cũng dùng hết rồi. Nhưng may là tinh thần cảnh giác tôi cao nên tất cả đều bị lật tẩy. Tôi muốn nói là Bao Nghị tôi tuy nghèo nhưng còn có lương tâm. Tôi cũng không phải là người đầy nghĩa khí mà nhìn chung tôi tê. Nhưng lương tâm đã không cho phép tôi làm ngơ chuyện này, mà hơn nữa nó còn có quan hệ đến họ hàng của tôi. Dù lương tâm có mất hết thì cũng không thể bỏ qua được. Tôi cũng vốn định là một khi thu thập được đủ tài liệu để khiến bọn chúng chết tôi sẽ trực tiếp đi Bắc Kinh. Nói đến đây ánh mắt Bao Nghị bỗng sáng lên. Được, tin tưởng cũng cần một quá trình. Tôi không trách anh muốn tôi bắt được Lưu Hoan thì cũng phải cho tôi biết Lưu Hoan là ai và trước nhất cũng phải đưa ra chứng cứ có liên quan đến Lưu Hoan mới được. Diệp Phàm nói, bí thư Diệp đến thành phố Đồng Lĩnh chưa lâu nên không biết. Lưu Hoan là phó ban thư ký thành phố kiêm chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. Thực ra ông ta chính là một con chó hung hãn trong tay Cao Thành. Nghe nói không lâu nữa ông ta sẽ ngồi lên cái ghế trưởng ban thư ký. Chẳng nhẽ chuyện này bí thư Diệp lại không biết sao? Bao Nghị cảm thấy có chút nghi ngờ, nhìn Diệp Phàm. Cái gì, Lưu Hoan? Diệp Phàm giật nảy mình. Không lẽ ứng viên mà đồng minh của Tề Thúc giới thiệu lại chính là Lưu Hoan? Trong giây lát hắn bỗng thấy mừng rỡ trong lòng. Nếu Bao Nghị đưa ra được bằng chứng nhân cơ hội này tóm được Lưu Hoan thì ứng viên thích hợp mà bên đó giới thiệu coi như tiêu rồi. Lúc đó, Tề Chấn Đào nhân cơ hội giới thiệu luôn Mễ Nguyệt, như vậy chẳng phải Mễ Nguyệt đã có hy vọng rồi hay sao? Giao lại cho tôi chứng cớ về Lưu Hoan và cho tôi thời gian là 2 ngày. Diệp Phàm nói với giọng rất kiên quyết. Tôi sẽ chỉ giao cho bí thư chứng cớ về Lưu Hoan. Bao Nghị trả lời. Một tiếng sau Bao Nghị đã đưa tới bằng chứng về Lưu Hoan. Chuyện này không dễ làm chút nào. Nếu bắt ngay Lưu Hoan sợ rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Chỉ bằng như thế này, Lưu Hoan đang cố ngồi lên cái ghế trưởng ban thư ký thành ủy, chúng ta làm hỏng chuyện này của anh ta trước. Sau đó khi tiếp tục điều tra về tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc, chúng ta sẽ tóm gọn anh ta, như vậy có phải sẽ hợp lý hơn không? Diệp Phàm hỏi lại Bao Nghị. Không được, nhất định phải bắt bằng được Lưu Hoan. Đây là điều kiện duy nhất của Bao Nghị tôi, nếu không thì coi như không có cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Bao Nghị một mực cương quyết không từ bỏ điều kiện đó. Thôi được, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Diệp Phàm có chút tức giận, lạnh lùng đáp lại. Hắn quay xe phóng thẳng đến chỗ Tề Chấn Đào. Cậu lại đến làm gì? Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao, đừng có làm phiền ông già này nữa. Chuyện lần này của Mễ Nguyệt không có cách nào khác, cậu thật là cứng đầu. Tề Chấn Đào vừa nhìn thấy Diệp Phàm đã thốt ngay ra những lời ấy. Chẳng phải Tề Thúc muốn chỉnh đốn lại ngành khai thác mỏ của tỉnh Tấn Lĩnh sao? Chẳng phải Tề Thúc muốn tôi chú trọng chỉnh đốn mặt kinh tế, đưa kinh tế của tỉnh mình phát triển theo một quỹ đạo đúng đắn sao? Mấy câu hỏi chất vấn của Diệp Phàm khiến Tề Chấn Đào có chút nghi ngờ. Ông nhìn Diệp Phàm, hỏi. Cậu quay lại để hỏi tôi mấy câu này hả? Nói mấy lời nhảm nhí như vậy thì có tác dụng gì? Tề Thúc. Lần này ứng viên mà người đã hợp tác với Tề Thúc giới thiệu có phải là phó ban thư ký Lưu Hoan không? Diệp Phàm bắt đầu ném bóng. Làm sao cậu biết được thông tin này? Tề Chấn Đào có chút ngạc nhiên nhưng đã gián tiếp thừa nhận. Tề Thúc xem cái này đi. Diệp Phàm nhẹ nhàng giơ tập tài liệu Bao Nghị vừa cung cấp ra trước mặt Tề Chấn Đào. Ông ta cầm lấy tập tài liệu bắt đầu xem, càng xem đến những phần sau, khuôn mặt lại càng nghiêm túc căng thẳng hơn. Những tài liệu này đã xác minh qua chưa? Tề Chấn Đào hỏi. Tôi vừa mới có được nên chưa xác minh qua. Nhưng đến 80% là thật. Người cung cấp tài liệu này đang điều tra về tập đoàn khai thác mỏ Thiên Mộc. Diệp Phàm kể lại rõ ràng chuyện của Bao Nghị thêm một lần nữa. Tề Chấn Đào trầm ngâm. Cậu định tính sẽ điều tra việc này. Ông ta đắn đo một hồi lâu mới hỏi bởi vì chuyện này có liên quan đến rất nhiều người. Mà thực ra chính là vạch trần ô dù từ trên tỉnh Tấn Lĩnh. Đến lúc đó khiến một số các quan chức phải về vườn thì sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và ổn định của tỉnh Tấn Lĩnh.
Tề Chấn Đào về Tấn Lĩnh cũng chỉ vài tháng. Thời điểm này là thời điểm rất nhạy cảm. Trốn quan trường Tấn Lĩnh không bình ổn cũng không tốt. Hơn nữa việc này cũng không có lợi cho sự phát triển của ngành khai thác than của Tấn Lĩnh. Tôi nghĩ, chuyện không nên để lan rộng ra, không được làm như vụ việc ở Giang Đô. Nếu không thì có lẽ Tề Thúc cũng sẽ gặp phải phiền hà, chỉ cần bắt được những nhân vật chủ chốt, có lợi cho chúng ta là được rồi. Diệp Phàm nói. Đúng thế, điều này cho thấy cậu cũng có cái nhìn đại cục rồi đấy. Với một người làm chủ, một bí thư của một thành phố lớn, không có cái nhìn đại cục là không được. Những chuyện bất bình trong xã hội quá nhiều, dù chúng ta có muốn can thiệp thì cũng không thể can thiệp toàn bộ được. Có những chuyện phải biết phân biệt nặng nhẹ, lâu dài hay gấp gáp, hơn nữa cũng phải xem xét đến ảnh hưởng của nó trên mọi phương diện. Bỏ qua cái bé để túm được cái lớn, tùy cơ mà ứng biến. Điểm xuất phát của chúng ta là phải để cho nhân dân được hưởng những thứ mà họ đáng được hưởng. Tuy nhiên cũng không nên gây sức ép để rồi cuối cùng làm tổn hại đến huyết mạch gân cốt. Vì thế lần này nhất định không thể giới thiệu Lư Hoan được. Loại người đó, lão già này không cho một đòn thì thôi chứ giới thiệu gì. Tuy nhiên việc này chắc cậu tạm thời cũng không muốn tiết lộ chứ. Tề Chấn Đào nói. Với tính cách của tôi thì tất nhiên là tôi muốn tóm gọn rồi. Nhưng tôi cũng hiểu như thế không được. Với lại chuyện này lại xảy ra ở chính thành phố Đồng Lĩnh, tôi lại mới đến. Tuy nhiên, những người như Đồng Quân Phong ở Cục Công an thành phố hoặc Phó Ban Thư ký Lư Hoan thì chắc chắn phải tóm được. Diệp Phàm nói. Ha ha, cậu đã nhắm được cái cậu bao nghị nào đó rồi đúng không? Tề Chấn Đào đột nhiên cười. Cậu bao nghị đó quả thực rất được. Nếu mà cậu ta ngồi lên được cái ghế Cục trưởng Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh thì chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực cho tôi. Vai trò to lớn của cơ quan chuyên chính tôi hiểu rõ chứ, có một số chuyện đúng là không thể thiếu được mấy đồng chí ấy. Diệp Phàm nói thẳng ra luôn. Cậu đến lần này chắc không phải chỉ để thảo luận về vụ án đâu nhỉ. Khuôn mặt Tề Chấn Đào bỗng mất hẳn vẻ tươi tỉnh. Tề Thúc, nếu Lư Hoan đã bị tiêu rồi thì hay là... Diệp Phàm cười nói. Cậu và Mễ Nguyệt không có gì thật chứ? Tề Chấn Đào nghi ngờ hỏi lại. Thực là không có gì ạ. Tôi chỉ muốn tìm một trợ thủ tốt. Diệp Phàm vội ngồi ngay ngắn, đáp lại bằng giọng rất nghiêm túc. Chuyện này chẳng phải tôi đã nói với cậu là có rắc rối rồi sao? Hơn nữa nếu tôi mà kiến nghị thì sợ người ta sẽ không để Mễ Nguyệt yên thân đâu. Cậu có hiểu ý của tôi không? Tề Chấn Đào lại hỏi. Có phải ý của Tề Thúc là tìm một người khác giới thiệu cô ta rồi Thúc sẽ hậu thuẫn một chút sau lưng? Diệp Phàm hỏi. Cậu cũng có ngốc đâu. Tề Chấn Đào cười. Xong đời, đi tìm ai đó, ở cái tỉnh Tấn Lĩnh này, tôi cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Ngoài quen biết Tề Thúc này ra, những lãnh đạo khác ở tỉnh ủy, thì cũng không quen biết mấy. Hôm đó tư lệnh viên Trương Quả của quân khu tỉnh cũng đến Đồng Lĩnh một chuyến. Với Mễ Nguyệt thì vì chú cô ta là Mễ Tu Lâm từng là cấp dưới của tư lệnh viên Trương nên Trương Quả đã ngầm ý sẽ ủng hộ Mễ Nguyệt. Nhưng mà nếu ông ta mà đề cử thì tuyệt đối không được. Tư lệnh viên quân khu dính dáng đến vấn đề nhân sự là không hợp lý. Chương 2225, cuối cùng lại gặp lại. Trương Quả đã đồng ý rồi, xem ra cậu còn phải mất thêm nhiều tâm huyết đó. Tề Chấn Đào thản nhiên cười nói. Tề Thúc. Tôi không hiểu ý của Thúc. Diệp Phàm nhìn Tề Chấn Đào, giống như ánh mắt một đứa trẻ ham học đang chờ đợi thầy giáo giải thích. Về cơ bản Trương Quả không quản việc của tỉnh ủy, thậm chí là họp hội nghị thường vụ cũng rất hiếm gặp ông ta, trừ khi là có việc trọng đại gì. Bình thường những việc điều động nhân sự ông ta sẽ không tham gia. Người ta làm bên quân đội nên can thiệp vào nhân sự không thích hợp. Ông ta mà chịu ra mặt giúp Mễ Nguyệt thì chắc phải có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Tề Chấn Đào nói, vậy chúng ta lôi kéo Trương Quả về bên chúng ta để ông ta ủng hộ công việc của Tề Thúc. Diệp Phàm cười nói, điều đó là không thể. Nghe nói trước đây La Ngưỡng Thành cũng nhiều lần dụ dỗ nhưng đều không lôi kéo được ông ta về phe mình. Con người Trương Quả tính cách rất đặc biệt, rất có phong cách của quân đội. Ông ta chỉ chú trọng đến việc bên quân đội còn những việc của chính quyền ông ta không hứng thú. Tề Chấn Đào lắc đầu nói. La Thiên Thượng Tiên cũng bó tay thì đúng là khó thật. Diệp Phàm cũng lắc đầu tiếc nuối. La Thiên Thượng Tiên. Tề Chấn Đào trợn mắt lên nhìn Diệp Phàm. Ha ha, đó là biệt danh người ta đặt cho nhân vậy số 1 của tỉnh ủy. Diệp Phàm trả lời. Tên tiểu tử này,
những lời ấy mà đến tai La Ngưỡng Thành thì cậu sẽ chịu đủ đó. Tề Chấn Đào không cười nữa, ông ta hỏi bằng giọng có chút hung dữ. Người ta đặt biệt danh cho bí thư La như vậy thì chắc chủ tỉnh như tôi cũng không thoát được. Cậu nói xem, ở tỉnh Nam Phúc người ta gọi tôi là Tề Đại Pháo, còn ở tỉnh Tấn Lĩnh này, người ta gọi tôi là gì? Địa Lôi Pháo ạ? Diệp Phàm thật thà trả lời. Địa Lôi Pháo, vậy khác nào hạ cấp Tề Chấn Đào này xuống rồi. Tề Chấn Đào bật cười. Ha ha, cũng có chút ạ. Đại pháo dù sao cũng lợi hại hơn Địa Lôi Pháo. Thế nhưng quy cách của Tề Thúc được nâng cao rồi. Chỉ có điều ở Tấn Lĩnh này có lẽ Tề Thúc còn chưa phát huy được uy lực của đại pháo thôi. Diệp Phàm cười nói. Tên tiểu tử này dám nói mấy lời ấy với Tề Thúc. Tề Chấn Đào bật cười. Sau đó ông ta tiếp tục tếu vui. Hai, chuyện này cậu nói đúng rồi. Trước kia ở tỉnh Nam Phúc Lâu, còn có chút nền tảng nhất định. Giờ cấp bậc được nâng lên, vị trí cũng thay đổi nên tay chân lóng ngóng. Thế nên cũng không nói cậu được, tôi đến sớm hơn cậu vài tháng nhưng cục diện vẫn không sáng sủa hơn. Bước ra khỏi nhà họ Tề, Diệp Phàm bắt đầu cảm thấy có chút khó khăn. Phải tìm người thích hợp nhưng biết đi đâu để tìm đây. Hắn ngồi một lúc lâu trong xe rồi mắt đột nhiên sáng lên. Hắn gọi cho Phí Nhất Độ cười hỏi. Người anh em, chuyện của Bộ trưởng Ninh đã có quyết định xuống chưa? Vẫn chưa có, chuyện lớn như thế không thể một chốc một lát mà có ngay quyết định được. Hơn nữa chuyện này do trên quyết định, bên dưới có nóng ruột cũng không giải quyết được gì. Phí Nhất Độ nói. Tôi vẫn còn chưa cảm ơn Bộ trưởng Ninh, lần trước ông ấy đã điều động người bạn học của tôi là Vương Long Đông xuống Đồng Lĩnh. Ông ấy giúp một việc lớn như thế nhất định khi nào về Bắc Kinh tôi phải đi thăm một chuyến. Mà có khi lúc đó ông ấy đã là bí thư Ninh của một tỉnh nào đó rồi cũng nên. Diệp Phàm cười nói. Cũng không nhanh như vậy đâu. Tôi nghe Khẩu Phong nói có lẽ phải mất gần nửa năm nữa, hoặc có khi còn lâu hơn. Phí Nhất Độ cũng không giấu Diệp Phàm. Phí Thanh Sơn đã nhường lại cái chức vị ưng vương của nhà họ Phí cho Diệp Phàm. Phí Nhất Độ cũng xem một anh tài mới nổi như Diệp Phàm là đại ca. Phí Nhất Độ tin rằng cho dù Diệp Phàm có chút khúc mắc với nhà họ Phí nhưng tuyệt đối sẽ không làm gì tổn hại đến nhà họ Phí. Có một chuyện rất kỳ lạ, lúc tôi vừa đến tỉnh Đồng Lĩnh để báo cáo, chủ nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh Tấn Lĩnh là Chu Thiên Minh rất niềm nở nhiệt tình với tôi, thậm chí còn đích thân đưa tôi đi báo cáo chuyện này ở thành phố Đồng Lĩnh. Không lẽ Bộ trưởng Ninh đã đánh tiếng trước rồi? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, hai người bọn họ thì tôi khá là rõ. Hai người họ là bạn học cũ với nhau, Chu Thiên Minh về Bắc Kinh vẫn thường đến nhà dượng tôi ngồi chơi. Phí Nhất Độ cười nói, cuối cùng Diệp Phàm cũng hiểu ra vì sao Chu Thiên Minh lại nhiệt tình như vậy. Hắn không khỏi cảm kích Ninh Chí Hòa, người ta đã âm thầm tìm người giúp đỡ hắn đến tận bây giờ vẫn không nói năng gì. Tất nhiên Diệp Phàm cũng ngầm hiểu rõ, Ninh Chí Hòa âm thầm giúp đỡ như vậy không phải vì thích thú tài cán gì của hắn, chẳng qua là chưa đến lúc đòi hắn báo đáp. Hiểu ra được chuyện, Diệp Phàm liền quay về khu nhà của người nhà ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Lần này Diệp Phàm bước vào đến cả mấy anh cảnh sát có vũ trang gác ngoài cửa cũng không chặn hắn lại để hỏi nữa. Vì chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi hắn đã ra vào hai lần rồi. Người ta sớm đã biết hắn là ai, vì thế nhìn thấy cái mặt hắn người ta đã không nghĩ ngợi gì cho hắn lái xe tiến vào bên trong luôn. Tìm thấy ngôi nhà số 6 mà Chu Thiên Minh ở, Diệp Phàm thử gọi điện cho ông ta. Thật may mắn là Chu Thiên Minh cũng đang ở nhà. Không những thế, Chu Thiên Minh còn ra tận cửa phòng khách chính đón Diệp Phàm. Hai người hàn huyên chút rồi bước vào phòng khách. Bí thư Diệp xuống đây thấy tiện chứ? Chu Thiên Minh cười rồi ra hiệu mời Diệp Phàm ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Cũng được, tôi là người được trời phú cho khả năng thích ứng cuộc sống tốt, vứt đi đâu cũng sống được. Diệp Phàm cười rất thoải mái. Đúng thế, trước mặt cậu. Tôi thấy mình già rồi. Chu Thiên Minh cười, vẻ mặt rất thân thiện. Sao lại nói như vậy được? Trưởng ba Chu còn đang ở thời kỳ sung sức, là một tấm gương kinh nghiệm lớn để lớp hậu bối chúng tôi học tập. Diệp Phàm cũng không ngại tâng bốc Chu Thiên Minh. Thực ra ông ta cũng không già, nghe nói là cũng vừa 50 thôi. Ha ha ha, cái cậu bí thư Diệp này thật là biết ăn nói. Chu Thiên Minh cười rất sảng khoái. Cũng không biết ông ta cười thật hay cười giả. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm cũng không phân biệt được. Tuy vậy Diệp Phàm vẫn cảm thấy có chút khó chịu,
bởi vì hắn luôn muốn tìm chuyện để nói lái sang vấn đề Mễ Nguyệt nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội ấy. Nếu nói trực tiếp ra thì tuyệt đối không được rồi. Mặc dù biết rằng Chu Thiên Minh và Ninh Chí Hòa là bạn học cũ nhưng giữa Chu Thiên Minh và hắn chẳng có chút quan hệ nào cả. Nếu đặt vấn đề cứng rắn gượng ép quá thì kết quả sẽ phản tác dụng. Cha ơi, con về rồi đây ạ. Cùng với tiếng chào ấy, một thiếu tá quân đội trông rất khôi ngô bước vào. Cậu thanh niên này trông có đến 3 phần giống Chu Thiên Minh. Vầng trán rộng và dái tai dày. Cả hai cha con nhà họ đều rất có tướng làm quan. Bên cạnh cậu ta còn có một cô gái mặc cái áo tây ngắn màu xanh, bên dưới là cái váy dày màu đen. Có lẽ cô gái này là bạn gái của Chu Thiên Minh. Lại đây Chu Cường, đây là bí thư thành ủy Đồng Lĩnh, Diệp Phàm. Chu Thiên Minh mỉm cười giới thiệu Diệp Phàm. Ồ, là bí thư Diệp. Chu Cường thuận miệng chào Diệp Phàm một câu, thái độ anh ta rất lạnh lùng. Anh ta thản nhiên nhìn Diệp Phàm rồi xăng xăng đi ngay lên gác. Đi xuống ngay cho ba. Mặt Chu Thiên Minh trầm xuống, ông ta hừ nói với cậu con trai. Chú Minh, Chu Cường đã bận bịu mấy tháng nay rồi. Anh ấy đang buồn bực, chú hãy hiểu cho anh ấy. Đúng lúc ấy cô gái trẻ tuổi bên cạnh Chu Cường giải thích. Chu Cường vừa nghe liền dừng ngay lại, đoạn ngoảnh đầu lại nhìn Diệp Phàm, ngượng nghịu nói. Xin lỗi bí thư Diệp, gần đây có chút chuyện rắc rối, tôi đã thất lễ rồi. Ồ, nếu không bất tiện anh có thể kể ra được không? Tất nhiên nếu không tiện thì coi như tôi chưa nói gì. Diệp Phàm nói, trong lòng thấy rất khoan khoái. Có lẽ đây chính là giờ phút có thể chuyển hướng sang chuyện của Mễ Nguyệt. Nhìn sắc mặt của Chu Cường thì có khi đó là chuyện của quân đội. Dù Chu Thiên Minh là cán bộ trong tỉnh nhưng trong quân đội thì ông ta không có quyền thế. Việc mà Chu Thiên Minh không làm được, biết đâu Diệp Phàm lại có thể giúp. Việc này bí thư Diệp không giúp được đâu. Không ngờ Chu Cường lại từ chối, không giữ chút thể diện nào cho Diệp Phàm. Tuy nhiên sau đó anh ta nhìn mặt cha rồi nói. Dù vậy tôi vẫn phải cảm ơn sự quan tâm của bí thư Diệp. Bí thư Diệp, chuyện này chúng ta không bàn tới nữa. Bản thân tôi cũng hết cách rồi, đành để cho tự nó lâu vậy. Chu Thiên Minh có lẽ cũng sợ Diệp Phàm khó chịu nên nói tiếp lời cậu con trai. Ý ông ta là một trưởng ban như ông ta cũng không có cách nào. Ha ha, chắc là chuyện bên quân đội. Diệp Phàm tiện thể cười nói. Hắn nhìn Chu Cường rồi lại hỏi. Thiếu tá Chu công tác ở đơn vị nào? Rất xa, ở tận bên Tàng Tây. Chu Cường đã quay lại ngồi xuống. Cô gái ban nãy rót trà cho anh ta. Tất nhiên Diệp Phàm là khách họ cũng không thể bôi bác quá. Nó tốt nghiệp Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh. Tôi vốn bảo nó tốt nghiệp xong về Đồng Lĩnh làm việc. Nhưng tính nó bướng bỉnh. Lúc ấy bên quân đội tới các trường đại học tuyển quân nhân, nó không nghe ai khuyên nhủ, đi đầu quân luôn. Mà nó cũng không bàn qua trước với tôi chuyện này. Đến lúc tôi biết thì nó đã sang tận Tàng Tây báo danh rồi. Đi cũng được vài năm rồi, nếu không thì giờ đã đính hôn với Lưu Vũ rồi. Ở Tàng Tây rất lạnh, tòng quân không tiện. Hơn nữa mẹ của Lưu Vũ lại bị bệnh từ nhiều năm nay, không tiện chăm sóc. Chu Thiên Minh bắt đầu kể, khuôn mặt ông ta cứng nhắc. Có thể xin quay về mà. Diệp Phàm nói. Ha ha, nói ra thì cũng buồn cười. Không giấu gì bí thư Diệp, cái chức trưởng ban tổ chức cán bộ ỉnh ủy của tôi đối với việc một mẫu ba phân ở Tấn Lĩnh còn có chút tác dụng. Tuy nhiên, muốn cho Chu Cường về thì không làm được. Hơn nữa, tính khí Chu Cường ương ngạnh, nếu cho vào quân khu tỉnh còn được, nhưng nó lại bảo quân khu tỉnh toàn bộ đội làm việc vặt nên không thèm vào. Chu Thiên Minh giải thích, chẳng phải sư đoàn hưởng hổ cách Đồng Lĩnh cũng không xa lắm hay sao? Hơn nữa, gần đây sư đoàn hưởng hổ chẳng phải là đang xây dựng tòa nhà cho người nhà quan quân đó sao? Diệp Phàm nói, sư đoàn hưởng hổ là con át chủ bài của quân khu Bắc Kinh. Họ là sư đoàn hợp thành kiểu mới, vốn không coi trọng chúng tôi. Mấy tháng nay tôi có tiếp xúc qua với họ nhưng chẳng có ích gì. Tối nay tôi vừa từ bên sư đoàn hưởng hổ về, đường bên họ tắc nghẽn chết mất. Điều đó cho thấy họ đã tìm được người làm bên thông tin rồi, không cần thêm nữa. Nói đến đây Chu Cường có chút bực bội. Đó cũng chỉ là cái cớ thôi. Chuyện này có ai mà không hiểu. Làm liên lạc đều là những người có ô cánh. Sư đoàn hưởng hổ có hơn 20.000 binh sĩ. Thêm một người thì cũng chả đông hơn mà bớt một người cũng không thể ít đi được. Hơn nữa, đấu tranh thời hiện đại dần có xu hướng thông tin hóa rồi. Ở trường đại học,
Chu Cường học chuyên ngành thông tin, bây giờ lại đăng ký làm nghiên cứu sinh, cũng coi như là nhân tài trong lĩnh vực này được. Chẳng qua là nhà chúng tôi không có ai dẫn đường cho thôi. Lúc đó, cô gái ngồi bên cạnh Chu Cường nói với vẻ mặt tức tối. Nghe đến đây Diệp Phàm mừng thầm trong bụng, hắn nghĩ thầm, lại phải nhờ đến Tề Thiên rồi, đó chẳng phải là đem đến cơ hội cho mình sao? Chương 2226, nhìn vẻ mặt anh keo kiệt vô cùng. Xong Diệp Phàm lại gật đầu nói. Đúng vậy, sư đoàn Hưởng Hổ là bộ đội chủ lực của quân khu Bắc Kinh, họ thi hành chế độ sư trưởng chịu trách nhiệm. Bất kể nhân tài nào muốn vào đầu tiên đều phải được sự đồng ý của sư trưởng. Sau đó bộ máy đến bộ máy sư đoàn thảo luận, cuối cùng là đề cử tới quân khu Bắc Kinh. Họ có một quá trình tiến cử người vào rất phức tạp. Mấy ngày trước tôi cũng có đi một chuyến, nhưng thật ra để lấy về một sân huấn luyện cũ cho quân phân khu thành phố Đồng Lĩnh. Sắc mặt Chu Cường chợt sáng lên, đồng tử đột nhiên mở to hơn, hỏi. Bí thư Diệp rất thân quen với người phụ trách của sư đoàn Hưởng Hổ. Ha ha, cũng tạm được. Cái sân tập luyện kia vốn họ cũng bỏ hoang, mà quân phân khu thành phố Đồng Lĩnh cũng đang cần một sân huấn luyện cho quân dự bị. Quân phân khu cũng không muốn xuất ra nhiều tiền như vậy cho việc này, cho nên việc này cứ như vậy thôi. Dù sao họ cũng cho bí thư tôi chút thể diện, xem ra, quân đội vẫn là hỗ trợ địa phương kiến thiết có phải không? Diệp Phàm nói rất thoải mái, chỉ có Chu Cường rõ ràng nóng bừng lên. Người này không ngu, mặc dù là một sân tập luyện cũ. Muốn kéo nó ra từ trong miệng của sư đoàn Hưởng Hổ cũng không phải dễ dàng. Trừ khi mối quan hệ của anh với người phụ trách sư đoàn cực kỳ thân thiết. Bằng không chỉ có thể là chuyện thằng ngốc nói mơ. Bí thư Diệp, cái này có thể hay không? Chu Cường thốt ra, muốn mở miệng cầu xin Diệp Phàm nhưng nhất thời lại không mở lời được. Cho nên cứ nhìn chằm chằm vào ông bố Chu Thiên Minh. Thật ra thì việc này cậu không cần nhắc, tôi cũng muốn dẫn cậu đi một chuyến. Cái này thành hay không không dám chắc được. Tôi nghĩ, vẫn còn chút hy vọng có phải hay không. Diệp Phàm không đợi Chu Thiên Minh mở miệng, giành nói trước, nhưng Diệp Phàm vừa nói đến đây đột nhiên nhíu mày, nói. Có điều là gần đây việc của thành ủy cũng tương đối nhiều. Mà đại quản gia thành ủy thành phố Đồng Lĩnh còn ghế trống, cho tới nay đều do đồng chí Mễ Nguyệt, phó trưởng ban thư ký thành ủy thứ nhất quản lý, mà gần đây việc cải tạo phố Tân Long lại là do đồng chí Mễ Nguyệt phụ trách. Cô ấy đã quá mệt mỏi rồi, tôi sợ cô ấy mệt lả. Cho nên không thể không đưa tay ra phối hợp cùng với đồng chí Mễ Nguyệt liên tục nắm bắt những vấn đề của phố Tân Long. Tuy nhiên, đồng chí Mễ Nguyệt rất có trách nhiệm, hầu hết công việc đều ôm đồm hết rồi. Chu Thiên Minh vừa nghe đương nhiên hiểu rồi, người này rõ ràng là đang vận động giúp Mễ Nguyệt, còn nhấn mạnh cái gì mà phó trưởng ban thư ký thành ủy thứ nhất. Kỳ thật, phó trưởng ban thư ký là không đủ tiêu chuẩn. Chỉ cần nhìn quan hệ của anh với nhân vật số 1 của thành ủy như thế nào. Số 1 ủng hộ anh liền phát rồi, không ủng hộ, anh sẽ có thể bị gạt ra ngoài lề. Diệp Phàm nói như vậy, đây chẳng phải nói trước đại quản gia tòa nhà thành ủy thành phố Đông Lĩnh nên trao cho Mễ Nguyệt hay sao? Bởi vì, phó trưởng ban thư ký thứ nhất không lên thì ai lên? Thế nhưng việc này lại dính dáng đến việc của con trai, cũng khá phiền phức đây. Cha! Chỉ bằng mọi người sớm giải quyết chuyện của đồng chí Mễ Nguyệt. Cũng có thể để thành phố Đồng Lĩnh tiến cử thêm một phó trưởng ban thư ký hỗ trợ công việc của trưởng ban thư ký Mễ. Bí thư Diệp cũng có thể rút tay ra khỏi dự án phố Tân Long rồi, đúng không? Chu Cường rất khôn ngoan trong việc này, giúp Diệp Phàm hoàn thành trọng trách thí điểm. Đây là chuyện của tỉnh ủy, cha và con cũng không có quyền quyết định. Chu Thiên Minh nói như một cách từ chối khéo léo. Không có quyền quyết định nhưng chú Thiên Minh hoàn toàn có quyền kiến nghị. Không thể ngờ cô gái bên cạnh lại đang nói giúp Chu Cường. Chu Thiên Minh thiếu chút nữa tịt ngòi rồi, mà Diệp Phàm vẫn giả bộ thản nhiên thưởng thức trà. Người này có giả bộ hay không, Chu Thiên Minh nói thầm trong lòng một câu, miệng nói. Chu Cường, có một vài việc không đơn giản như trong tưởng tượng của con. Lấy chuyện của con ra mà nói, gây sức ép lâu như vậy, chẳng phải cũng không có tin tức gì đó sao? Chuyện của thành ủy còn phức tạp hơn. Diệp Phàm thừa hiểu Chu Thiên Minh đang giải thích cho chính mình. Ha ha, trưởng ban Chu quả thật là không dễ dàng, nói cũng là tình hình thực tế. Chúng ta không bàn chuyện của đồng chí Mễ Nguyệt nữa. Diệp Phàm nói xong liếc nhìn Chu Thiên Minh một cái, nói. Chu thiếu gia,
nếu cậu thật sự muốn vào sư đoàn hưởng hổ thì ngày mai đi với tôi. Tôi sẽ sắp xếp thời gian đi với cậu một chuyến. Bí thư Diệp, nghe nói người phụ trách sư đoàn hưởng hổ cũng đã trở về tỉnh thành rồi. Chu Cường nói, tiểu tử này về tỉnh thành rồi cũng không chào hỏi một tiếng. Diệp Phàm có vẻ hơi ngạc nhiên chuyển sang nhìn bố con Chu Gia, cười nói. Xin lỗi, thất lễ rồi. Chẳng qua, lời nói của Diệp Phàm lọt vào tai bố con Chu Gia, trong lòng đúng là đã gợn lên ngọn sóng. Thằng ngốc cũng có thể nghe ra được, quan hệ của vị bí thư Diệp Phàm này với vị sư trưởng kia tuyệt đối không phải bình thường. Bằng không sao lại gọi nhau như vậy. Ha ha, phố Tân Long phải cải tạo rồi. Thành phố đồng lĩnh của các anh tôi đã đi qua mấy lần rồi. Các cái khác đều tốt, chỉ là mặt đường của phố Tân Long kẹp giữa thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố quá nhỏ. Cái này, người sáng suốt vừa nhìn là hiểu chuyện, xem ra là vì dính dáng đến đủ loại nguyên nhân, cho nên vẫn chưa làm xong. Lần này bí thư Diệp Phàm có thể quyết định cải tạo phố Tân Long, đấy là đã làm được một việc tốt vì người dân đồng lĩnh. Công trình cải tạo phố Tân Long vô cùng phức tạp. Mà Mễ Nguyệt với tư cách là phó trưởng ban thư ký thành ủy đi phụ trách công trình này có hơi quá sức. Mặt trận của cô nên là phục vụ lãnh đạo thành ủy mới đúng. Mà với tư cách là một cô gái, có thể gánh vác nổi việc đại sự như cải tạo phố Tân Long này, chứng minh cô ấy là một đồng chí có khả năng gánh vác được trọng trách nặng nề. Đối với đồng chí như vậy sẽ để lại trong mắt lãnh đạo cấp trên sự tin tưởng. Tỉnh ủy chúng ta cũng không thiếu bá nhạc mà. Chu Thiên Minh nói chuyện dường như chẳng liên quan gì tới ông ta. Trên thực tế, Diệp Phàm nghe ra một vài điều từ đó. Cảm ơn sự khẳng định của trưởng ban Chu đối với đồng chí Mễ Nguyệt. Diệp Phàm nói xong liếc mắt nhìn Chu Thiên Minh và Chu Cường một cái, cười nói. Nếu như sư trưởng Tề đã trở về tỉnh thành rồi, tôi hiếm khi có dịp làm thịt ông em này một phen. Lần này không thể bỏ qua cho cậu ta, thứ nhất chúc mừng cậu ta thăng chức. Thứ hai, tối nay tôi chủ trì, mời bố con đồng chí cùng đi ra ngoài ngồi một lát. Đến lúc đó gọi Tề Thiên đến tương bồi là ổn. Dĩ nhiên tôi mời khách, thanh toán là việc của cậu ta, ha ha. Cái này tuyệt đối không được, bí thư Diệp. Nhà chúng tôi ở tỉnh thành, anh tới đây là khách, nên là chúng tôi làm chủ mời khách mới phải. Lúc này trong lời nói của Chu Cường mang chút ý vị cung kính. Bí thư Diệp, anh để cơ hội mời khách này cho Chu Cường nhé, ha ha ha. Chu Thiên Minh cũng cười, hiển nhiên là vì cổ vũ con trai cố gắng rồi. Lưu Tùng Viên là một nơi tiêu phí xa hoa khá nổi tiếng ở thành phố Long Giang tỉnh thành tỉnh Tấn Lĩnh, bên trong trang hoàng theo phong cách riêng. Đương nhiên, giá cả tùy theo cũng vì thế mà dĩ nhiên không thấp. Xe của Diệp Phàm và Bộ trưởng Chu Thiên Bình vừa mới dừng lại, thằng nhãi Tề Thiên này đã sớm canh giữ ở cửa lớn của Lưu Tùng Viên rồi, còn có mấy sĩ quan đi cùng, cơ bản Diệp Phàm đều quen biết. Ở trước mặt Diệp Phàm thằng nhãi này rất có, khí phách, và phong cách. Thằng này mặc quân trang thẳng thớm, vai đeo quân hàm đại tá, nhanh nhẹn bước vài bước lớn đến trước xe giống như một đứa bé. Thằng này khom người kéo cửa ra, miệng cạc cạc cười nói. Không thể tưởng tượng được đại ca đã ở tỉnh thành, sao không nói sớm. Nói cho cậu, tôi đây còn không bi say khướt rồi. Diệp Phàm cười tức giận xuống xe, đầu tiên cho người này một đấm. Sau chỉ vào trưởng ban Chu Thiên Minh đang đi ra từ bên hông chiếc xe Audi, giới thiệu. Vị này chính là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Chu Thiên Minh, bên cạnh là con trai, thiếu tá Chu Cường. Dĩ nhiên, Diệp Phàm và Tề Thiên, thân thiết cũng làm cho trưởng ban Chu vui mừng trong lòng. Tề Thiên cười, tuy nhiên chỉ đưa một tay bắt tay trưởng ban Chu. Cũng bắt tay với Chu Cường, cười nói. Thiếu gia Chu. Hình như chúng ta đã gặp mặt nhau rồi có phải không? Đối với Tề Thiên mà nói trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ở trước mặt cậu ta cũng chỉ chẳng có nghĩa lý gì. Không cùng ngành, quan hệ cũng khác, không thèm để ý đến tâm tình của Chu Thiên Minh. Tôi đã từng đến sư đoàn hưởng hổ của sư trưởng Tề mấy lần, chẳng qua sư trưởng Tề là quý nhân, Chu Cường rất hiếm khi có thể nhìn thấy. Chu Cường vẻ mặt khiêm tốn nói. Ha ha ha, gần đây chỗ tôi rất nhiều việc, rất bận. Tề Thiên cười thản nhiên. Vội cái rắm, vội uống chén rượu lớn đi săn thôi. Trong lòng Chu Cường oán thầm sư trưởng Tề một câu, nhưng miệng lại cười theo mặt. Sư trưởng Tề, bí thư Diệp, chúng ta đi vào thôi chứ. Chu Cường vẻ mặt tươi cười xin chỉ thị. Ha ha, đương nhiên phải đi vào. Tề Thiên cười,
sau đó nói. Thế nhưng, buổi tối tôi mời. Như vậy sao được, đã nói rồi tối tôi mời. Chu Cường trong lòng trầm xuống, nói vội. Cái này, Tề Thiên không nể tình, vậy chuyện của mình có thể sẽ bị hoãn lại một chút rồi. Ha ha, đại ca của tôi ở đây, tôi không mời khách thì không phải tìm đánh sao. Tề Thiên khoát tay, nói. Buổi tối tôi chủ trì. Tiểu tử này lâu không bị ăn đòn, quyết định như vậy đi, buổi tối Tề Thiên tôi mời khách, tuy nhiên để Chu lão đệ thanh toán là được. Diệp Phàm đã mở lời rồi, Tề Thiên cũng không cãi cọ nữa, trong lòng sớm rõ Diệp Phàm đang là mơ thuyết khách. Mà bố con nhà Chu gia trong lòng âm thầm cảm kích đồng thời cũng không khỏi kinh ngạc, không thể tưởng tượng quan hệ của Diệp Phàm với Tề Thiên lại thân mật đến vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Cường càng thêm cung kính Diệp Phàm. Anh ta hiểu, việc của mình phải nhờ vào Diệp Phàm là chủ yếu rồi, Tề Thiên cũng chỉ là thứ yếu thôi. Mấy người nói cười đi vào phòng. Chu Cường khách khí xin chỉ thị gọi món ăn lên, đã uống một hồi rượu, mọi người nói đều là chuyện thú vị. Đại ca, lá tư lệnh của đồng lĩnh các anh rất để tâm. Ngày hôm sau liền sắp xếp người, đích thân xử lý sân huấn luyện hồng khẩu rồi. Thời gian một ngày khôi phục nguyên trạng, hơn nữa nghe nói họ đang mua thiết bị. Tề Thiên cười nói, đồng chí Lã Lâm là một đồng chí tốt, toàn tâm toàn ý trong công việc. Cái sân huấn luyện kia đối với các anh chỉ là cái sân vứt đi, nhưng đối với họ mà nói đó là sân huấn luyện rất tốt. Hơn nữa, tôi cũng nhìn qua rồi, thực ra cũng không tồi. Sửa sang lại thiết bị cũng có thể xem là một cái sân huấn luyện tốt lắm rồi. Đối với dân binh và quân dự bị bộ đội mà nói cũng đủ dùng rồi. Tuy nhiên, nếu những thứ bộ đội các anh không cần đến, ví như vũ khí huấn luyện, cũng cấp cho họ một ít đi. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm, lòng tham anh không đáy hả? Tề Thiên rốt cuộc hét thành tiếng đau lòng. Thấy mặt quả mướp đắng của Tề Thiên, bố con Chu gia cười trộm trong lòng. Không thể tưởng tượng được sư trưởng Tề Thiên hoành tráng như thế ở trước mặt bí thư Diệp Phàm giống như người hầu đáng thương. Xem anh keo kiệt kìa, việc này quyết định như vậy đi. Cho ít thiết bị đi, sư đoàn hưởng hổ các anh giàu có lắm mà. Đừng ở trước mặt tôi giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Diệp Phàm tức giận nói. Chương 2227, mối quan hệ đường hoàng. Nếu không như thế này, tôi đánh tiếng cho Trương tư lệnh của quân khu tỉnh. Cung cấp xuống cho quân phân khu thành phố đồng lĩnh mấy bộ trang thiết bị. Đều là vì địa phương kiến thiết phục vụ có phải hay không? Lúc này, trưởng ban Chu mượn cơ hội ra tay. Cái này, giúp Diệp Phàm cũng là giúp cho chính mình rồi. Vậy thì tốt rồi, cảm ơn. Diệp Phàm khẩn trương nói. Vậy được rồi, trưởng ban Chu cũng mở lời rồi, tôi cũng cho thêm mấy bộ. Tề Thiên bất đắc dĩ nói. Thấy Ngọc Đông và mấy người bên cạnh đang cười trộm, Tề Thiên trừng mắt nhìn họ, tức giận hừ nói. Cười cái rắm, thấy tôi xui xẻo các anh mừng thầm phải không? Nào dám, chúng tôi cảm động vì sự tốt bụng của sư trưởng Tề nên cười. Tham mưu trưởng Ngọc Đông gượng cười. Tốt bụng cái rắm, tôi đâu có tốt như vậy, đây là bị đại ca ép. Tề Thiên thẳng thắn nói. Được rồi, tôi biết cậu cũng đang ép tôi. Diệp Phàm khoát tay, tức giận. Tôi nào dám, đại ca, anh thử nói xem tôi đã ép anh cái gì rồi. Tề Thiên giả vẻ oan ức. Tuy nhiên, đám người Ngọc Đông cũng rất tò mò. Họ quả thực không nhìn ra Tề Thiên, ép, bí thư Diệp Phàm ở chỗ nào. Không ép, vậy cũng tốt. Trong lòng tôi thoải mái rồi. Diệp Phàm nắm lấy cơ hội xuống dốc, Tề Thiên vừa nghe thấy, thủ không được vội nói. Đại ca, không phải vậy đúng không? Không phải vậy thì cậu muốn thế nào? Diệp Phàm mỉm cười hỏi. Dù thế nào cũng phải bỏ ra chút ít có phải không? Hơn nữa cấp trên của anh là người tài ba, chuẩn bị ít trang thiết bị dễ như chơi ấy mà. Tề Thiên cười nói. Cuối cùng cũng rõ rồi. Xem ra bí thư Diệp có người làm quan to trong quân đội. Hơn nữa còn cai quản trang thiết bị. Trong khoảng thời gian ngắn mấy sĩ quan trong lòng cũng nổi dậy sự tò mò. Tìm xem trong tổng bộ trang thiết bị có vị đại thần họ Diệp nào hay không. Được rồi tiểu tử, 20 triệu có đủ không? Diệp Phàm tức giận nói. Đám người Chu Thiên Minh giật mình, dường như 20 triệu trang thiết bị phun ra từ miệng Diệp Phàm như một trò đùa thư giãn. Người này rốt cuộc có vị nào, tai to mặt lớn, ở tổng bộ trang thiết bị bao che đây? Mỗi 20 triệu, ít cũng phải 200 triệu có phải không? Tề Thiên thật là mở to miệng sư tử rồi.
Diệp Phàm cũng không nói gì quay đầu nhìn chằm chằm tên tiểu tử này. Tề Thiên bị nhìn chăm chú trong lòng có chút sợ hãi. Cuối cùng gãi đầu nói. Vậy 20 triệu, 30 triệu thì sao? Diệp Phàm đột nhiên cười quỷ quái. Tề Thiên trong lòng có chút nghi ngờ, hỏi. Anh từ khi nào lại tốt như vậy, xem ra 10 triệu này không hề dễ lấy. Ngoài ra có một điều kiện nhỏ. Diệp Phàm cười thần bí. Nói. Lời này của Tề Thiên nặn ra từ kẽ răng, thằng này mặt tuy là nói cười đấy, nhưng có vẻ như hơn cả khóc, cũng chẳng tiện đi đâu. Chu Cường là một nhân tài, anh ta tốt nghiệp Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh, là nhân tài về phương diện tin tức. Cậu tiến cử anh ta vào sư đoàn hưởng hổ là được rồi. Còn nữa, Chu Cường là thiếu tá, đến lúc đó cậu xem vị trí nào thích hợp một chút thì tiến cử vào vị trí đó. Diệp Phàm trực tiếp ra lệnh. Bố con Chu Gia âm thầm cảm kích. Không ngờ bí thư Diệp lại có thể nói trắng ra như vậy. Bọn họ trong lòng đã nghĩ kỹ trăm ngàn biện pháp, cái này cũng vô dụng, bởi họ không rõ quan hệ giữa Diệp Phàm và Tề Thiên. Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ thủ trưởng đề ra. Tề Thiên đột nhiên thái độ kiên quyết nói. Trong lòng cậu ta cũng đã thư giãn một chút, hiểu được nhiệm vụ cu ả Diệp Phàm đưa ra không hề khó. Cậu ta chuyển sang nhìn Chu Cường, nói. Chuyên làm về tin tức cũng không tốt lắm. Chu Cường anh còn biết cái gì nữa không? Thật ra thì tôi làm tin tức bên Tàng Tây chỉ là nghiệp dư thôi. Bình thường huấn luyện binh sĩ, đi tuần, toàn bộ đều biết. Hơn nữa, bên Tàng Tây vô cùng lạnh, môi trường đất tuyết loại này gây khó khăn về phương diện tập luyện của binh lính. Tôi còn mò mẫm ra một môn mới. Tuy nhiên, những thứ này ở trước mặt sư trưởng Tề không thể trở nên thanh nhã. Chu Cường cũng không khoe khoang nữa, vẫn rất khiêm tốn nói. Vậy là tốt rồi. Tề Thiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mọi người đều sợ hãi nhìn anh ta. Anh ta có chút giống phong cách của Tề Đại Pháo. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột sẽ đào thành động thôi. Thật ngại, thất lễ rồi. Tề Thiên có chút xấu hổ nói, nhìn Ngọc Đông một cái, nói. Tham mưu Ngọc, tiểu đoàn trưởng nhị doanh đoàn một sư đoàn chúng ta chẳng phải điều lên rồi sao? Tôi thấy đồng chí Chu Cường cũng không tồi. Hơn nữa đồng chí Chu Cường cũng đến chỗ chúng ta nhiều lần rồi. Với nhân tài chuyên về tin tức chúng ta hẳn phải tiến cử rồi. Một chuyên gia tin tức đến doanh trại, không chừng còn có thể tạo ra cả một doanh trại toàn lính về tin tức. Ừ, không tồi, cách nghĩ rất hay của sư trưởng. Ngọc Đông lập tức tỏ thái độ nói. Đương nhiên việc này đã quyết định như vậy rồi. Về phần thủ tục nhận rồi xử lý các thứ, Tề Thiên đương nhiên sẽ giải quyết. Đúng lúc này. Nhân viên phục vụ vừa vặn mở cửa bưng thức ăn vào. Diệp Phàm nhìn ra ngoài, lập tức đứng lên đi ra, vẻ mặt nhiệt tình gọi. Tỉnh trưởng Tề cũng ở đây sao? Ừ, sao cậu lại ở đây? Tề Chấn Đào cũng hơi ngạc nhiên sau khi nhìn vào bên trong, hừ nói. Quái, tiểu tử này quay về rồi, sao còn chưa về nhà, đến chỗ nào điên khùng rồi? Bố, cái này, ha ha, con vẫn chưa báo về nhà. Lần này có chút việc bên ngoài nên chậm trễ. Tề Thiên vẻ mặt xấu hổ đi tới. Chu Thiên Minh vừa nghe thấy vội vàng đi ra. Tuy nhiên đối với việc Tề Thiên gọi chủ tịch tỉnh Tề Chấn Đào là bố, trong lòng bố con Chu gia đã khơi lên ngọn sóng rồi. Căn bản lúc trước bọn họ đúng thật là không hiểu được quan hệ của Tề Thiên với Tề Chấn Đào. Bởi Tề Thiên sau khi đến Tấn Lĩnh rất khiêm tốn, không mấy người biết được mối quan hệ của cha con Tề Chấn Đào. Chủ tịch tỉnh Tề lại đây ngồi cùng một lát. Diệp Phàm nhiệt tình mời. Các cậu ngồi đi, tôi chạm một chén với Bộ trưởng Chu, tôi ở bên kia. Hôm nay có vài vị khách trong tỉnh đến, tôi không đi được. Tề Chấn Đào nói với vài cán bộ đi cùng. Các anh đi trước đi lát nữa tôi qua. Tề Chấn Đào chạm cốc với Chu Thiên Minh và Diệp Phàm, sau lại thêm một chén coi như là uống cùng mọi người, sau đó đi khỏi. Cơm no rượu say. Lúc cáo biệt bố con Chu ra. Bộ trưởng Chu nhiệt tình kéo tay Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, đồng chí Mễ Nguyệt quả là nhân tài, anh lại thêm trọng trách rồi. Với đồng chí có năng lực như vậy chúng ta không thể lãng phí. Tôi sớm đã tăng thêm trọng trách cho cô ấy rồi, hy vọng tỉnh ủy cũng cho cô ấy thêm chút trách nhiệm. Diệp Phàm cũng không vòng vo, rõ ràng trực tiếp đề nghị. Tỉnh ủy sẽ xem xét. Chu Thiên Minh nói xong câu này, tiến vào trong xe rồi đi. Sau đó Tề Thiên lên lái xe, Diệp Phàm ngồi bên cạnh. Thế nào, hôm nay diễn màn này không tồi.
Tề Thiên cười khan một tiếng. Không thể tưởng tượng chú Tề cũng thành diễn viên từ lúc nào rồi. Diệp Phàm cũng cười nói. Bởi vì sự việc ngẫu nhiên chạm trán Tề Thiên Đào vừa rồi, thực ra Diệp Phàm một tay sắp đặt. Tuy nói Chu Thiên Minh và Tề Chấn Đào không cùng một phe phái. Nhưng sau này Chu Cường làm việc dưới tay của Tề Thiên rồi thì Chu Thiên Minh sẽ biết được mối quan hệ của Tề Chấn Đào và Tề Thiên. Cứ như vậy, ở một số thời điểm, Chu Thiên Minh cũng phải trả chút tình nghĩa. Hơn nữa khi cùng gặp khó khăn, hai người Tề, Chu có thể tạm thời liên kết. Xã hội bây giờ ai chẳng biết diễn, chỉ là có diễn hay không mà thôi. Đại ca không phát hiện ra, đặc biệt là người trong thể chế, mỗi người đều đeo một mặt nạ, sống thật sự là khổ. Cho nên tôi mới không thích đến chính phủ lăn lộn, quá khó chịu. Vẫn là quân đội tốt, uống chén rượu lớn, ăn bát thịt to. Gặp nhiều chiến hữu thân thiết. Tề Thiên thở dài. Việc của Chu Cường cậu phải giải quyết cẩn thận, tiểu tử nhà cậu cũng đừng có khoe khoang. Trong giới quân đội, đạo tặc cũng không ít, chỉ có điều cậu vận khí tốt chút thôi. Bằng không mình gặp nạn rồi khóc cũng không kịp. Diệp Phàm giải thích. Cái đó dễ dàng, kỳ thật thủ tục điều chuyển của anh ta đã sớm xử lý xong rồi. Hiện tại thủ tục tạm thời để ở quân khu tỉnh, chỉ có điều nhất thời chưa tìm được nơi tốt tiếp nhận anh ta thôi. Anh ta vẫn luôn muốn đến sư đoàn hưởng hộ, em vẫn chưa chấp nhận. Tề Thiên nói, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Đại ca, Ngọc Xuân Phong gần đây biểu hiện thế nào? Cũng được, trong cuộc họp thường ủy cũng chẳng hiểu sao ủng hộ tôi. Người này như thế nào cậu đã điều tra rõ chưa? Diệp Phàm hỏi. Trước kia quan hệ của ông ta với bí thư Trương Hồng Đông rất tốt, tuy nhiên hai người họ cũng không cùng hệ thống. Tôi đoán ông ta nhất thời chưa hạ mặt được, cứ cho ông ta một thời gian ngắn, cộng thêm Ngọc Đông ở bên nhiệt tình tác động. Xem ra không lâu nữa sẽ tiếp cận đại ca. Tề Thiên nói. Cũng tốt, việc này không gấp được. Diệp Phàm gật đầu ngẫm nghĩ một lúc, nói. Cục trưởng công an thành phố Đồng Lĩnh, cậu biết người này không? Diệp Phàm nói. Người này luôn hống hách, nghe nói còn không nịnh bợ bí thư đảng ủy công an Chỉ Hạo Cường. Nghe nói hai người cũng không cùng hệ thống, Đồng Quân Phong là người của Cao Thành. Tuy nhiên, tôi cũng đã nghe rất nhiều điều xảo trá của những người này. Cái gì mà ô dù bảo vệ của thế lực đen tối? Đương nhiên, những cái này tôi từ nghe từ đám Ngọc Đông. Cụ thể như thế nào tôi không rõ lắm. Tề Thiên nói. Nghĩ một cách xử lý anh ta, tôi cần đổi một người của mình lên. Diệp Phàm hừ nói. Đại ca có chứng cớ hay không? Tề Thiên hỏi. Chứng cứ có, bằng này có thể khiến anh ta ngồi tù. Nhưng việc đấy tạm thời không thể để lộ ra ngoài. Cho nên vô dụng, tôi cần chứng cứ ở phương diện khác, trước tiên loại bỏ anh ta để điều người thay thế, sau đó mới điều tra việc kia. Diệp Phàm nói. Trương Hùng không phải ở Bộ An ninh Quốc gia sao, chỉ bằng bắt đầu từ đây. Tề Thiên cười nói. Ý của cậu là vu cáo. Diệp Phàm nói. Không tới mức vu cáo. Dù sao người này cũng phải chết, không sớm thì muộn. Chúng ta phải lập tức nắm lấy anh ta, chỉ có thể bắt đầu từ đó là nhanh nhất. Đây là một con đường tắt, chúng ta vì đảng, vì nhân dân mà làm việc, không tính là chuyện xấu. Tề Thiên cười nói. Gặp hạn. Diệp Phàm nắm chặt nắm tay nói. Tuần thứ hai, ngày 2, tháng 11. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Liễu Hân đã dẫn theo vài đồng nghiệp đến thành phố Đồng Lĩnh rồi. Mễ Nguyệt cuối cùng cũng được thăng chức. Chương 2228, lời mời của Mễ Nguyệt. Buổi tối, bữa tiệc kết thúc cũng đã là 11 giờ rồi. Diệp Phàm bỗng nhấn được điện thoại của Mễ Nguyệt, nói. Bí thư Diệp, có thể gặp chút không? Ha ha, cô chưa say à? Diệp Phàm cười nói. Say choáng choáng rồi, vừa rồi tôi không khống chế được. Hơn nữa, tôi là phụ nữ, mọi người dù sao cũng phải chiếu cố mà. Có đúng không? Mễ Nguyệt cười nói. Muộn thế này rồi, cô nên nghỉ ngơi đi. Diệp Phàm nói. Huyện Ngư Tử có một cái ao đỏ, có rất nhiều chất khoáng có lợi cho cơ thể. Rất đặc biệt, một người họ hàng của tôi ở bên đó, bí thư Diệp có muốn đi xem một chút không? Mễ Nguyệt cười nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm cảm giác được giờ phút này sắc mặt cô đang đỏ bừng cho mà coi. Đã muộn thế này rồi. Huyện Ngư Tử cách chúng ta cũng tầm 2 giờ đi xe. Diệp Phàm có chút do dự, bởi vì hắn không muốn lại gây ra một khoản nợ phong lưu nào nữa. Huống hồ, ở thành phố đang có một số người đang ganh ghét với mình.
Vốn Mễ Nguyệt ngồi trên ghế trưởng ban thư ký thành ủy, người ta cũng đã không thoải mái rồi. Nếu lúc này để cho những kẻ ganh ghét kia thấy chuyện này nữa thì có lẽ sẽ phiền phức to. Nếu sợ thì thôi, tôi cũng không có ý gì khác đâu. Giọng nói Mễ Nguyệt có chút lạnh, cô có cảm giác mình bị coi thường. Sợ cái gì, đi, tôi lái xe đến đón cô cứ ở đấy đợi là được. Diệp Phàm cũng có chút giận, cảm giác dạo này mình mềm đi nhiều rồi. Từ khi đảm nhiệm chức phụ bí thư này, thì những cái khiến mình lo lắng nhiều quá, không thoải mái chút nào. Không lâu sau, Diệp Phàm lái chiếc xe quân dụng của Tề Thiên đón Mễ Nguyệt, rồi chạy thẳng đến huyện Ngư Tử. Chiếc xe Jeep này của anh cũng không tệ nhỉ, chẳng khác là bao so với xe Jeep quân dụng xịn. Mễ Nguyệt ngồi bên ghế phụ cười nói. Vốn chiếc xe này là xe xịn, hơn nữa đẳng cấp cao hơn nữa là đằng khác. Diệp Phàm trong lòng cười thầm một tiếng, miệng nói. Ha ha, đây là do đám bạn cải trang thành xe quân sự đấy. Tôi cũng chỉ mượn về, thực ra đây là bản nhái thôi. Xe của chú lão cũng chẳng được bằng xe này của anh. Mễ Nguyệt có chút nghi ngờ nói. Đó là điều đương nhiên, đây là xe của thủ trưởng sư đoàn Hưởng Hổ. Lã Lâm là cái gì chứ? Diệp Phàm nghĩ thầm trong bụng, miệng vẫn khiêm tốn nói. Tiền cải trang của xe này là mấy trăm ngàn, tất cả đều theo tiêu chuẩn của xe quân đội. Cho nên đương nhiên là giống rồi. Thật là giàu nhỉ. Mễ Nguyệt không khỏi, rung động, bộ ngực cao ngất cũng rung lên vài cái. Ánh mắt của Diệp Phàm vô tình lướt qua. Phát hiện, tối nay Mễ Nguyệt mặc một chiếc áo choàng màu xanh không dày lắm. Bên trong là một chiếc áo lông mỏng, dường như có thể nhìn thấy cả chiếc bra bên trong. Tuy nhiên, Diệp Phàm thi triển đôi mắt chim ưng, thiếu chút nữa vì thất thần mà khiến tay lái quẹo vào vách núi. Bởi vì, Mễ Nguyệt tối nay lại không hề mặc bra. Hai đỉnh núi cứ thấp thoáng qua chiếc áo lông mỏng dính kia. Đương nhiên, đây là Diệp Phàm dùng đôi mắt chim ưng quan sát, chứ người bình thường nhất là dưới ánh trăng mờ ảo này thì rất khó quan sát được điều này. Phỏng chừng Mễ Nguyệt cũng tính sai rồi, cho rằng chẳng có ai nhìn thấy, không nghĩ tới là có loại động vật biến thái như Diệp Phàm. Bí thư Diệp, anh lái cẩn thận chút, đường này khó đi lắm đấy. Mễ Nguyệt nói, dường như cô cũng cảm giác được điều gì đó. Phụ nữ đều rất nhạy cảm, sắc mặt cô cũng đỏ dần. Không biết là vì chút rượu lúc tối hay là đã cảm nhận được điều gì. Hai, mỹ nữ ở bên cạnh, muốn tập trung cũng khó. Diệp Phàm thở dài, nói, làm cho Mễ Nguyệt cười khanh khách. Dưới ánh măng mờ ảo, bộ ngực được thả rông kia không khỏi khiến Diệp Phàm thấy nhộn nhạo trong lòng. 2 giờ sau, xe đã đi đến huyện Ngư Tử, trời cũng vừa lúc rạng sáng rồi. Ao nước đỏ nằm ở một khe núi, hai ngọn núi bên cạnh được trồng rất nhiều cây ăn quả. Tuy nhiên lại không có dấu hiệu gì là có người cả. Tôi có một người bà con xa nhận thầy ở đây, bể nước đỏ này cũng nằm trong phạm vi thầu. Hiện tại hoa quả đã được thu hoạch rồi nên chú tôi cũng không ở đây nữa. Bình thường khi còn quả thì ông ở một chiếc lều cỏ để trông. Mễ Nguyệt nói. Hai người vừa xuống xe vừa đi vừa nói, không lâu sau đã đi đến bể nước đỏ. Không thể tưởng tượng được là suối nước nóng. Diệp Phàm nhìn ao nước đỏ cười nói. Cái bể này cũng không lớn, chiều rộng cũng chừng 40 mét. Nước là từ trong vách đã chảy ra. Toàn bộ đá núi đều hiện lên màu đỏ, không biết là do khoáng vật gì tạo thành. Tuy nhiên, tôi cũng đã đến đây tắm vài lần rồi. Phát hiện nước đỏ này không ngờ có thể sát trùng, hết ngứa được. Cho nên, hàng năm đều đến tắm vài lần. Hơn nữa, mặc dù là mùa đông, nhưng nước cũng không lạnh, mà ấm vừa phải. Mễ Nguyệt nói. Tôi sang bãi cỏ kia thay quần áo. Mễ Nguyệt nói xong liền chạy sang bãi cỏ bên cạnh. Diệp Phàm quan sát quanh một lượt rồi cũng cởi quần áo, chỉ giữ lại mỗi chiếc quần đùi, chuẩn bị xuống nước đùa nghịch một phen. Đã lâu rồi không đến luyện công ở Hàn Đàm. Diệp Phàm cũng có chút hoài niệm những ngày luyện công cùng với Tuyết Hồng ở đây. Miệng lẩm bẩm rằng không biết cô bé đó có ở cùng Kiều Viên Viên không. A! À, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Khiến cho Diệp Phàm đang ở dưới nước cũng cảm thấy hoảng sợ. Lập tức thi triển ưng hổ công, chỉ vài giây sau đã đến bãi cỏ ca. Phát hiện chiếc đèn pin của Mễ Nguyệt đã rơi xuống đấy. Còn Mễ Nguyệt thì sợ hãi đến mức ngã xuống bãi cỏ. Thấy Diệp Phàm đến, Mễ Nguyệt lập tức nhào tới, chỉ sang bên cạnh nói. Rắn, rắn. Diệp Phàm lập tức cảm nhận được áp lực của bộ nhực căng đầy, mới phát hiện Mễ Nguyệt đã mặc quần áo tắm rồi.
Tuy nhiên, bộ quần áo này ngực hơi thấp, cho nên bộ ngực căng tròn kia thoải mái mà, lộ thiên. Trời lạnh thế này còn có rắn gì chứ? Chúng nó đi ngủ đông hết rồi. Diệp Phàm có chút nghi ngờ nhìn, sau đó cười cười chỉ xuống dưới đất nói. Chỉ là một đầu dây thừng cũng làm cho trưởng ban thư ký Mễ Nguyệt sợ hãi đến mức này sao? Ha ha! Mễ Nguyệt nhìn xuống đấy, đúng là một đầu dây thừng thật. Vừa rồi bị dọa cho đến hồ đồ rồi. Cô mặt đỏ, ngượng ngùng muốn rời khỏi thân mình Diệp Phàm. Tuy nhiên, phát hiện chân mình như bị mềm đi. Tôi bế cô xuống nước nhé. Diệp Phàm thử một chút, ánh mắt rất trong sáng. Chân này cũng có chút mềm rồi, phải nghỉ ngơi thì mới có thể hồi phục được. Tôi sợ không kịp mất. Mễ Nguyệt lấy cớ để đồng ý cho Diệp Phàm bế xuống nước. Diệp Phàm cũng không nói gì nữa, liền đưa tay ra bế lấy cô. Mễ Nguyệt cũng quàng hai tay lên cổ hắn, cặp mông gợi cảm kia theo bước đi của Diệp Phàm mà chạm vào chỗ nhạy cảm của hắn. Không lâu sau, Mễ Nguyệt luôn có cảm giác rằng có vật gì đó cứng cứng chạm vào mông mình. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, nghĩ một cái là hiểu liền. Lập tức, sắc mặt cô bừng đỏ. Còn Diệp Phàm thì cũng chẳng khá hơn, hắn cũng thấy ngượng chín mặt, cái vật kia đúng lúc không nên cứng lại cứng ngắc như vậy. Hắn khẩn trương thi triển ưng hổ công, vài bước đã đi đến bể nước đỏ, sau đó vội đặt Mễ Nguyệt xuống một bên. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, độ nóng của bể nước này vừa phải. Nhúng tay xuống, hắn không khỏi giật mình. Chẳng lẽ dưới bể nước đỏ này cũng có một số chất đặc biệt hỗ trợ việc luyện công hay sao? Diệp Phàm giật mình. Lập tức quan sát cái bể, hắn âm thầm vận khí, cảm giác khí lực lưu chuyển nhanh hơn. Mễ Nguyệt nằm nghiêng dưới bể, thỉnh thoảng lại nhìn Diệp Phàm một cái. Phát hiện dường như hắn chẳng có chút hứng thú nào với mình thì phải. Tuy rằng Mễ Nguyệt là một phụ nữ đứng đắn, nhưng cũng có ngạo khí của mình. Thấy đàn ông chẳng thèm để ý, sao có thể thoải mái được. Mễ Nguyệt khẽ dậm chân xuống, không cẩn thận chạm đúng vào chân Diệp Phàm. Mễ Nguyệt ngượng ngùng rút chân về. Diệp Phàm như một phản xạ có điều kiện liền giơ tay chụp tới. Cái này cũng không phải là Diệp Phàm cố ý, chỉ là một phản ứng tự nhiên của người luyện võ mà thôi. Tuy nhiên, vì Diệp Phàm đang chú tâm quan sát chiếc bể, cho nên cũng thuận tay mò lên. Không cẩn thận chúng đúng đùi Mễ Nguyệt, khiến cô sợ hãi muốn rút chân khỏi bàn tay ma quái của Diệp Phàm. Tuy nhiên, thấy đối tượng, công kích, mình muốn chạy. Diệp Phàm thuận tay trượt lên trên, tốc độ đó. Một người bình thường như Mễ Nguyệt làm sao phản ứng kịp. Lần này, cô kêu lên một tiếng. Tiếng kêu đó, tuy có chút gì đó e lệ, nhưng cũng không to lắm. Tuy nhiên, lại đánh thức được Diệp Phàm khỏi cảm giác khi quan sát hiện tượng kỳ lạ của bể nước. Hắn thấy vậy, lập tức mặt đỏ bừng vì ngượng. Vừa rồi phản ứng tự nhiên không ngờ mò lên đùi người ta. Hắn vội rút tay trở về, miệng nói. Xin lỗi cô, vừa rồi tôi thất thần nên... Không phải tôi cố ý đâu. Những chuyện thế này, càng giải thích thì càng khiến người ta không tin. Quả nhiên, Mễ Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, hừ nói. Không phải cố ý sao lại mò lên như vậy. Mễ Nguyệt cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, nói ra lời này, lập tức mặt càng đỏ hơn. Hai người đều không nói gì nữa, chỉ nằm nghiêng ngắm trăng mà thôi. Mễ Nguyệt, cô nói xem, làm quan có khó không? Diệp Phàm hỏi. Chương 2229, bắt cục trưởng cục công an. Thật ra, không phải chỉ làm quan khó, mà làm cái gì cũng khó hết. Làm kinh doanh không khổ sao? Tuyệt đối là khổ, ngày nào cũng đều phải xuất hàng nhập hàng gì đó. Nếu không có ai mua thì cũng phiền. Cho nên, cả đời người đều phải trôi qua trong cái phiền cả. Chẳng qua là mình suy nghĩ thế nào mà thôi. Nếu như cả đời mà chẳng làm cái gì cũng buồn, đúng không? Tôi còn thích cái gì đó mang tính thử thách một chút. Tin rằng, anh cũng có tâm tư này đúng không, bằng không anh chỉ là một cán bộ bình thường. Tôi thấy anh không hề giống, anh cũng được coi là một quan viên chính nghĩa, kiệt xuất. Mễ Nguyệt nửa thật nửa đùa nói. Cô đang gạt tôi. Diệp Phàm cười nói, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua bộ ngực cao ngất kia. Mễ Nguyệt nửa người nằm trên nước, mà bộ ngực thì toàn lộ ra ngoài. Hơn nữa, vì bị ướt. Cho nên đồ tắm càng dính chặt bao người. Và lại, chiếc áo cổ thấp cho nên bộ ngực kia gần như lõa lổ ra bên ngoài. Khe ngực sâu hút kia thật khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Tôi có thể gạt được bí thư Diệp thì đúng là có bản lĩnh rồi. Mễ Nguyệt cười phá lên.
Ở đây thật sự yên tĩnh và trong lành. Hơn nữa, bộ ngực theo tiếng cười mà rung lắc mạnh hơn. Ha ha! Diệp Phàm đột nhiên cười lớn, khiến cho Mễ Nguyệt lơ đãng. Ánh mắt cũng có chút kỳ lạ liếc qua người hắn. Diệp Phàm vì là người luyện võ, nên cơ thể cũng tương đối hoàn mỹ. Tuy không được như các vận động viên thể hình, nhưng cơ thể lại rất rắn chắc. 9 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 11. Cục trưởng Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh Đồng Quân Phong đang triệu tập hội nghị bộ máy đảng ủy. Lúc này, điện thoại vang lên, vừa mới nhấc máy lên, đã biết ngay là bí thư đảng ủy công an thành phố Chỉ Hạo Cường gọi đến, yêu cầu tới ngay văn phòng đảng ủy công an, có việc gấp. Cục trưởng Đồng cũng không nghi ngờ gì, liền giao cho phó cục trưởng chủ trì hội nghị rồi đi thẳng đến văn phòng đảng ủy công an. Tuy nhiên, vừa mới đến liền phát hiện trong văn phòng của bí thư chỉ còn có hai người trung niên, mặc bộ tây phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc ngồi một bên. Ông là Đồng Quân Phong, cục trưởng Cục Công an thành phố đúng không? Một người trung niên liếc nhìn Đồng Quân Phong một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, các anh là... Cục trưởng Đồng có chút nghi ngờ hỏi, ông cảm thấy điều gì đó khác thường ở đây? Tôi là Tống Thành, ở Cục An ninh thành phố. Đây là giấy chứng nhận của tôi. Mời anh đi cùng với chúng tôi. Tống Thành vừa nói vừa đưa giấy chứng nhận ra. An ninh quốc gia ư, có ý gì vậy? Đồng Quân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tống Thành nói. Đồng Quân Phong là cục trưởng Cục Công an, đương nhiên hiểu được sự đáng sợ của ngành an ninh quốc gia này. Đây là ngành mà bình thường không hiện thân, bất lộ thủy. Tuy nhiên, chỉ cần khiến họ nhớ đến thì không chết cũng bị lột ra. Đồng Quân Phong, anh bị gọi đến để xét hỏi. Đừng có rông dài nữa, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Đi thôi, nếu không chúng tôi phải còng tay đấy. Tống Thành vẻ mặt nghiêm túc nói. Bí thư Trì, đây là ý gì vậy? Tôi muốn gặp lãnh đạo thành ủy để phản ứng việc này. Tôi là cục trưởng Cục Công an thành phố. Bọn họ không thể nói muốn đưa người đi mà tôi không có quyền khiếu nại được. Đồng Quân Phong kích động, môi run run nói. Ông ta đương nhiên không muốn đi theo hai người này rồi, đến đó phỏng chừng sẽ không còn đường về. Việc này tôi đã báo cáo với Bí thư Diệp rồi. Bí thư Diệp có chỉ thị, gọi ông đến Cục An ninh Quốc gia để phối hợp điều tra. Người ngay sẽ rõ người ngay, kẻ gian sẽ rõ kẻ gian. Đồng chí Quân Phong, tự giải quyết đi. Chỉ Hạo Cường đã mở cờ trong bụng rồi, tuy nhiên, bề ngoài vẫn tỏ ra vẻ thỏ chết cào thương. Tôi muốn gặp Chủ tịch thành phố Cao. Đồng Quân Phong sắc mặt xanh như tàu lá chuối, hô lớn. Chủ tịch thành phố Cao cũng có chỉ thị là, xử lý theo lệnh Bí thư Diệp. Chỉ Hạo Cường vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồng Quân Phong lập tức thất vọng, sắc mặt lúc này trở nên xám ngắt. Đành phải đi theo Tống Thành. Đồng Quân Phong hiểu rằng, mình đã trở thành đồ bỏ đi của Cao Thành. Đời này, coi như là chấm hết rồi. 9 giờ sáng hôm sau, trong phòng hội nghị của thành ủy, khói thuốc nghi ngút. 13 thường ủy viên đều có mặt, lúc này đang thì thầm to nhỏ. Bỗng một tiếng loảng xoảng vang lên. Là tiếng vỡ của chén trà. Đây chính là tật xấu của Diệp Phàm. Mọi người thấy vậy nên cũng hiểu ý mà yên tĩnh trở lại. Chuyện xảy ra ngày hôm qua chắc mọi người đều biết cả rồi. Đây quả thực là chuyện hoang đường. Đường đường là cục trưởng cục công an của thành phố chúng ta mà lại đi do dám bí mật nhà nước. Là một ủy viên thành ủy Đồng Lĩnh. Là người phụ trách của một trong những bộ phận sức mạnh của thành phố, tại sao lại đi làm những chuyện hại nước hại dân như vậy chứ? Đây là bại hoại, không thể tha thứ được. Diệp Phàm nói dõng dạc, sau đó hắn vỗ bàn một cái. Dường như hắn cũng đã tin là Đồng Quân Phong làm chuyện này thật. Thực ra, chuyện này hắn sai một mình Tề Thiên làm. Đem một tấm bản đồ quân sự nhét vào nhà Đồng Quân Phong. Rồi sau đó đi điều tra. Khi Đồng Quân Phong còn chưa hiểu gì thì mời vào Cục An ninh Quốc gia. Vốn việc này sau khi điều tra, Đồng Quân Phong thật sự không làm thì cũng chẳng việc gì. Tuy nhiên không lâu sau việc này sẽ bị Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trương Hùng chú ý đến. Vì vậy, đồng chí Quân Phong không chết cũng chết, muốn ra được thì là chuyện không tưởng. Đương nhiên, Đồng Quân Phong nên vào đại lao từ lâu rồi. Chỉ bằng dựa vào tài liệu trong tay mà đưa y vào ngục đi. Chẳng qua tạm thời không được đánh rắn động cỏ, Diệp Phàm phải thực hiện kế hoạch của mình, cho nên mới nghĩ ra cách để tống tên này vào ngục rồi tính sau. Hơn nữa, việc của ngành an ninh quốc gia là cơ mật. Ngay cả chủ tịch thành phố Cao Thành muốn nhúng tay vào cứu Đồng Quân Phong cũng chẳng dám.
nếu như là công an bắt thì Cao Thành còn dám ra tay cứu. Nhưng còn bên an ninh kia thì ông ta cũng chẳng dại mà nhúng tay vào làm gì. Việc đóng quân an toàn đối với nhân dân đồng lĩnh chúng ta mà nói là một chuyện lớn. Quốc gia tín nhiệm đồng lĩnh chúng ta mới đem sư đoàn trọng yếu như vậy đóng ở đây. Việc này nhất định sẽ bị đăng lên mặt báo. Đến lúc đó, lãnh đạo cấp trên sẽ nghĩ như thế nào? Phải biết rằng, làm chuyện này lại là cục trưởng cục công an thành phố. Chẳng những làm tổn thương đến những đồng chí đóng quân ở đây, mà còn làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân. Nếu như làm liên lụy đến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng ta thì không biết hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào. Loại con sâu làm dầu nồi canh, bán nước hại dân này phải bị nghiêm trị. Tôi đề nghị thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố lập tức hành động, đầu tiên là khai trừ đồng quân phong ra khỏi đảng, và cắt hết mọi chức vụ của ông ta. Còn về ngành an ninh quốc gia xử lý thế nào thì chúng ta không có quyền can thiệp. Nhưng chúng ta có thể yêu cầu họ nhất định phải nghiêm trị trường hợp này. Tuyệt đối không vì ông ta là ủy viên thành ủy, cục trưởng cục công an mà lại ưu tiên được. Không ngờ bí thư đảng quần chúng Khổng Đoan là người thứ hai lên tiếng, ngôn từ sắc bén vô cùng. Diệp Phàm trong lòng không khỏi buồn cười, biết lão già này không yên lòng, tự nhiên làm chuyện rơi xuống giếng ném thêm đá mà thôi. Quả nhiên, người thứ ba lên tiếng là chiến hữu của Khổng Đoan, phó chủ tịch thường trực thành phố Tất Vân Lý. Tôi hoàn toàn đồng ý với chỉ thị của bí thư Diệp và bí thư Khổng. Phải nghiêm trị thành phần hại dân hại nước này. Hơn nữa, công tác ở cục công an thành phố cực kỳ phức tạp. Chúng ta không thể thấy cục công an như vậy mà không động viên, trấn an cán bộ được. Để ổn định tình hình, thì không thể thiếu được một người đứng đầu tốt được. Vì thế, tôi đề nghị để đồng chí Trì Hạo Cường kiêm nhiệm chức cục trưởng cục công an thành phố này. Đồng chí Trì Hạo Cường tôi không nói thì chắc các đồng chí cũng biết rõ rồi. Hơn nữa, để một bí thư đảng ủy công an kiêm nhiệm chức cục trưởng công an cũng là chuyện bình thường. Cục công an không thể một ngày mà không có người đứng đầu được. Tôi thấy phó chủ tịch Tất nói đúng lắm, tôi hoàn toàn đồng ý. Khổng Đoan nói. Hai, thực ra, lão đồng công tác cũng rất tích cực. Công tác ở mảng công an này cũng mấy chục năm rồi. Trước kia ông ấy cũng phối hợp công tác với tôi. Chúng tôi đã chấn chỉnh ngay ngắn cục công an. Chỉ có điều sai một ly là đi một dặm, vì sao ông ấy lại làm thế chứ? Các đồng chí, chúng ta nhất định phải rung một hồi chuông cảnh báo. Tôi nghĩ, các mặt của ngành công an phải được nắm chặt chẽ. Đối với đề nghị của Phó Chủ tịch Tất tôi cũng rất là mong đợi. Tuy nhiên, nếu có đồng chí có năng lực hơn đảm nhiệm chức vụ này, thì tôi tán thành cả hai tay. Công tác của Đảng ủy Công an thành phố cũng rất phức tạp. Trì Hạo Cường còn giả bộ mèo khóc chuột một hồi, cuối cùng lại giả bộ khiêm tốn một chút. Diệp Phàm còn chưa tỏ thái độ, ông ta đâu dám vơ về mình chứ. Nếu bí thư chỉ cảm thấy công việc ở Đảng ủy Công an thành phố phức tạp rồi, thì tôi e là đồng chí Hạo Cường đến lúc đó sẽ bận rộn quá mà sơ sót trong quản lý cục công an, rồi lại mọc ra một ông Lý Quân Phong, Trương Quân Phong gì gì đó thì nguy to. Cho nên, tôi nghĩ không nên đổ gánh nặng lên trên vai đồng chí Hạo Cường nữa. Đồng chí Hạo Cường tuổi cùng lớn rồi, sức khỏe không còn được như trước nữa. Chúng ta dù gì cũng phải suy nghĩ cho đồng chí ấy một chút chứ, có phải không nào? Bí thư Diệp, ý anh thì sao? Không ngờ, đồng chí Cao Thành lại giương gọng kìm ra kẹp về phía Trì Hạo Cường. Chương 2230, chúng ta không được thêm áp lực cho các đồng chí. Việc này tôi thấy đồng chí Hạo Cường chủ trì công tác của Đảng ủy Công an thì tốt hơn. Giống như Chủ tịch thành phố Cao Thành đã nói, năng lực của một người dù sao cũng có hạn. Chúng ta không thể đặt hết gánh nặng lên một đồng chí, như vậy sẽ gây áp lực cho các đồng chí. Việc gây tổn hại cho người khác chúng ta không thể làm được. Sức khỏe là vốn quý của cách mạng, các đồng chí chỉ có thể có sức khỏe tốt mới có thể ra sức cống hiến vì đất nước. Nếu gây áp lực lớn làm tổn thương cơ thể, thì đây không phải là suy nghĩ của Diệp Phàm tôi. Thấy rằng đồng chí Hạo Cường tự mình đề xuất nói là số lượng và yêu cầu quá nặng, chúng ta cần phải được suy nghĩ một chút có phải hay không. Tuy nhiên, cục công an thành phố cũng không thể một ngày không có người lãnh đạo. Vị trí cục trưởng không thể để trống. Chúng A cũng là một thành phố lớn, mấy trăm vạn dân chúng, cục công an rất quan trọng. Cho nên, nói về việc chọn người cho vị trí cục trưởng cục công an thành phố, trong lòng tôi có một suy nghĩ. Nhớ rõ thời gian mới đến đồng lĩnh. Diệp Phàm nhân cơ hội nói về Bao Nghị.
Bao Nghị có thể kiêu ngạo như thế, bắt con của phó giám đốc Sở Hồ Quý Thiên mà không tư tình gì cả, chứng tỏ đồng chí Bao Nghị là một đồng chí có tinh thần trọng nghĩa. Là một đồng chí có nguyên tắc, mà đồng chí Bao Nghị đã từng đảm nhiệm chi đội trưởng một chi đội của Trung đoàn Cảnh sát Hình sự ở Sở Công an tỉnh, cán bộ cấp cục trưởng, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức cục trưởng Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh. Ủy viên Thường vụ Bí thư Thành ủy Vương Long Đông nói tiếp lời Diệp Phàm. Cục Công an thành phố là cơ cấu như thế nào, một lực lượng thật sự phục vụ nhân dân? Là một đơn vị duy trì chính nghĩa, trừng trị cái ác? Chính là cần một đồng chí có thể vì dân vì nước, không tư tình như vậy, tôi nghĩ rằng Bí thư Diệp có con mắt tinh tường mới là cái phúc của nhân dân Đồng Lĩnh chúng ta. Tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Bí thư Diệp. Không thể tưởng tượng được người luôn luôn không lên tiếng tư lệnh viên Lã Tâm không ngờ nói tiếp lời của Vương Long Đông. Đồng chí Bao Nghị nếu đã đảm nhiệm chi đội trưởng một chi đội của Trung đoàn Cảnh sát Hình sự của Sở Công an tỉnh nhưng sau đó sao lại bị cấp trên điều chính đi làm cảnh sát giao thông? Chúng ta đều biết, cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự tuy đều thuộc ngành công an nhưng làm việc không giống nhau. Lúc này ủy viên thường vụ Thành ủy cũng là bí thư khu ủy Lĩnh khu Nhâm Tín Thiên đưa ra nghi ngờ, người này rõ ràng muốn quấy đục hồ nước. Nhất định là có phạm sai lầm gì đó mới như thế. Đối với hệ thống công an, Hạo Cường tôi tốt xấu gì cũng đã theo vài thập niên. Đối với bộ môn này tôi khá hiểu biết, vô duyên vô cớ không có khả năng điều chỉnh một người lãnh đạo đến làm cảnh sát giao thông. Trừ phi là thăng cấp, tôi muốn hỏi bí thư Diệp, Bao Nghị đến Trung đoàn Cảnh sát Giao thông Sở Công an tỉnh có phải là được đề bạt không? Những lời này của Hạo Cường thật sự là một khẩu súng trực tiếp hướng về phía Diệp Phàm. Không có. Diệp Phàm trực tiếp đáp, nói. Đồng chí Bao Nghị điều chỉnh đến Trung đoàn Cảnh sát Giao thông Sở Công an tỉnh có chút nguyên nhân. Tôi nghĩ, nguyên nhân này cũng có nhiều mặt. Lần trước đến tỉnh thành tôi cũng đã gặp cậu ta đang trong phiên trực. Một người cảnh sát hình sự hang đầu có tố chất, vượt qua mọi thử thách như vậy không ngờ đi chỉ huy giao thông. Thật là đáng tiếc. Tôi không đành lòng để một người như vậy mai một đi, cho nên mới nhớ đến việc này. Hơn nữa, cảm thấy Cục Công an thành phố nếu như có thể tiến cử một nhân tài có tố chất cao như vậy cũng sẽ tăng cường năng lực cho Cục Công an thành phố. Đúng vậy, chúng ta đều đi từ thể chế ra. Đôi khi, vì một số nguyên nhân đặc biệt gì đó mà không được đã ngỗ cũng là bình thường. Nhớ lại vài chục năm trước, rất nhiều bậc tiền bối của chúng ta đã bị bắt lên núi, xuống nông thôn, thậm chí ngồi tù. Sau khi sửa sai không phải đều có chức vụ cao rồi sao? Chúng ta có thể nói đồng chí nào đó không có năng lực, hoặc là hạ cấp đó sao? Tôi nghĩ, Bí thư Diệp đề cử Bao Nghị là có lý do của anh ấy. Tôi tin tưởng vào ánh mắt của Bí thư Diệp. Trưởng ban thư ký Thành ủy mới được cất nhắc Mễ Nguyệt nói tiếp. Một chi đội trưởng nhỏ như Bao Nghị có thể so sánh với các vĩ nhân sao? Buồn cười, nói như thế thì trưởng ban thư ký Mễ còn chưa hiểu rõ lắm đúng không? Tất! Vân Lý lạnh lùng cười nói, trực tiếp hướng về phía Mễ Nguyệt. Đúng vậy, đó là thời kỳ đặc thù, phần lớn là do hoàn cảnh tạo thành. Thời kỳ này của chúng ta không giống với lúc trước. Xã hội hòa bình, cuộc sống nhân dân ổn định hơn nữa đang phát triển đi lên. Nếu để một đồng chí đã bị xử lý như Bao Nghị đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy, tôi lo rằng sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng. Các đồng chí, Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh đã bị tổn thương vì chuyện của Đồng Quân Phong, không thể tiếp tục làm cho vết thương cũ chảy máu tiếp, chúng ta không chịu nổi tổn thương. Khổng Đoan bắt đầu gây chuyện. Tổn thương không dậy nổi. Bao Nghị còn chưa nhậm chức, sao anh biết cậu ta sẽ làm bị thương Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh chúng ta? Có lẽ như Bí thư Diệp đã nói, đồng chí Bao Nghị đã từng đảm nhiệm một vị trí đội trưởng quan trọng trong Trung đoàn Cảnh sát Hình sự như vậy, chẳng lẽ còn không thể đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Công an thành phố? Không thể tưởng tượng được một chiêu của Khổng Đoan lại làm cho Cao Thành giống như mèo bị đạp vào đuôi nhảy ra ngoài. Khổng Đoan sau khi sửng sốt một tự tát mình một cái, những lời vừa rồi nói ra đã không nghĩ đến cảm nhận của Cao Thành. Bởi vì lần trước Đồng Quân Phong có thể ngồi lên vị trí Cục trưởng Cục Công an là do Chủ tịch thành phố Cao Thành cực lực đề cử, giờ anh lại chỉ trích Đồng Quân Phong, đó cô phải là rắc muối vào vết thương của Cao Thành sao? Quả nhiên, hậu quả xấu đến. Đồng lõa của Cao Thành, trưởng ban tổ chức cán bộ Đào Cư Lễ đã nói tiếp về đề tài này. Đúng vậy, Bí thư Diệp làm nhân vật số một của Thành ủy chẳng lẽ không có khả năng quan sát như vậy sao? Tôi thấy trước tiên hãy để Bao Nghị thử xem,
tạm giữ chức cục trưởng cục công an thành phố. Ngựa chết hay lừa chết thì mới biết được. Nếu Bao Nghị không bị thay thế là được, có một số việc, còn chưa làm sao có thể bảo người ta không làm được. Đây là vấn đề quan điểm, chúng ta có thể dùng thành kiến của chúng ta để nhìn nhận một người khác có phải cô. Như vậy sẽ tạo ra sự chệch hướng đối với phân công công việc của chúng ta, sẽ vô cùng bất lợi đối với công việc của chúng ta và người dân. Ha ha, Chủ tịch thành phố Cao và trưởng ban Đào có thể tin tưởng vào tôi rất vui mừng. Việc này quyết định như vậy đi, chúng ta giơ tay biểu quyết. Diệp Phàm quyết định rồi, Khổng Đoan cũng không nói tiếp. Bởi vì Cao Thành cũng đồng ý rồi. Bí thư thành ủy đồng ý liên kết với chủ tịch thành phố, một mình muốn trở mình cũng không thể nào. 5 giờ rưỡi chiều. Ở Phong Vân Lâu cách ủy ban nhân dân quận không xa rất nóng, trong một căn phòng, Cao Thành ngồi đó với vẻ mặt trầm ngâm. Tuy nói là bàn tròn nhưng chỉ là hư cấu, còn nói là vị này vị kia thì dù sao đều là ăn, anh bảo là vị gì sẽ là vị đó. Hôm nay thật sự là sảng khoái, các anh không thể thấy vẻ mặt tối đen của Khổng Đoan rồi. Trưởng ban tuyên giáo Phượng Thủy Linh cười khanh khách nói, người phụ nữ này tuy nói nhỏ nhắn nhưng giọng cười cũng đầy phong vị. Thói đời, mặc dù là phụ nữ xấu vẫn luôn luôn có một số người chọc cô. Bằng không, vì sao có người phụ nữ xấu vẫn phải nghĩ lời từ chối. Hơn nữa, Phượng Thủy Linh chỉ là bình thường thôi. Ôi, thật sự là sảng khoái. Tuy nhiên, cũng là bị Diệp Phàm chiếm mất phần ưu đãi. Đào Cư Lễ có chút mất mát nói. Chỉ trách Khổng Đoan nói chuyện cô đâu vào đâu, một câu đồng quân phong, một câu đồng quân phong. Hừ. Trước kia chúng ta cũng ủng hộ y, cô thể tưởng tượng người này qua cầu rút ván, cô có một chút tình người nào. Chủ tịch sao, sau này chúng ta bóp chết Khổng Đoan là được. Phượng Thủy Linh hừ nói. Bóp chết Khổng Đoan ư, có mà chúng ta chết càng khó coi hơn lão thì có ấy. Cao Thành lạnh lùng nhìn người đàn bà tóc dài óc ngắn này một cái nói. Cao Thành biết, người phụ nữ này toàn bộ nhờ quan hệ thân thích mà đi lên, bằng không mông sớm đã thành cầu cho người ta rồi. Đúng. Đào Cư Lễ gật gật đầu nhìn Cao Thành và Phượng Thủy Tinh một cái, nói. Diệp Phàm đến Đồng Lĩnh chúng ta chưa đến một tháng, đã hai lần tổ chức hội nghị thường vụ. Chúng ta cũng không chiếm được gì tốt, đừng nhìn hắn trẻ tuổi, lòng dạ cũng sâu lắm. Hơn nữa, khá xảo quyệt. Mọi người có chú ý không, Vương Long Đông của thành phố Trương Hà cũng khá lạ, lần trước hình như cũng là y lên tiếng cổ vũ Diệp Phàm. Lần này lại lên tiếng đầu tiên, cũng thật là lạ. Đúng vậy, còn cả Lã Lâm cũng tiếp lời để thêm nhiệt. Chẳng lẽ Diệp Phàm mới đến một tháng đã mua được bọn họ? Phượng Thủy Linh cũng gật đầu nói. Vương Long Đông thật sự có chút lạ, tuy nhiên, sau này điều tra thì cũng không có gì kỳ quái. Diệp Phàm trước kia làm quyền bí thư ở Hải Đông Nam Phúc. Vương Long Đông lúc ấy chính là cấp dưới của hắn, lúc đó đã cùng lăn lộn với Diệp Phàm. Tuy nhiên, Vương Long Đông đến chỗ chúng ta. Cố ý hay là trùng hợp cũng khó nói. Nếu như là cố ý thì năng lượng của Diệp Phàm không nhỏ. Nếu như chỉ là sự trùng hợp thì cũng chỉ bình thường. Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác không bình thường. Hình như Vương Long Đông đến Đồng Lĩnh là để ủng hộ Diệp Phàm. Cao Thành nói, nếu là Diệp Phàm bí mật tác động để đưa đến, thì Diệp Phàm thật sự là một nhân vật lớn rồi. Tuy nói là cán bộ giao lưu ở đất khách. Nhưng lần này cán bộ cấp sở giao lưu có bút tích của ban tổ chức trung ương. Tôi đã cẩn thận xem tư liệu của Vương Long Đông, phát hiện người này chỉ làm bí thư thành ủy thành phố Thanh Ngưu ở Hải Đông, chỉ là cấp cục trưởng thôi. Mà lần giao lưu này chính là cán bộ cấp sở giao lưu, Vương Long Đông căn bản không đủ tư cách. Không thể tưởng tượng được chẳng những người này đã được giao lưu đến, hơn nữa còn đề bạt lên đến cấp bậc phó giám đốc sở. Loại bút tích này không phải là lãnh đạo có phân lượng của ban tổ chức trung ương cũng không có cách nào thực hiện. Đào Cư Lễ nói những lời này đột nhiên vẻ mặt trầm ngâm hẳn, trong lòng không hiểu nổi. Bởi vì Đào Cư Lễ vẫn luôn công tác ở ban tổ chức, nếu Diệp Phàm thật sự là một nhân vật lớn thì Đào Cư Lễ sẽ cảm giác nhận được áp lực không nhỏ. Đến lúc đó thực sự làm người này tức giận, người ta ép từ trên xuống, có thể lấy mũ của mình cũng không khó. Hẳn là trùng hợp thôi. Bí thư khu ủy An Lâu Triệu Nhất Thành không kìm nổi xem vào một câu. Triệu Nhất Thành thấy bí thư của hai khu lớn của Đồng Lĩnh được vào ủy viên thường vụ thành ủy, anh ta đương nhiên có suy nghĩ về việc này. Đến giờ vẫn bám chặt lấy Cao Thành, hy vọng có thể trở thành ủy viên thường vụ thành ủy. Nhưng con đường không dễ đi.
Chương 2231, ai lên cũng không thể hắn lên. Mặc kệ là trùng hợp hay có sắp xếp từ trước, nhưng tôi tin rằng Diệp Phàm cũng không có khả năng đổi mười mấy cán bộ là ủy viên thường vụ thành cán bộ giao lưu hết. Chỉ có một người đến thì uy lực không lớn. Hơn nữa, nếu Vương Long Đông muốn ủng hộ Diệp Phàm thì thành phố Trương Hà cũng là địa phương phức tạp. Những người của Khổng Đoan trước kia đều ở đó. Nếu không chúng ta đứng giữa gây ra cho người này chuyện gì đó. Cứ đưa y về với ông bà vậy. Mẹ kiếp, một cán bộ từ bên ngoài đến, ghê gớm cái nỗi gì chứ? Phó Chủ tịch thành phố Ngô thản nhiên hừ một tiếng. Ha ha, Chủ tịch Ngô nên thường xuyên đến thành phố Trương Hà một chút thôi. Cao Thành Danh mãnh cười nói. Thật ra, lần này chúng ta ra tay đẩy Bao Nghị lên cũng không phải là chuyện gì xấu. Tôi đã điều tra qua người này rồi, có thu hoạch lớn. Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an thành phố Ninh Mãn vẻ mặt vui sướng nói. Ừ, nói nghe một chút xem. Cao Thành hơi sững sờ hứng thú nói. Nghe nói Bao Nghị tính tình bướng bỉnh, thẳng thắn, thi thoảng đầu óc ngang ngược, làm việc thẳng thắn. Nghe nói mấy tháng trước điều tra việc gì đó đã đắc tội với một số lãnh đạo, cho nên bị người ta điều chuyển từ Trung đoàn Cảnh sát Hình sự của Sở Công an tỉnh đến Trung đoàn Trị an. Tuy nhiên, người này không phục, tiếp tục làm. Cuối cùng ngay cả chức đội trưởng đều bị cách chức xuống làm phó chi đội trưởng. Lần trước vì chuyện đua xe mà đắc tội với giám đốc Sở Công an tỉnh Hồ. Ngay cả con của Phó Chủ tịch Trần Húc Trần Tiểu Mãn mà y cũng dám đánh. Còn bắt cả con của Triệu Phú nổi tiếng tỉnh Lĩnh Thẩm Nhất Vạn, cái này giống như chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Cuối cùng, cấp trên lên tiếng, chức phó chi đội trưởng cũng bị cách, bây giờ đang trực ở đồn với chức phó đồn. Đồn đó tính cả Bao Nghị là năm cảnh sát giao thông. Phó đồn Bao hàng ngày đều cầm gậy điều khiển giao thông. Hơn nữa hưởng thụ đãi ngộ cấp cục trưởng trong đãi ngộ. Phó cục trưởng Ninh Mãn vẻ mặt đắc chí nói. Cảnh sát điều khiển giao thông hưởng thụ đãi ngộ cấp cục trưởng. Đào Cư Lễ cười khan hai tiếng. Ha ha ha. Tất cả các đồng chí khác đều cười theo Đào Cư Lễ. Xem ra Bao Nghị đắc tội với không ít các DCH. Cao Thành thản nhiên hừ một tiếng. Nếu việc này có thể thành, Diệp Phàm bắt đầu dùng Bao Nghị, đây chắc chắn sẽ là một vấn đề đối với một số lãnh đạo không hài lòng với Bao Nghị. Cứ như vậy, có lẽ Bao Nghị vừa nhậm chức phiền toái cũng sẽ đến với Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm cũng sẽ bị nhớ tên. Không cần nói đến những cái khác, chỉ cần Phó Chủ tịch tỉnh Trần, Phó Giám đốc Sở Hồ cùng với Thẩm Nhất Thiên cũng đủ cho Diệp Phàm uống mấy ngụm. Mà lãnh đạo trước đây điều chỉnh vị trí của Bao Nghị không chừng phân lượng quá nặng. Ninh Mãn nói, đó là điều chắc chắn, có thể làm cho Sở Công an tỉnh thay đổi người, thì người này chắc chắn không tầm thường. Tuy nhiên, chỉ sợ đề cử của chúng ta Sở Công an tỉnh không có cách nào thông qua. Cơ quan công an và chính quyền địa phương là do hai đơn vị lãnh đạo khác nhau. Chỉ là phía dưới chúng ta đề cử lên, không đồng ý họ cũng không quyết định. Không cần nói đến những chỗ khác, chỉ là cửa phòng Hồ Quý Thiên, Bao Nghị cũng không qua được. Phượng Thủy Linh nói, người phụ nữ này thật ra có khi đầu óc cũng rất linh hoạt, cũng không phải đầu heo. Ừ, Hồ Quý Thiên là phó giám đốc thường trực Sở Công an tỉnh. Ngoài giám đốc Cổ Sinh ra thì là nhân vật số 2. Chuyện Bao Nghị thành phố chúng ta báo Sở Công an tỉnh chắc chắn phải qua cửa phó giám đốc Hồ này. Khó khăn. Cao Thành lắc lắc đầu, quay người cười nói. Tôi tin tưởng bí thư Diệp của chúng ta sẽ nghĩ cách để qua cửa ải này. Ha ha, đến lúc đó không thông qua, chúng ta hung hăng cho Diệp Phàm một cái tát cũng tốt. Mặc dù là thông qua được, Diệp Phàm đã tìm được một số đối thủ ở tỉnh Tấn Lĩnh. Ninh Mãn cười nói. Ninh Mãn, nếu không thông qua, anh có thể đi tranh thủ một chút. Phó Chủ tịch thành phố Ngô nói đầy thâm ý cười cười. Tôi sao có khả năng? Ninh Mãn nói câu này xong nhìn Cao Thành. Cậu cũng đừng nhìn tôi, muốn thì đi đi, trước tiên cậu phải thuyết phục Sở Công an tỉnh mới được. Nếu không, cái gì cũng là không tốt. Hơn nữa, lần này thật sự muốn đẩy cậu lên áp lực rất lớn. Ảnh hưởng của Đồng Quân Phong rất xấu rồi, cho nên, lần trước mới để Diệp Phàm lượm một chút. Chúng ta còn có thể nói cái gì, người chúng ta đề cử đã làm ra việc như vậy, tránh còn không kịp sao có thể đề cử cậu. Không phải Cao Thành tôi không cố gắng, lần trước không nói. Nếu Bao Nghị không thông qua chúng ta sẽ nghĩ cách. Cao Thành cũng thể hiện thái độ. Ninh Mãn vừa nghe đương nhiên là tin tưởng đem. Ánh mắt chuyển động, có lẽ là nghĩ lấy cái gì đánh lên đầu Bao Nghị.
buổi tối này hôm sau, Phó Giám đốc Thường trực Sở Công an tỉnh Hồ đang ở trong căn hộ hơn 200 mét vuông. Hồ Quý Thiên đang ngồi trên ghế đọc báo, TV LCD trước mặt cũng đang bật. Bà xã của y muốn xem nhưng sợ quấy rầy y cho nên để tiếng thật sự nhỏ, có vẻ không khác gì kịch câm. Cha, xã hội này sao vậy? Con của Hồ Quý Thiên vừa đẩy cửa vào sau đó tức giận nói. Xã hội này làm sao? Con cả ngày bừa bãi bên ngoài còn oán giận gì xã hội này? Đừng cho là cha không biết, mỗi ngày con dẫn đám thái tử ra ở tỉnh. Cha nói với con, nhà chúng ta cũng không là gì, con khiêm tốn cho cha một chút. Hồ Quý Thiên cũng chưa hề nhìn con nói. Cha tự coi nhẹ mình rồi. Nhà chúng ta ở tỉnh thành không là gì nhưng là so với mấy gia đình khác chúng ta vẫn còn hơn. Hồ Thuyết cũng rất cuồng vọng. Tốt lắm, con nói những cái này để làm gì? Về sớm như vậy, không có chuyện con sẽ không về, nói đi, có chuyện gì? Hồ Quý Thiên đặt tờ báo xuống, nhìn đứa con một cái, hừ nói. Chính là Bao Nghị ở trung đoàn cảnh sát giao thông Sở Công an tỉnh của cha. Người này hiện tại dẫm lên cứt chó. Hồ Thuyết nói. Sao lại nói thế, lần trước họ bắt con, tuy nhiên, con cũng đáng ăn đòn. Đường cao tốc là nơi để giao thông, không phải là nơi chúng mày đua xe. Không muốn sống nữa có phải không? Hơn 200 chiếc xe, tôi thấy y còn nhẹ, nói về sinh mạng người ta làm rất đúng, tôi tán thành. Hồ Quý Thiên tức giận hừ nói. Lão Hồ, bắt người thì đã bắt có phải không? Làm sao phải đánh người? Hơn nữa, cả ba người, không chỉ Tiểu Hồ nhà chúng ta mà còn có công tử nhà Phó Chủ tịch Trần Tiểu Mãn cũng bị đánh. Bao Nghị không phải là nói xấu, cũng thật sự hơi quá. Người như thế cho là cảnh sát giao thông cũng đáng. Chấp pháp cũng phải chú ý chấp pháp văn minh có phải không? Tôi thấy phạt y đi gác đồn là nhẹ rồi, cách chức đuổi việc cũng không quá. Dương Mai Hoa hừ nói. Đàn bà thì biết gì? Hồ Quý Thiên đặt chén trà thật mạnh xuống bàn. Cha, Sở Công an tỉnh của cha là chuyện bọn con không hiểu được. Tuy nhiên, dựa vào cái gì cho Bao Nghị thăng chức? Người chấp pháp lung tung cũng được thăng chức cục trưởng. Chuyện hôm đó vẫn rành rành, rõ ràng bắt giữ bốn người, sao thả cho y? Người ta không làm gì, bắt lại không nói lại còn đánh thô bạo, dùng chân đá con vào trong xe. Rõ ràng y làm vậy cho cha xem. Nếu biết con là con của cha thì không nên làm vậy, có phải là không coi phó giám đốc Sở như cha ra gì không? Việc con không hiểu được là trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát giao thông Cát Lương An rất quan tâm đến Bao Nghị. Sao thế, thực sự nghĩ rằng Sở Công an tỉnh là họ cắt có phải không? Hồ Thuyết nói, con đang nói nhảm cái gì đó. Hồ Quý Thiên rất tức giận, đập bàn chỉ vào con trai nói. Mày nói ít một chút, mày biết cái gì? Ngậm cái miệng thối lại là được. Nói cho mày biết, Sở Công an tỉnh không họ Cát nhưng cũng không phải là họ Hồ, nó họ Đảng. Ai không biết là họ Đảng, Đảng lãnh đạo thôi. Hồ Thuyết thầm nói. Đúng rồi, con nói Bao Nghị thăng chức, đến làm cục trưởng ở đâu, sao cha không biết? Sau khi bình tĩnh lại Hồ Quý Thiên hỏi con trai. Cục trưởng Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh Đồng Quân Đỉnh vì thăm dò bí mật quốc gia bị người của an ninh quốc gia bắt. Cũng thật lạ. Bao Nghị thật sự là may mắn, không ngờ đã được bí thư mới đến của Đồng Lĩnh quan tâm. Bí thư Diệp đã đẩy Bao Nghị lên rồi, nghe nói đã thông qua được hội nghị thường vụ thành ủy, có lẽ ngày mai sẽ trình báo tư liệu có liên quan đến Sở Công an tỉnh. Hồ Thuyết hừ nói, đó là chuyện của thành ủy Đồng Lĩnh, con quan tâm làm gì? Hồ Quý Thiên nhíu mày nhìn con trai một cái nói. Đúng rồi, việc này con đang ở tỉnh thành sao có thể biết được? Là tin tức của con nhanh nhạy tôi, việc này cực kỳ chính xác. Hồ Thuyết đắc ý cười cười. Hừ, con bị người ta dùng làm vũ khí còn không biết. Đắc ý cái rắm gì, người ta vì sao muốn nói việc này cho con? Con có đầu óc không? Tiểu Hồ, về sau con phải chú ý một chút, có việc gì nên thắc mắc vì sao? Vì sao người ta lại cho con biết? Tất nhiên là hy vọng tôi ra tay bí mật. Nếu Bao Nghị là người mà bí thư thành ủy Đồng Lĩnh Diệp Phàm muốn đẩy lên, đây không phải là bảo tôi đi làm chướng ngại vật kết thù với bí thư Diệp sao? Đầu óc con cũng không hiểu sao, bí thư Diệp có thể ngồi lên vị trí số 1 của thành phố Đồng Lĩnh, năng lực lớn hơn cha con nhiều lắm. Việc này con xen vào gây chuyện với đại tướng ở Biên Cương không có lời đâu. Hồ Quý Thiên nhắc nhở con trai. Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Để Bao Nghị leo lên cao rồi quay đầu khoe khoang với nhà chúng ta,
việc này tuyệt đối không được. Hồ Thuyết khó chấp nhận, nhìn cha mình một cái nói đem. Nếu không, việc này con nói với Tiểu Mãn một chút, cha không dám tham gia việc này. Phó Chủ tịch Trần không thể không quan tâm, Diệp Phàm là cái gì, chẳng lẽ không phải thứ mà Phó Chủ tịch Trần quan tâm sao? Dầm! Hồ Quý Thiên đập bàn một cái, hừ nói. Con ít gây chuyện đi. Nói xong đi thẳng lên tầng. Cha mặc kệ con sẽ tự làm. Hồ Thuyết tức giận gọi điện cho Tiểu Mãn. Tiểu Mãn không biết Hồ Quý Thiên đang đứng ở hành lang tầng 2 nhìn con trai gọi điện. Cái gì, thằng nhóc đấy cũng có thể thăng qua. Mẹ kiếp, tuyệt đối phải quấy mới được. Chọc bố mày còn muốn thăng chức. Tiểu Mãn vừa nghe lập tức liền tức giận, y tức giận phát điên rồi, gầm lên trong điện thoại. Chương 2232, hoành tráng ngút trời. Tuy nhiên, quay người cũng nói. Đúng rồi, Tiểu Hồ, việc này cậu đã nói với bố cậu chưa? Nghe nói đề bạt trong cơ quan công an là do cả chính quyền vào công an quản lý. Việc này, không chỉ là thành phố đồng lĩnh, còn phải sở công an tỉnh đồng ý mới được. Có nói, nhưng cha tôi nhát gan, bảo tôi đừng tham gia vào. Anh Mãn, anh nói có tức không? Nếu để Bao Nghị được thăng chức đến lúc đó người ta là cục trưởng Bao, ngồi xe trở lại tỉnh, không phải là làm ba anh em chúng ta tức chết sao? Hồ Thuyết nói. Hừ, tôi nói với ba một chút rồi nói sao, cha cậu mặc kệ để ba tôi tham gia đi. Trần Tiểu Mãn thở hổn hển cúp điện thoại. Buổi tối ngày thứ ba, Diệp Phàm về nhà đã muộn. Tuy nhiên, vừa mới bước vào nhà đột nhiên một bóng đen vọt ra. Là bí thư Diệp phải không? Bóng đen không ngờ cúi người nói. Bao Nghị, sao cậu lại ở đây? Diệp Phàm hơi sững sờ một chút, kinh ngạc nhìn hỏi. Tôi trèo tường vào. Bao Nghị cung kính nói. Vào nhà đi rồi nói. Diệp Phàm nói xong đi vào phòng. Ngồi đi. Diệp Phàm ra hiệu để Bao Nghị ngồi trên ghế. Tuy nhiên, Bao Nghị không ngồi nói là thích đứng. Cậu tìm tôi có việc sao? Diệp Phàm ngồi một bên vừa pha trà vừa nói. Tôi muốn cảm ơn bí thư Diệp đã quan tâm đến Bao Nghị như vậy. Bao Nghị nói xong cầm hai chai Mao Đài đặt lên bàn. Không cần phải cảm ơn, đề cử cậu đảm nhiệm chức cục trưởng cục công an thành phố là có mục đích. Cậu có hiểu ý của tôi không? Diệp Phàm nói. Tôi hiểu, bí thư Diệp muốn tôi điều tra rõ vấn đề khai thác mỏ của tập đoàn Thiên Mộc. Bao Nghị nghiêm túc nói. Ừ, biết là tốt rồi. Diệp Phàm gật gật đầu. Bí thư Diệp, tôi rất muốn làm chân chạy cho anh. Người xưa nói, kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Tuy rằng Bao Nghị tôi chưa đủ tư cách làm người tri kỷ của bí thư Diệp. Nhưng, làm người giúp việc cho anh vẫn có thể. Nhưng hiện giờ nguyện vọng này có lẽ không được. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, đời này Bao Nghị tôi sẽ mãi mãi nhớ bí thư Diệp. Mặc kệ tôi ở vị trí nào, chỉ cần bí thư Diệp nói một câu, Bao Nghị tôi sẽ không tiếc thân mình. Bao Nghị nói những lời này rất kiên quyết, tuyệt đối không phải là giả. Diệp Phàm có thể biết được. Có ý gì? Về chuyện đề bạt của cậu chúng tôi đã báo cáo lên sở công an tỉnh. Có lẽ còn phải một thời gian nữa mới có thể quyết định. Không nhanh như vậy, cậy cùng đừng vội quá. Diệp Phàm nói. Ôi, bí thư Diệp, anh cũng biết, tôi đắc tội với không ít người. Lần trước đã nói với ngài về chuyện ba thanh niên đua xe cũng là thấu tội rồi. Mà một người trong đó là Hồ Thuyết, chính là con trai của phó giám đốc thường trực sở công an tỉnh. Một người khác tên là Tiểu Mãn, là con trai của phó chủ tịch Trần. Không nói dối anh, trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát giao thông Cát Lương An đối với tôi cũng không tệ. Lúc chiều anh ta gọi tôi đến văn phòng hàn huyên. Tôi mới biết sự quan tâm của bí thư Diệp để cử tôi. Tuy nhiên, trung đoàn trưởng Cát cũng nói cho tôi biết, chuyện của tôi đã bị đảng ủy công an tỉnh bác bỏ. Ban đầu giám đốc cổ còn hơi do dự một chút mà trung đoàn trưởng Cát là ủy viên đảng ủy sở công an tỉnh. Anh ta cũng vì tôi nói qua một chút, nói là Toyo phải liên hệ với thành ủy đồng lĩnh một chút. Tuy nhiên, phó giám đốc Hồ tỏ thái độ kiên quyết, nói là không có gì phải liên hệ. Hơn nữa, trong hội nghị đảng ủy, phó giám đốc Sở Dương còn nhân cơ hội này đề cử phó cục trưởng cục công an thành phố Ninh Mãn đảm nhiệm chức cục trưởng cục công an thành phố. Mà Hồ Quý Thiên liền tỏ vẻ ủng hộ. Trung đoàn trưởng Cát nói tỏ vẻ thận trọng. Tuy nhiên, giám đốc sở cố cuối cùng cũng ngầm đồng ý. Việc này sở công an tỉnh đã quyết định, nói là sáng mai sẽ thông báo cho thành ủy đồng lĩnh. Bao Nghị nói. Việc này tôi hiểu rồi,
không việc gì, nếu báo cáo của chúng ta Sở Công an tỉnh đã phủ quyết thì thông báo của Sở Công an tỉnh chúng ta cũng có thể phủ quyết. Phải phủ quyết chúng ta sẽ phủ quyết thoải mái. Diệp Phàm hừ lạnh nói, vẻ mặt nghiêm túc, hắn đứng lên vỗ vỗ vai Nghị. Cậu yên tâm về đi, làm xong công việc, việc điều tra tập đoàn Thiên Mộc cậu bí mật tiến hành. Chuyện của cậu cứ để tôi giải quyết là được. Sáng thứ hai, điện thoại Diệp Phàm reo vang. Vừa nghe điện thoại, lại là Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Hồ Quý Thiên. Bí thư Diệp qua thảo luận của bộ máy lãnh đạo Công an tỉnh, thấy đồng chí Bao Nghị không phù hợp đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh. Đồng chí này tác phong có chút vấn đề, hơn nữa khi chấp pháp còn có thái độ thô lỗ thường xuyên dùng bạo lực chấp pháp. Phòng thông tin đối ngoại đã nhận được nhiều thư tin tố cáo các vấn đề của đồng chí Bao. Mà vấn đề trước kia y gây ra còn chưa được giải quyết hết. Cho nên, Sở Công an tỉnh đề nghị Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh Ninh Mãn tạm thời đảm nhiệm chức Cục trưởng. Ha ha, tôi hiểu đồng chí Ninh Mãn. Tuy nhiên, trong hội nghị thường vụ thành ủy lần trước đã thảo luận vấn đề của đồng chí Ninh Mãn. Hội nghị đã cảm thấy thời gian mà đồng chí đảm nhiệm vị trí Phó Cục trưởng quá ngắn, chưa đầy 2 năm. Cho nên, không nên để cử tiếp. Hy vọng Sở Công an tỉnh có thể suy xét đến đồng chí Bao Nghị. Thành ủy Đồng Lĩnh cảm thấy biểu hiện của đồng chí vẫn khá tốt. Hơn nữa, khi chấp pháp làm việc không tư tình, lần trước tôi còn tận mắt chứng kiến y bắt 3 đối tượng đua xe, nghe nói 3 người này cũng rất có lai lịch. Một người tên là Trần Tiểu Mãn, một người tên là Hồ Thuyết, một người là Thẩm Quát, được gọi là ba hổ của Tấn Lĩnh. Tôi nghĩ, Sở Công an tỉnh phải nghiêm trị không? Có cả ba hổ của Tấn Lĩnh là cái dạng gì? Diệp Phàm cười lạnh. Ha ha, vấn đề của ba người chúng tôi đã điều tra qua, thật ra lúc đó chỉ là đi quá tốc độ thôi. Việc đó theo quy định về giao thông là nhắc nhở và phạt tiền thôi. Mà Bao Nghị lại làm như thế nào, đánh người thô bạo tại chỗ không nói, còn ăn nói ngông cuồng. Một đồng chí như vậy sao có thể đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh? Một sự kiện giao thông đơn giản cũng không xử lý được. Sở Công an tỉnh rất nghi ngờ đồng chí có năng lực như thế. Hy vọng Bí thư Diệp có thể thận trọng suy nghĩ đề nghị của Sở Công an tỉnh. Bao Nghị tuyệt đối không được. Hồ Quý Thiên cười ha hả, thái độ cũng chưa từng kiên quyết như thế. Tôi đã nói qua, thành ủy không suy nghĩ thêm về việc đề cử Ninh Mãn. Thật ra hy vọng Sở Công an tỉnh có thể cân nhắc suy xét một chút về việc bổ nhiệm Bao Nghị. Diệp Phàm tỏ thái độ từ chối kiên quyết. Bí thư Diệp. Hy vọng anh có thể tôn trọng ý kiến của Sở Công an tỉnh. Nếu thật sự không thể đồng ý, chúng ta đành phải đệ trình vấn đề này đệ trình lên Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Thái Hồng Kim. Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh không thể một ngày không có người lãnh đạo. Công việc của công an liên quan chặt chẽ đến sinh mạng và tài sản của hàng vạn hộ gia đình. Đảng, lãnh đạo của chúng ta đều quan tâm đến vấn đề an toàn. Nếu trong lúc này xảy ra việc gì, Bí thư Diệp, tôi và anh đều không gánh nổi trách nhiệm này. Hơn nữa, đầu tiên là trách nhiệm của lãnh đạo Đồng Lĩnh đấy. Tôi tin rằng Bí thư Diệp cũng không muốn thấy việc như vậy xảy ra có phải không? Hồ Quý Thiên tức giận nói. Tôi cũng có ý kiến đệ trình lên Đảng ủy Công an tỉnh. Nếu Sở Công an tỉnh đồng ý đệ trình, việc này cử để Đảng ủy Công an tỉnh phán xét thì thế nào? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Vậy cứ thế nhé. Hồ Quý Thiên nói xong cúp điện thoại. Sau đó, văn phòng vang lên một tiếng rầm, không lâu sau thư ký của hắn bước vào thu thập tàn cuộc. Bí thư thành ủy thì hoành tráng lên trời à, là cái quái gì? Bàn làm việc bị lão Hồ đập một cái, sau đó lão nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch tỉnh phân công quản lý công an Phó Chủ tịch tỉnh Trần Húc. Phó Chủ tịch Trần, Diệp Phàm ở thành phố Đồng Lĩnh quá kiêu ngạo rồi. Hả, làm sao vậy lão Hồ? Tức giận làm tổn thọ thôi. Tôi và anh cũng không còn trẻ, vẫn phải cố gắng điềm tĩnh đi. Giọng Trần Húc bình tĩnh nói. Hai người quan hệ không tệ, mà hai đứa con cũng là anh em. Anh xem Diệp Phàm nói thế nào. Không ngờ không coi Sở Công an chúng tôi ra gì. Chúng tôi đề cử người Diệp Phàm cũng không cho hội nghị thường vụ thành ủy có cơ hội thảo luận. Thế là thế nào, cho rằng một bí thư thành ủy cũng có thể một tay che Đồng Lĩnh sao? Muốn thao túng công tác của Sở Công an tỉnh chúng tôi sao? Hắn cũng không nhìn xem mình có gì sao. Sở Công an tỉnh là chỗ nào? Hơn nữa, lão Trần, anh là người phân công quản lý công tác công an đấy. Anh lại là lãnh đạo chính quyền, Diệp Phàm vênh váo ngút trời Hồ Quý Thiên tôi không quản được.
nhưng hắn lại là cấp dưới của anh. Anh nói xem việc này sai ở chỗ nào. Hồ Quý Thiên không che giấu sự tức giận trước mặt bạn, giống như một người không che giấu được sự tức giận. Ha ha, lão Hồ, đừng tức giận, chẳng qua chuyện làm ăn thôi, đừng làm tổn thương thân thể. Hơn nữa Sở Công an tỉnh có suy xét của Sở Công an tỉnh. Thành phố Đồng Lĩnh cũng có suy xét của thành phố Đồng Lĩnh có phải không? Chẳng qua là các anh phối hợp thế nào thôi. Làm việc phải kết hợp mới được, có lẽ Bí Thư Diệp nhất thời nghĩ không thông, mấy ngày sau hắn sẽ nghĩ thông suốt. Thành phố Đồng Lĩnh là dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cục Công an Đồng Lĩnh cũng không thoát khỏi sự lãnh đạo của Sở Công an tỉnh đúng không? Tức thì tức nhưng không thể đem vào công việc, đối với hắn hay anh đều là có hại. Việc này, nếu không thì như vậy đi, hai ngày nữa chúng tôi gọi cả hai anh tới gặp nhau một chút. Trần Húc Ba phải nói. Tuy nhiên, Hồ Quý Thiên vừa nghe lập tức vui vẻ nói. Vẫn là lão Trần hỏi, ha ha. Trong lòng tự nhủ, ông còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi, ông không giúp tôi thì ai giúp? Tôi không tốt, ông cũng đừng khen tôi. Không tôi lại phổng mũi lên bây giờ, mọi thứ là vì công việc thôi. Trần Húc cười nói. 10 giờ sáng ngày thứ hai, trưởng ban thư ký Mễ Nguyệt gõ cửa. Vừa mới nhận được điện thoại của Phó Chủ tịch tỉnh Trần Húc. Thông báo anh và Hạo Cường 9 giờ sáng mai đến phòng họp số 6 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Có nói tại sao không? Diệp Phàm hỏi. Nói về việc chọn người cho vị trí Cục trưởng Cục Công an thành phố. Phó Chủ tịch tỉnh Trần nói là muốn tìm hiểu một chút. Cho chúng ta cơ hội để trao đổi với các đồng chí ở Sở Công an tỉnh. Phó Chủ tịch Trần nói là công tác công an là công tác quan trọng, Cục Công an thành phố Đồng Lĩnh không thể một ngày không có người lãnh đạo. Mễ Nguyệt nói. Trần Húc, hừ. Diệp Phàm thầm hừ một tiếng trong lòng, đoán chắc chắn Phó Chủ tịch tỉnh sẽ dẫn Hồ Quý Thiên đến đó. Trong chuyện này, xem chừng do quan hệ tốt giữa Hồ Quý Thiên và Trần Húc. Nếu không, Hồ Quý Thiên không nói là đem việc này đệ trình lên Đảng ủy Công an tỉnh. Đến giờ lại thành người quản lý mảng an ninh Phó Chủ tịch Trần rồi. Chuẩn bị mọi thứ xong, buổi tối Diệp Phàm cùng Hạo Cường đến tỉnh thành. Ở thành phố Long Giang của tỉnh Tấn Lĩnh, Diệp Phàm căn bản không có bạn bè gì. Lần này đi ra đây may mắn dẫn theo Mễ Nguyệt tạm thời là thư ký. Bởi vì có khách của Canada muốn đến thành phố Đồng Lĩnh khảo sát. Nếu thuận lợi không chừng còn có thể cùng thành phố Đồng Lĩnh kết thành bạn bè thân thiết. Mà lần này dẫn đầu đoàn của thành phố Me của Canada chính là chủ tịch thành phố Ngô, nghe nói là người Hoa Kiều. Nói cách khác, Diệp Phàm cũng Hạo Cường không cùng chí hướng với nhau nên thành người cô đơn. Máy bay của Ngô Sương Nhất phải 8 giờ tối mới đến, cho nên trong khoảng thời gian này Diệp Phàm vẫn rảnh rỗi. Vốn là phải chủ tịch thành phố Cao Thành đến đón tiếp chỉ là Diệp Phàm vừa lúc đến tỉnh thành nên đón luôn. Mễ Nguyệt tạm thời có việc đi thăm người thân, cho nên, Diệp Phàm đến một quán cà phê uống. Vừa uống được hai chén Diệp Phàm dường như phát hiện có người theo dõi. Chương 2233, người ta là ông lớn. Cô nàng ngồi bàn bên cạnh không phải là Diệp Phàm đã gặp khi đến tỉnh Nam Vân chơi sao. Cô vẫn là một cô gái nông thôn thuần khiết. Một chiếc áo hoa mỏng, khoác chiếc áo lông, mặc chiếc quần rộng thùng thình màu đen, ống quần rất rộng lớn, không giống như quần loe trước kia. Mái tóc được buộc gọn gàng phía sau bằng một mảnh vải hoa màu lam khá rộng, khoảng 3 phân. Vừa nhìn qua cô nàng rất bình thản, Diệp Phàm cảm giác cô gái này có chút gì đó đặc biệt thu hút. Tuy nhiên, nếu muốn Diệp Phàm nói ra cũng không thể nói được. Nhớ rõ buổi trạng vạng tối hôm đó người trong thôn ra tìm cô gái gọi cô là A Tứ. A Tứ cũng đúng lúc xoay người lại nhìn Diệp Phàm, cũng hơi phút sững sau đó nhìn Diệp Phàm khẽ cười gật đầu. Diệp Phàm cũng nhìn cô khẽ gật đầu xem như bắt chuyện. Sau đó hai người quay đầu đi không nhìn đối phương. Buổi tối có thể gặp được một người quen ở nơi xa lạ coi như là đáng giá. Trong lòng Diệp Phàm chào cô một câu rồi trả tiền đi. Hơn nữa tiền của A Tứ hắn cũng thanh toán, tuy nhiên, cũng không nói với A Tứ. Anh, đi ra ngoài vừa rẽ vào chỗ rẽ một giọng nói quen thuộc vang lên. Diệp Phàm bỗng nhiên quay đầu lại lập tức có chút giật mình, không khỏi ấp úng. Lạc Tuyết, em đến đây lúc nào, cũng không lên tiếng. Em nói là sẽ không can thiệp cuộc sống của anh, khi muốn gặp anh thì đến, nếu hiện giờ anh có phụ nữ em sẽ không xuất hiện. Lạc Tuyết Phiêu Mai vẫn xinh đẹp như vậy. Vẻ đẹp của nàng là một vẻ đẹp của núi rừng không bị ô nhiễm bất kỳ cái gì của đô thị.
Lạc Tuyết Phiêu Mai đến giờ vẫn ở nông thôn, chỗ đó gọi là Hưng Yên Lâm Vu Sơn Cung. Tối nay cô mặc một bộ trang phục sườn xám màu hồng phấn, đương nhiên là sườn xám cách điệu. Bộ sườn xám này cũng được thêu hoa mai. Đôi mắt to làm bừng sáng cả khuôn mặt hoàn toàn tự nhiên không có bất kỳ chút son phấn nào. Bên cạnh cô là một người hầu gái và một cô nàng xinh đẹp. Diệp Phàm hiểu, người hầu gái này bản lĩnh phải lục đẳng đến thất đẳng. Cô nàng là người chăm sóc Lạc Tiên, tuy nói hiện giờ nhân tài của Vu Sơn Cung đã tan tác nhưng bảo vệ con gái vẫn được Mai Thiên Tuyết dành nhiều quan tâm. Ôi! Diệp Phàm thở dài, đưa tay vuốt mái tóc, hỏi. Buổi tối em nghỉ ở đâu? Anh nói nghỉ ngơi ở đâu thì liền nghỉ ngơi ở đó. Lạc Tuyết nháy mắt ánh mắt mềm mại như nước này làm Diệp Phàm tan chảy. Mọi người về đi. Diệp Phàm nhìn hai người phía sau phất tay, dắt Lạc Tuyết đi bộ trên đường. Người hầu gái cũng đã nghe cô chủ nói đến năng lượng của người này. Nghe nói năng lượng gần bằng cung chủ. Nếu hắn không bảo vệ được Lạc Tuyết thì mình đi cũng không làm gì được. Tuy nhiên, nghĩ một chút, người hầu gái cùng cô bé vẫn bước theo. Chỉ là đi từ phía xa. Diệp Phàm vừa thấy, cũng không nói gì, biết suy nghĩ của hai người. Người như vậy có đuổi cũng không đuổi nổi. Hơn nữa, gia pháp của Vu Sơn cũng rất nghiêm, Diệp Phàm cũng không đành lòng nhìn bọn họ bị Mai Thiên Tuyết dùng gia pháp với họ. Hơn nữa, có hai người hầu ở đây, ngược lại bất cứ lúc nào cũng có thể sai khiến một cũng không tệ lắm. Chúng ta mua quần áo đi. Diệp Phàm nói. Vâng. Lạc Tuyết Phiên Mai gật gật đầu vẻ mặt ửng hồng. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng chỉ vào cửa hàng đồ lót. Lạc Tuyết Phiêu Mai cũng không nói gì nhưng mặt cũng đỏ lên. Hôm nay anh sẽ cho em trở thành nữ hoàng. Diệp Phàm cười nói dẫn Lạc Tuyết đến khách sạn 5 sao sang trọng nhất Long Giang. Cho tôi phòng tổng thống. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi nói ngay với nhân viên phục vụ. Rất xin lỗi anh. Khách sạn chỉ có một phòng tổng thống rất sang trọng ở tầng chót nhưng đã có người đặt rồi. Giám đốc điều hành Trần Long rất khách khí nói. Vậy có phòng nào chất lượng như phòng tổng thống không? Diệp Phàm nhìn Lạc Tuyết Phiêu Mai xin lỗi rồi hỏi. Lạc Tuyết thật ra lắc đầu, ý là không sao, chỉ cần có thể ở là được. Có thật ra thì có, khách sạn tôi có thể sắp xếp cho quý khách một căn phòng trang bị không khác phòng tổng thống là mấy. Chỉ có điều tuần này Thẩm công tử đã bao hết. Nói trước 3 ngày nhưng chưa đến, hôm nay chỉ sợ sẽ đến. Giám đốc điều hành đến, rất khách khí nói. Nhìn Diệp Phàm một cái, rồi nhìn Lạc Tuyết Phiêu Mai nói. Tuy nhiên, hai người hoàn toàn có thể ở phòng số 2, tuy diện tích nhỏ một chút nhưng trang trí cũng không kém là bao. Thẩm công tử là ai? Diệp Phàm không để ý đến y thuận miệng hỏi. Ha ha, Thẩm công tử tên là Thẩm Quát, một trong 3 công tử của Tấn Lĩnh. Thường gọi là Thẩm Bách Vạn. Đại công tử của người lãnh đạo tập đoàn Thiên Hà. Thẩm đại công tử xếp thứ 3 trong 3 công tử, được gọi là Thẩm Tam công tử, vung tiên như rác là việc cậu ta thường xuyên làm. Giám đốc điều hành cười cũng hơi có chút đắc ý. Anh gọi điện thoại cho cậu ta, bảo cậu ta trả phòng số 1 cho tôi. Dù sao, cũng không ở thật tiếc, tôi có thể trả thêm cho y 10.000 nhân dân tệ. Phòng này y giữ không cũng không có tác dụng gì có phải không? Ngược lại thật lãng phí. Diệp Phàm nói. Đúng lúc này từ phía sau truyền đến một giọng nói rất khinh thường. 10.000 là nhiều sao? Thẩm công tử, cậu đã đến rồi. Giám đốc điều hành vội vàng chào hỏi. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hai người đồng thời lên tiếng. Tại sao là cậu? Ngày đó lái xe không tồi. Diệp Phàm cười nói. Cậu cũng không sai. Thẩm Quát cười nói. Tuy nhiên, có chút nghi ngờ nói. Anh bạn, tôi đang buồn bực, lúc ấy tôi và Tiểu Mãn cùng Hồ Thuyết đều bị người cảnh sát đó bắt lại, sao anh không việc gì? Quái, chẳng lẽ anh quen Bao Tử kia? Diệp Phàm thiếu chút nữa bật cười, Thẩm Quát không ngờ gọi Bao Kiên Quyết là Bao Tử. Ngoại hiệu này còn cũng rất được. Diệp Phàm giật mình, thấy cậu nhóc này rất lạ, lập tức trong lòng có chút kế, ra vẻ bí hiểm nói. Muốn biết có phải không? Đương nhiên, vẻ mặt Thẩm Quát thành thật gật đầu. Có thể nói cho cậu biết, tuy nhiên, buổi tối cậu phải nhường phòng số 1 cho tôi. Hơn nữa, hết thảy phí là cậu phụ trách, để cho tôi được thư giãn, 8 giờ sáng mai cậu chờ ở sảnh, tôi xuống sẽ nói cho cậu biết. Diệp Phàm nói, anh tính toán giỏi như vậy sao? Đòi điều kiện với Thẩm Tam công tử chúng tôi.
Lúc này một người tóc húi cua bên cạnh Thẩm Quát kiêu ngạo nói. Tôi là người, đâu phải đồ vật. Chuyện của tôi thích nói thì nói, đây là điều kiện. Thẩm Quát có nhận hay không thì tùy. Diệp Phàm không để ý đến tên kia thản nhiên hừ một tiếng. Hôm nay cậu không đem chuyện xảy ra hôm đó nói cho công tử chúng tôi, Trịnh Hạng tôi sẽ cho cậu nếm thử một chút cái gì gọi là nắm tay. Người thanh niên lại nói. Tuy nhiên, bụp bụp hai tiếng giòn tan vang lên, trên mặt người này hiện rõ vết hai bàn tay. Hơn nữa, người đã ngã ra xa hơn 3 mét, miệng còn nhổ ra một ngụm máu tươi. Hơn nữa, má trái của gã còn hiện bàn tay gầy tất nhiên là do hầu gái của Lạc Tuyết. Cô là ai, dám đánh tôi? Trịnh Hằng tức giận chỉ vào người hầu gái. Kỳ lạ là Thẩm Quát hình như thích xem náo nhiệt cũng không ngờ không nói gì. Có lẽ giám đốc điều hành muốn tìm bảo vệ, tuy nhiên, cũng bị Thẩm Quát xua tay ngăn lại. Nếu còn nói nữa tôi sẽ chặt đứt cái cây. Người hầu gái đúng là nói chuyện thô, dọa Trịnh Hằng sợ chết. Tay phải giống như phản xạ có điều kiện lập tức che dưới háng, vẻ mặt đáng thương nhìn Thẩm Tam công tử. Anh bạn, vị của nắm tay không tồi chứ? Diệp Phàm cười khan một tiếng, nhìn cậu ta một cái. Bảo cậu đừng làm loạn cậu không tin, bố ở đây đâu đến cậu lên tiếng. Người ta là ai, thật sự hoành tráng. Nói thật cho cậu biết, người bạn này đã đua xe với tôi và anh Tiểu Mãn và Hồ Thuyết. Thật lợi hại. Chiếc Cherokee của người ta không ngờ vượt qua ả Ferrari của chúng ta. Tiếp đó thế nào, ngay cả Tiểu Mãn và Hồ Thuyết cũng bị bao tử ở đội cảnh sát giao thông kia bắt lại, nhưng anh bạn này lại không việc gì, nghênh ngang đi tiếp. Người như thế cũng để Tiểu Trịnh cậu có thể trêu chọc sao? Đứng dậy cho tôi, xin lỗi người ta đi. Không thể tưởng tượng được Thẩm Quát không ngờ nói cậu này làm trong lòng Diệp Phàm đầy nghi hoặc. Thấy Trịnh Hạng còn do dự, Thẩm Tam công tử tức giận. Bước hai bước đến hung hăng đá một cước lên đùi người này. Đau đến mức đồng chí Trịnh Hạng hét lên một tiếng, vội vàng nhảy dựng lên, đến trước mặt Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Rất xin lỗi, ông lớn, Tiểu Trịnh tôi sai lầm rồi. Sai lầm rồi là tốt rồi, biết sai sẽ sửa. Diệp Phàm giả một thuyết giáo một hồi, quay người khẽ nói. Lấy phiếu phòng ra, tôi không có thời gian nói nhiều với mọi người. Cho hắn. Thẩm Quát nhìn giám đốc điều hành nói. Sau khi Diệp Phàm vào thang máy xong Thẩm Quát hô sau lưng. 8 giờ sáng mai, anh bạn đừng gây sức ép quá mà không dậy được. Yên tâm, gọi đến hai người nữa thì tôi vẫn có thể dậy được. Diệp Phàm cũng không quay đầu lại hừ nói. Tuy nhiên, cảm giác tay trái đau một trận, tất nhiên là bị Lạc Tuyết nhéo một cái. Anh có phụ nữ em mặc kệ nhưng không thể làm loạn. Những người phụ nữ có bệnh không thể đi cùng. Lạc Tuyết hừ nói, em xem anh giống hạng người như thế sao, đùa một câu cho vui em tưởng thật sao. Diệp Phàm buồn bực nói, em biết về việc đó anh rất khỏe, mẹ cũng nói qua rồi, vì anh đã ăn thái tuế. Sau đó lại uống huyết chăn, nếu không kịp thời tổng hợp thì phải giải phóng một chút. Chỉ sợ tích ngược lại gây nguy hại, cho nên nếu thật sự anh muốn có phụ nữ, buổi tối mai Hương có thể hầu hạ anh. Vẻ mặt Lạc Tuyết phiêu mai nghiêm túc chỉ vào cô bé đi phía sau.